Y đạo quan đồ. chương 26, lại một lần nữa làm loạn. Lúc hình thể dân rời đi, Hải Lan mới chịu quay đầu lại nhìn, bắt gặp ngay vẻ mặt đắc ý của Trương Dương, nhịn không được cười trêu đùa, Trương chủ nhiệm quả nhiên bản lĩnh, chuyện khó khăn như vậy mà chỉ ra tay một cái liền giải quyết dễ dàng rồi. Trương Dương cũng cười nói, hắn cũng là người biết thức thời, ta cũng không có uy hiếp gì hắn. Trương Dương hiển nhiên cũng không thể nào đoán ra được, Hình thể dân cúi đầu đều là do e sợ bối cảnh của Hải Lan. Tuy chẳng biết vì sao, thế nhưng hình thể dân cũng phải cúi đầu thần phục mình, Trương Dương cũng thấy hãnh diện với bản thân, mặt càng tươi cười hớn hở hơn. Từ xưa tới nay, nam nhân đều thích biểu diễn khoe tài trước mặt nữ nhân, Trương đại quan nhân hắn cũng chẳng có ngoại lệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hải Lan nhìn Trương Dương, bất giác cũng nở một nụ cười ngọt ngào. Tâm tình đang vui trương dương liền mở lời nói đi ta mời ngươi ăn cơm cũng là để cảm ơn vừa rồi đã nói giúp ta tuy rằng câu nói này hàm ý cũng giống như của hình tể dân thế nhưng hai người khác nhau nói tất nhiên sẽ có hai sắc thái khác nhau với trương dương hải lan hiển nhiên sẽ không từ chối tươi cười gật đầu đồng ý bữa trưa hai người cũng là ăn ở nhà hàng minh tân trương dương vốn định mời rượu thế nhưng hải lan lại nhẹ nhàng từ chối trương dương cười nói không uống cũng tốt Rượu có thể khiến người ta làm bậy. Một câu vô ý này cũng khiến khuôn mặt xinh đẹp của Hải Lan đỏ hồng lên, nhẹ giọng trách mắng, đúng là miệng của kẻ xấu xa thì chẳng được lời nào dễ nghe cả. Hai người ngồi ăn cười đùa trêu nhau tới tận 12 giờ mới xong. Vì là ngồi bàn gần cửa sổ nên những ánh nắng mùa xuân buổi trưa xuyên qua khung cửa, rơi rớt trên làn da trắng nõn của Hải Lan, khiến cho cả người nàng như được bao bọc trong một màu vàng mông lung sáng bóng. Trương Dương nhìn đến ngẩn ngơ tự đáy lòng tán dương một tiếng, người thật đẹp. Người thực biết nói đùa, Hải Lan cũng liền bốp chát ngay lại, trận rãi uống một ngụm trà, rồi buông thêm một câu nữa, trông thấy cái bộ dạng ngươi lúc nãy của ngươi cùng hình thể dân, ta mới biết nam nhân trên đời này đều là kẻ xảo trá. Bàn tay to của Trương Dương thò ra, định cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia, nhưng Hải Lan lại nhạy bén khẽ né trách, rút tay mình về. Là một người của công chúng, nàng ta tất nhiên sẽ không để người khác trông thấy tình cảnh thân thiết của hai người như vậy được. Trương Dương ra tay nhưng không thành, ngượng ngùng cười cười nói, đi đâu ngồi đi. Hải Lan liền lắc đầu từ chối, không được. Biểu tình cực tuyệt từ ngoài ngàn dặm của Hải Lan khiến Trương Dương hắn thực không biết nên nói gì tiếp nữa. Hắn thực sự không thể hiểu được, hai người rõ ràng đã trải qua sự tình thân mật như vậy, đáng nhẽ phải thân thiết hơn mới đúng. Đằng này tại sao lại như càng lạnh lùng xa lánh hơn vậy? loại cảm giác này khiến hắn cũng thấy bức bối. Hải Lan cũng nhận ra được biến hóa nhỏ bé đó của hắn, thế nhưng nàng lại ý thức được mình lúc này nên bảo trì một khoảng cách nhất định với hắn. Trương Dương giờ như một đống lửa bốc cháy hừng hực, còn Hải Lan lại lạnh lùng băng lãnh như băng tuyết ngàn năm, băng với hỏa hợp lại chắc chắn lưỡng bại câu thương. Cũng bởi vì trong mắt nàng, tiểu tử Trương Dương này vẫn còn rất trẻ nông nổi bồng bột, hắn thậm chí còn có khát vọng muốn đem toàn bộ thiên hạ này dẫm nát dưới chân chỉ là nàng ta đã được tận mắt chứng kiến cái thế giới này tàn khốc bất nhân đến nhường nào, bởi vậy nàng mới tình nguyện đóng băng trái tim mình lại. Xin lỗi, ta còn phải đi làm." Hải Lan đứng dậy cáo từ, Trương Dương cũng đành ngượng cười, cũng không che đậy được cảm giác mất mát trong lòng. Chuyện tình của đài truyền hình đã giải quyết xong, nhiệm vụ lần này của hắn cũng đã hoàn thành. Trước khi rời đi, đột nhiên hắn lại thay đổi chủ ý, Muốn tới bệnh viện nhân dân huyện thăm vị từ Kim Cố chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn từ kia một chuyến. Trương Dương từ lúc chuyển về xã Hắc Sơn từ công tác cũng rất thuận lợi, là do vị bí thư đảng ủy Vương Bác Hùng cũng đã chiếu cố ít nhiều tới hắn. Thế nhưng hắn đối với công tác ban kế hoạch hóa gia đình này vẫn u u mê mê, nhiều điểm còn chưa biết rõ được, lần này lên huyện xử lý công chuyện, cũng tiện đường ghé thăm nàng ta một chút. Cũng bởi vì chuyện hắn một mình đơn đả độc đấu với cả đám dân thôn Thanh Hà, từ đó tiếng ác đồn xa, cũng nhiều người sợ tiếng vị tân chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình này mà đem tiền đến nộp phạt. Chẳng qua, một đống tiền đó vẫn phải sung vào công quỹ ủy ban nhân dân xã, ban kế hoạch hóa gia đình hắn mất tiếng mà chẳng được miếng nào, bởi vậy trương đại quan nhân hắn vẫn buồn bực từ lúc đó tới tận bây giờ chưa nguôi. Từ Kim làm chủ nhiệm cũng lâu năm, đối với sự tình của ban kế hoạch hóa gia đình hiển hiên sẽ biết nhiều hơn mình, tiện thể lần này tới thăm cũng là việc đầu tiên, còn việc thứ hai là muốn từ miệng vị tân chủ nhiệm này biết được một số sự tình trước đây. Nhưng điều quan trọng nhất đối với trương đại quan nhân hắn tới đây lại là muốn thăm tả hiểu tình, vài ngày không gặp thực là cũng có thấy như ít nhiều. Trương đại quan nhân hắn từ trước cho tới bây giờ tự nhận mình không phải là một người đa tình, nhưng cũng chắc chắn sẽ không phải là đơn lẻ tình trường. Cái giấc mộng một lời chấn nhiếp thiên ha, với đầu tựa đùi mỹ nhân nhàn nhã uống rượu vẫn luôn ở trong đầu hắn, cả hai cái hắn đều muốn có, không thể thiếu bất cứ một cái nào. Từ Kim nằm ở khoa chỉnh hình bệnh viện Nhân dân huyện, vừa vặn lúc đó Tả Hiểu Tình cũng đang thực tập ở đó. Trương Dương cầm một bó hoa hồng vào khoa chỉnh hình định tặng cho cố chủ nhiệm Từ Kim, trời xui đất khiến thế nào lại đụng mặt ngay Tả Hiểu Tình ở ngoài hành lang. Tả Hiểu Tình cũng không có nghĩ tới lại được gặp hắn ở đây, ngay lúc này, lại càng không ngờ được là hắn đang ôm một bó hoa hồng đỏ trong tay. Nàng cũng ngượng ngùng đỏ mặt, trong nội tâm hai cảm giác hồi hộp cùng vui vừng cứ quẩn quanh mãi không thôi. Cắn cắn môi dưới, nàng nhỏ giọng nói, người đến đây làm gì vậy? Hiện tại đang là giờ làm việc. Trương Dương cười cười nói, ta là đến thăm chủ nhiệm từ kim, nàng ta nằm giường nào vậy? Tất cả những cảm giác vui mừng hồi hộp chờ mong lúc nãy trong lòng tả hiểu tình tiêu biến sạch, chỉ còn lại mỗi trống trải hụt hẫng Nhìn cái điệu cười vô tâm kia của hắn, càng thêm chán ghét, hờ hững nói, sao ngươi không đi hỏi đám y tá ấy? Trương Dương ha hả cười lớn một tiếng, hai ta càng không phải thân thiết hơn sao? Tả hiểu tình nhìn lại một chút bó hoa hồng trong tay Trương Dương, cũng thầm ước ao được như vị từ kim kia. Cũng bởi gì ước ao mà ghen ghét, càng nhìn Trương Dương càng thấy không thuận mắt. Thầm nghĩ, hắn thực là có bệnh rồi, tự nhiên lại đi tặng hoa hồng đỏ cho bà cô già, tâm thần, đại ngu ngốc. Tả hiểu tình trong lòng đang mắng nhức Trương Đại quan nhân một chập nên thân. Đúng lúc này thì một cô y tá tướng mạo xinh đẹp đẩy xe thuốc đi ngang qua hai người. Ánh mắt tất nhiên cũng bị bó hoa hồng kia lôi cuốn, có chút ước ao than, tả hiểu tình à, hoa cũng đẹp thật đó. Tả hiểu tình vừa ngượng vừa giận, vội vàng giải thích là không phải tặng ta mà. Trương Dương lại cười tủm tỉm nhìn cô y tá trẻ kia nói, xin chào, Thạch Yến. Hắn có thể biết được tên Thạch Yến cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao tên nàng cũng được viết trên thẻ công tác chỉ là dường như nam nhân này mình chưa có từng gặp qua, nàng cũng nhíu nhíu mày nhìn lại Trương Dương hỏi, chúng ta có quen nhau không nhỉ? Trương Dương cười nói, giọng nói của ngươi cũng thật dễ nghe, chẳng thua kém gì MC đài truyền hình cả. Thạch Hiến lúc này mới nhớ tới lần trước có người gọi điện thoại cho tả hiểu tình, cũng chính mình là người nhận điện thoại, hai người nói chuyện cũng có chút ăn ý. Thạch Hiến cũng cười vui vẻ, hóa ra là ca ca tả hiểu tình. Tả hiểu tình chừng mắt nhìn Trương Dương, thực là không biết liêm sỉ. Tả hiểu tình rõ ràng hôm nay tâm trạng không được tốt, câu nào câu nấy đều lạnh lùng cứng rắn như băng, nói xong ta cũng lạnh nhạt xoay người bỏ đi. Trương Dương cùng Thạch Yên ngơ ngác nhìn nhau, cùng thè lưỡi lắc đầu. Thạch Yến thì khanh khách nở nụ cười, rồi nháy mắt cho Trương Dương, ý bảo hắn còn không mau đuổi theo. Thấy tả hiểu tình tức giận ra mặt như vậy, ngược lại Trương Dương từ đáy lòng lại cảm thấy vui vẻ. Vui vì người ta cũng có để ý tới mình nên mới nổi giận, thà rằng nổi giận như vậy còn hơn nữ MC Hải Lan xinh đẹp kia, lạnh lùng hờ hững, thực là đáng ghét. Nghĩ lại điệu bộ hờn dỗi lúc nãy của tả hiểu tình, hắn đột nhiên lại thấy ấm áp trong lòng. Nguyên lai like mình cũng để ý khá nhiều tới cảm thụ của nàng ta. Tả hiểu tình mặc dù có chút tức giận, nhưng vẫn dẫn Trương Dương tới phòng bệnh vị chủ nhiệm từ kim kia. Từ kim tại xã Hắc Sơn tử danh tiếng cũng không được tốt cho lắm, cũng bởi cái phong cách làm việc cứng rắn của nàng ta mà bị người ta gọi là chủ nhiệm mặt đen. Tân chủ nhiệm Trương Dương tới thăm cũng làm Từ Kim có chút ngạc nhiên, thế nhưng lúc nàng nhìn thấy bó hoa hồng trong tay Trương Dương, ánh mắt lại lộ ra chút thất vọng. Trong mắt nàng ta thì bó hoa hồng tươi đẹp kia lợi ích thực tế còn xa cũng không bằng một rổ trứng gà. Chồng của Từ Kim cũng chỉ là một công nhân phổ thông, nhiệt tình mời Trương Dương ngồi xuống. Hắn định lục đục đi pha trà mời khách thì trương dương khoát tay ý bảo không cần khách khí như vậy. vị cố chủ nhiệm từ kim này nhìn qua trông cũng thật đáng thương, trên mặt đầy vết thương bầm tím, chân tay thì gần như đều phải bị bó bột hết cả, ánh mắt nàng ta trông cũng cực kỳ buồn giàu. từ kim cũng không nghĩ tới vị tân chủ nhiệm trương dương này lại trẻ như vậy, cũng khách khí nói với trương dương vài câu, rồi thở dài nói công tác kế hoạch hóa gia đình tại xã hắc sơn tử cũng khó khăn thực đó, lần này suýt chút nữa là mất cả mạng rồi. Trương Dương cũng đồng tình gật đầu, tuy rằng ta tới xã Hắc Sơn từ công tác chưa lâu, thế nhưng cũng được giáp mặt đôi chút cái đám dân ngang ngược kia, cũng là chủ nhiệm chịu khổ nhiều rồi. Từ Kim dù sao lăn lộn trên quan trường cũng không phải vài ba năm, đương nhiên nàng có thể nhìn ra Trương Dương lần này tới thăm, ngoài ra cũng là muốn hỏi Han mình một chút kinh nghiệm, nàng cũng không muốn giấu giếm làm gì, cũng định nói rõ sự tình của ban kế hoạch hóa gia đình cho Trương Dương biết, dù sao nàng cũng chẳng muốn quay lại cái trốn thâm sơn cùng cốc kia nữa. Từ Kim nói: "Tiểu Trương à, ta lúc mới đầu tới ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử công tác, cũng nhiệt tình yêu nghề lắm chứ, cũng muốn làm yên ổn lại cái tình trạng hỗn loạn về kế hoạch hóa gia đình của xã Hắc Sơn Tử. Thế nhưng lúc chân chính triển khai dự định thì mới phát hiện khó khăn muôn phần, xã Hắc Sơn Tử nằm trong lòng núi Thanh Sơn, địa hình cũng có chút đặc thù, đừng nói là dân chúng phổ thông, mà đến ngay cả các cấp lãnh đạo cũng tỏ thái độ muốn bài xích dự định của ta, công tác kế hoạch hóa gia đình hầu như đều gặp trở ngại lớn." khó mà có thể tiếp tục duy trì được. Trương Dương nói, muốn làm tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, quả thực cũng cần phải những ban ngành khác hỗ trợ cùng phối hợp. Từ Kim đột nhiên giận dữ nói, đừng nhắc tới bọn chúng nữa. Mỗi lần có công chuyện, là cái gã sở trưởng đồn công an xã Chu Lương kia lại là người đầu tiên một mực khước từ. Không có bọn họ giúp sức, một nữ nhân như ta làm sao có thể một mình chấp pháp được? Rõ ràng vị chủ nhiệm Từ Kim này đối với đồn công an xã có oán niệm cực kỳ sâu sắc, nếu như không đồn công an bất lực, không làm tròn chức trách của mình thì nàng cũng chưa chắc đã bị cảnh thân tàn ma dại như bây giờ. Trương Dương cũng là lần đầu tiên lĩnh giáo được sự tiêu cực của vị sở trưởng đồn công an xã Chu Lương kia, cũng bởi vậy mới hiểu nguyên nhân vì sao chủ nhiệm Từ Kim ra nông nỗi này. Nhưng mà mục đích chính lần này tới đây là hắn muốn hỏi Từ Kim chuyện của ban kế hoạch hóa gia đình cho rõ ngọn ngành kiên trì nghe từ kim nói xong lúc này mới nhỏ giọng hỏi từ kim thở dài nói tiểu trương à thực tế là trước kia ban kế hoạch hóa gia đình chúng ta cũng có một khoản riêng là tiền phạt của dân tiền duy trì ban cũng là từ đó mà ra thế nhưng trưởng xã lại ra quyết định tiền hoạt động của ban kế hoạch hóa gia đình cũng sẽ do bên tài vụ xã quản lý sau đó chúng ta cũng chỉ có chức trách đi thu tiền phạt tiền phạt nhiều ít ra sao cũng đều phải nộp lại quyết định cuối cùng vẫn là do cấp trên định đoạt Trương Dương thấp giọng nói, chỉ ít ra chúng ta cũng phải có ít quyền lợi gì chứ. Từ Kim cười khổ một tiếng, chẳng phải cấp trên đã cho chúng ta cái đặc quyền trưng thu tiền phạt của dân đó sao? Kỳ thực, công tác kế hoạch hóa gia đình ở xã ta gặp rất nhiều vấn đề nan giải, mà cái quan trọng nhất vẫn là thiếu tiền. Chúng ta có thể dùng số tiền đó để làm phí thưởng cổ vũ tinh thần cho anh chị em trong ban, để họ nhiệt tình với công việc hơn, công tác có hiệu quả hơn. Chỉ là ta cũng đã nhiều lần phản ánh với cấp trên cấp cho ban chúng ta nhiều tiền hơn, nhưng mà bên trên vẫn chỉ cấp cho chúng ta một khoản rất nhỏ, khó mà duy trì tốt được công việc. Trương Dương cũng không khỏi nhớ lại lần đó, sau khi tới gặp tạ nguyện Nga hội trưởng hội phụ nữ thôn Thanh Hà xong, là ngay sau đó diễn ra sự việc đám dân thôn Thanh Hà vây công ủy ban nhân dân xã. Lúc này bác sĩ tới thay băng, Trương Dương cũng nhân đó mà cáo từ luôn. Trước khi rời đi, hắn còn để lại 200 đồng cho từ kim coi như là tiền thuốc men, chỉ là từ kim nhất quyết không nhận, Trương Dương cũng chỉ đành cầm lại. Bởi vậy mà từ kim này cũng có hảo cảm với vị tân chủ nhiệm Trương Dương này, lúc hắn đi từ kim còn cố ý nhắc nhở hắn một câu, tiểu Trương à, ta hiện tại mới nhận ra được, ta không có cái năng lực một trọi vài chục người như ngươi. Muốn làm một người quan tốt thì có tâm thôi cũng chưa đủ, mà còn cần phải có năng lực nữa, không đủ năng lực thì mọi thứ cũng đều là vô nghĩa, từ Kim tuy nàng chỉ nói đơn giản như vậy, nhưng lại làm Trương Dương thấy chấn động. Nhìn vẻ mặt ảm đạm buồn rầu của Từ Kim, Trương Dương cũng đoán được nàng ta nhận thức được điều này là lúc bị đám người kia hành hung, chắc có lẽ cái tác phong làm việc cứng rắn của nàng ta sau này cũng không còn được thấy nữa. Trương Dương cũng lắc lắc đầu, thở dài cảm thán một hồi. Trương Dương rời khỏi phòng bệnh của Từ Kim, liền tới phòng làm việc của Tả Hiểu Tình tìm nàng. Tả Hiểu Tình đang ngồi viết bệnh án trong phòng. Cao Vĩ đứng ở bên cạnh cười cười chỉ điểm cho nàng mấy chỗ. Trương đại quan nhân hắn đối với thằng nhãi này từ trước tới giờ vẫn thấy không vừa mắt, thân là giáo viên mà dám tư tưởng tới học sinh, quả thực là mặt người dạ thú. Tả hiểu tình, ngươi ra đây một chút. Tả hiểu tình cùng Cao Vĩ cùng ngẩng lên nhìn, cùng thấy Trương Dương ở ngoài cửa nhưng hai người lại có hai biểu tình khác nhau. Cao Vĩ thì vẫn còn ghi hận Trương Dương trong lòng, bây giờ thấy thằng nhãi này, cơn giận lại nổi lên, nhưng mà cũng không có nói ra tả hiểu tình do dự một chút, nhưng rồi cũng đi ra ngoài. Trương Dương vui tươi hớn hở cười tâu tét, ra ngoài nói chuyện với ta một chút. Tả hiểu tình cũng gật đầu đồng ý. Tả hiểu tình, bệnh án còn chưa có viết xong mà. Cao Vĩ lấy hết súng khí, rốt cuộc cũng dám nói một câu đầy ý nghĩa chống đối, dù sao trước mặt người con gái hắn thích, hắn cũng không thể để mất mặt như vậy được. Thế nhưng rất nhanh hắn liền biết là hắn tự tìm chết. Trương Dương giọng điệu lạnh lùng nói, ta nói Cao Vĩ ngươi, Ngươi có thể hay không đặt cái trái tim ngươi vào công việc được. Đám thực tập sinh không nhịn được cười rộ lên, cao vĩ thẹn quá mặt đỏ bừng, tay run run chỉ trương dương nói, ngươi, ngươi, cả nửa ngày mà hắn cũng chỉ giận được hai chữ đó. Mắt thấy hai người kia đã đi rồi, hắn giận giữ khoát tay mắng, tố chất thực là quá kém. Vẫn là cái câu nói cửa miệng của cao vĩ hắn, thực sự là một câu này hắn đã thuần thục đến độ lô hỏa thuần thanh rồi cũng nên. chương 27, phong thủy thay đổi. Trương đại quan nhân vì tức giận nên đứng lại mắng thằng nhãi cao vĩ kia một trận, cái tội chó mồm vào phá đám, bởi vậy mà bị chậm mất 10 phút. Nhưng mà đến lúc chạy ra cửa lại không thấy tả hiểu tình đâu cả, nhìn ngó xung quanh cũng không thấy bóng dáng người đẹp đâu, liền chạy tới trạm điện thoại công cộng gần bến xe gọi điện cho nàng. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh nhỏ nhẹ, Trương Dương à, ta xin lỗi. Cha ta vừa mới tới, nên không có đi cùng ngươi được, rất xin lỗi. Chuyện kia ta đáp ứng với ngươi, nhất quyết sẽ không nuốt lời. Để lần khác ta sẽ tới xã Hát Sơn tử thăm ngươi, nhất định. Cha của tả hiểu tình là tả ủng quân lần này theo đoàn của Cục Vệ sinh Môi trường Thành phố Giang Thành xuống dưới huyện Xuân Dương kiểm tra tình hình công tác. Đêm qua đoàn mới về, tả hiểu tình cũng vì thế mà sáng nay không thể đi cùng Trương Dương hắn được, thất hẹn với hắn thật cũng có chút ngại ngùng. Trương Dương nghe thấy nàng ta cũng là vì việc đột xuất cũng không có tức giận. Chỉ cười nói, nếu là bác trai tới, người cứ từ từ đón tiếp đi. Chỉ là ngươi hứa sẽ đáp ứng chuyện của ta rồi đó nha, lúc nào rảnh rỗi nhớ gọi điện thoại báo trước, rất mong chờ Tả tiểu thư tới chơi. Tả Hiểu Tình nhịn không được nở nụ cười, thằng nhãi này làm quan cũng chưa phải là lớn, vậy mà đã đã học được cái công phu miệng lưỡi tâm bốc như vậy rồi. Tả Hiểu Tình cũng chỉ hỏi thăm lấy lệ hắn hai câu, rồi mới cúp điện thoại. Trương Dương móc ví rút ra một tờ 10 đồng đưa cho ông chủ quán gầy teo tóc, mặt thì đen xì. Nhưng mà không nghĩ tới hắn ta cầm tiền rồi mà mãi vẫn chưa chịu trả lại tiền lẻ, Trương Đại Quan Nhân cũng bực bội, dục nói trả lại tiền lẻ đi. Ông chủ quán ngẩng đầu, hai mắt trừng trừng nhìn Trương Dương, điệu bộ hung thần ác sát gầm lên, còn dám đòi tiền lẻ nữa sao? Tiền gọi điện thoại còn chưa đủ nữa đấy. Trương Dương cũng giật mình, cũng nghe nói mấy cái quán xá xung quanh bến xe này chặt chém khách dã man, nghĩ không ra hôm nay chính hắn lại đưa đầu vào để người ta chém. Tuy rằng đồng bạc lẻ ấy trương đại quan nhân hắn thế nào thèm để trong mắt, nhưng mà không cần là một chuyện, còn để người khác khi dễ bắt nạt mình lại là một chuyện khác. Trên mặt trương dương liền xuất hiện nụ cười nhạt. Tuy vậy ông chủ quán kia vẫn còn ngang ngược, chẳng thèm biết sợ là gì mắng, mau mau biến ra chỗ khác. Trông cái mặt thật hãm tài, còn đứng đấy làm hỏng chuyện làm ăn của ta, cẩn thận ta đánh cho một trận bây giờ. Trương Dương cũng cảm thấy phiền muộn, chẳng hiểu cái bọn công ty vận chuyển hành khách này làm ăn kiểu gì nữa, mà lại để cho đám lưu manh này mở quán bán hàng ở đây được. Trương đại quan nhân hắn đang định ra tay dạy dỗ thằng nhãi kia một phen, ai dè bên cạnh lại có người vui mừng gọi, đây chẳng phải là Trương đại ca đó sao? Trương Dương cũng ngẩn người, quay lại nhìn, hóa ra là Hàn Truyện Bảo đang tươi cười nhìn hắn, bên tay phải có đeo một băng đỏ, bên trên viết hai chữ bảo vệ, thật to, phía sau còn hai gã đàn em đi theo khuôn mặt hung dữ, tóc để dài ngoằng, nhìn một cái đã biết là thành phần bất hảo rồi. Trương Dương cũng cười lấy lệ, đối với tiểu tử này, Trương Dương cũng chẳng có mấy thiện cảm lắm. Trải qua chuyện xung đột lần trước, hàn chuyện bảo bị Trương Dương dễ dàng khuất phục, hắn cũng tâm phục khẩu phục cúi đầu trước vị đại ca này. Tuy rằng bị Trương Dương hành hạ một phen khổ sở, thế nhưng hắn thực cũng không còn cái tư tưởng muốn báo thù kia nữa. Luận võ công hắn đã không bằng, luận bối cảnh hắn lại càng không bằng cái móng tay của người ta, nếu như không phải là Trương Dương từ bi quảng đại, chỉ sợ cái cánh tay phải hắn bây giờ vẫn còn đang bó bột. Quỷ cũng còn sợ ác nhân, mà ở trong lòng hàn chuyện bảo hắn, vị lão đại Trương Dương này đích thị là ác nhân, đại ác nhân nữa là đằng khác. Tuy rằng sau vụ việc đó, hắn cũng bị ông già tước mất cái chức trưởng ban bảo vệ ở trạm xe này, thế nhưng dù sao hắn cũng là đại đương gia, dù không có thực quyền nhưng kẻ dưới ông già hắn cũng phải răm rắp nghe theo. Hàn chuyện bảo vừa tới thấy cái chàng cảnh này liền hiểu ra vừa nãy xảy ra sự tình gì liền nổi giận mắng chửi ông chủ quá kia Lưu Lão tứ có phải là người chán ăn cơm rồi không đây là trương đại ca ta người cũng dám thu tiền sao Lưu Lão tứ nghe thấy Hàn chuyện bảo gọi tiểu tử trước mặt này là đại ca liền giật mình sợ hãi thầm chửi mình có mắt mà không thấy núi Thái Sơn trong lòng hắn cũng thầm hối hận mình hành xử quá lỗ mãng rồi tay chân luống cuống mở ngăn kéo lấy ra tờ bạc 10 đồng tươi cười đưa qua nói Trương ca. Là ta không có mắt không chồng, không nhìn thấy núi Thái Sơn, đại nhân ngài cũng đừng chấp nhặt tiểu nhân. Tiền điện thoại hôm nay là ta mời đi. Trương đại quan nhân hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng bao giờ đắc ý tự phụ mà bỏ qua người bao giờ. Người nói người mời ta sao? Người mà cũng có cái tư cách đó sao? Người mà cũng dám nuốt tiền của ta sao? Trương đại quan nhân cũng chỉ mỉm cười nói, ta rõ ràng đưa ngươi 100 đồng, thế nào mà chớp mắt đã còn từng này rồi. Lưu lão tứ sửng sốt, ngươi không phải là muốn bắt che ta đó chứ. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười âm hiểm của Trương Dương, hẳn rốt cuộc cũng hiểu ra, tiểu tử kia là muốn gậy ông đập lưng ông. Hắn tuy rằng là ông chủ một quán nhỏ ở cái bến xe này, nhưng mà ít nhiều cũng có chút danh tiếng, không ngờ hôm nay lại đụng mặt một đại nhân vật, đến cả hàn chuyện bảo đứng trước mặt hắn cũng phải cung kính lễ phép là vậy thôi thì lần này gặp xui rồi. Hắn cũng cố nén đau thương, lục tìm trong ngăn kéo tờ 100 đồng đưa cho Trương Dương. Lúc cầm tiền xong, Trương Dương cũng chẳng có rời đi, ánh mắt lạnh lẽo lại lướt qua lưu lão tứ một cái nói, vừa rồi là ai bảo ta cút đi, lại còn muốn đánh ta nữa vậy. Hàn chuyện bảo bây giờ mới hiểu sự tình, là vị lão đại này thực muốn giết người rồi. Hắn cũng chỉ lắc đầu thầm than, lưu lão tứ a à, lưu lão tứ, lần này là ngươi tự tìm chết rồi. Ánh mắt cầu xin của Lưu Lão Tứ nhìn Hàn Chuyện Bảo, ý bảo hắn ra mặt giúp đỡ chuyện này. Hàn Chuyện Bảo không phải là không muốn giúp hắn, thế nhưng cho dù là mình đi chăng nữa, đứng trước mặt vị lão đại này, hắn cũng chẳng có chút phân lượng nào cả. Cũng chỉ đành ho khan một tiếng, nhẹ nhàng nói, Trương ca à, đại nhân cũng không nên so đo với tiểu nhân làm gì, người cũng cần gì phải chấp nhặt với hắn chuyện còn con đó nữa. Lưu Lão Tứ cũng cười đến méo mặt, chẳng phải vừa đưa cho hắn 100 đồng rồi sao? cả tờ 10 đồng lúc nãy cũng đã một đi không trở lại, không nhẽ giờ hắn lại còn định đòi thêm. Hàn chuyện bảo cũng không nhịn được mắng hắn, còn không mau lấy hàng xịn ra mời trương đại ca, hay là ngươi muốn cuốn gói cút khỏi đây. Lưu lão tứ là thường ngày toàn bán thuốc đều, mang đồ thật ra biếu thực cũng không đành lòng. Hắn vẻ mặt đau khổ lấy từ trong quầy lấy ra hai bao thuốc. Một bao Manboro, một bao Simoer hai tay dâng cho Trương Dương, cùng với nụ cười lấy lòng nói, Vừa rồi là tiểu nhân không phải, mong Trương ca bỏ quá cho. Được lời 100 đồng, thêm hai bao thuốc nữa, cơn giận của Trương đại quan nhân hắn cũng xuôi xuôi xuống, hờ hững cầm hai bao thuốc đi qua bến xe. Hàn Truyện Bảo cũng nhanh nhẹn theo sau, cười nói, "Trương ca, người muốn đi đâu, không bằng để ta đưa đi một đoạn." Trương Dương cười tủm tỉm nhìn hắn, "Ủy ban xã Hắc Sơn tử." Hàn Truyện Bảo cũng thầm mắng mình nhiều chuyện, tới đó cũng phải hơn 100 km không phải là mình tự chuốc khổ vào thân sao. Cũng may Trương Dương cũng chẳng cần hắn đưa đi làm gì, lạnh nhạt nói ta ngồi xe đò cũng được, khỏi cần ngươi nhọc công. Hàn chuyện bảo cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, niền nở dẫn Trương Dương ra xe ô tô. Trương Dương cũng chẳng thèm từ chối, có thằng nhãi thổ địa này, hắn cũng đỡ mất công đi lòng vòng cho mệt, nhưng thật không ngờ, lần này cũng chính là gã tài xế xe đò mà lần đầu tiên hắn tới xã Hắc Sơn tử nhận chức. Gã tài xế cũng nhận ra được Trương Dương, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là Hàn Đại Công Tử lại đi bên cạnh hắn, hơn thế nữa tại sao Hàn Đại Công Tử lại khúm núm cười kiểu lấy lòng như vậy. Gã tài xế cũng thầm kêu may mắn, may là lần trước không có cùng người ta so đo, không thì. Trương Dương cũng rất nhanh nhận ra gã tài xế xe đò nọ, chỉ là Trương Đại Quan Nhân hắn cũng mặc kệ, chẳng thèm để mắt tới, dù sao bây giờ hắn cũng đã là quan lớn, há lại có thể tính toán chuyện cũ với đám cóc kẽ vô giáo dục này nhàn nhã leo lên xe, tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Trương đại quan nhân hắn cũng thấy cảm khái, tuy rằng động tay động chân là của hạng vũ phu không có đầu óc, thế nhưng nhiều lúc nắm đấm cũng là một thủ đoạn xã giao khá hữu hiệu đó chứ. Buổi họp hội nghị thường vụ cuối tuần của xã Hắc Sơn Tử, bí thư xã Vương Bác Hùng đầu tiên tuyên bộ một tin tức, làm mọi người trong hội trường đều giật mình khiếp sợ. Xã trưởng, kiêm phó bí thư xã, đồng chí Hồ Ái Dân bởi vì xử lý không thỏa đáng vụ việc trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy, nên gánh chịu trách nhiệm không nhỏ. Lãnh đạo huyện ủy cũng đã quyết định tạm thời cách chức đồng chí Hồ Ái Dân, như vậy chức trưởng xã sẽ do đồng chí Quách Đạt Lượng tạm thời thay thế. Đồng chí Lý Trấn Đông Nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Kỳ, bởi vì tác trách trong công việc nên phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Lãnh đạo huyện cùng trưởng ban giáo dục huyện ra quyết định, cách chức hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Kỳ của đồng chí Lý Trấn Đông, và phó hiệu trưởng Lâm Thục Phân sẽ đảm nhiệm chức hiệu trưởng. Xã trưởng Hồ Ái Dân, mà không, phải nói là nguyên xã trưởng Hồ Ái Dân tại phiên học, nghe bí thư xã Vương Bác Hùng đọc quyết định vẫn cứ bình tĩnh chấn định như thường, đến tận lúc Vương Bác Hùng kết thúc, hắn mới đứng lên chủ động nhận sai lầm trong công tác. Việc Hồ Ái Dân đứng lên tự nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, cũng khiến nhiều người trước đây công kích hắn cũng thấy hổ thẹn, dù sao Hồ Ái Dân đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy cũng là một dấu chấm tròn viên mãn hơn thế nữa hồ ái dân lại rất khoan hồng độ lược, không kéo theo ai chết chìm cùng, thực cũng có tí chút phong độ của một vị lãnh đạo cấp cao. Quách Đạt Lượng cũng là một trong số những người ái náy đó. Thực lòng mà nói, hồ ái dân cũng chưa làm sai điều gì với hắn cả, nếu như không phải vì sự việc trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy lần này, hai người cũng sẽ không trở nên đối đầu gay gắt như vậy. Ban đầu Quách Đạt Lượng cũng định nhân vụ việc lần này, dùng những sai phạm trong vấn đề tài chính của Vương Bắc Hùng, ném đá xuống giếng, đẩy hắn xuống vực sâu vạn kiếp bất phục, thế nhưng cũng may, vào thời khắc mấu chốt, chính vương bác hùng đã cảnh tỉnh hắn, không được dồn ép hắn vào đường cùng như vậy, nếu như hắn trở mặt quay lại cắn một cái thì sao? Mặc dù vậy, cái hành động anh dũng chấp nhận hy sinh thân mình vì toàn cục kia của hồ ái dân cũng làm quách đạt lượng phải hổ thẹn, tự nhận không bằng. Hơn thế nữa, qua vụ việc trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy này, quách đạt lượng hắn là người được lợi nhiều nhất. Cái ghế xã trưởng hắn ngày đêm mong ngóng kia cuối cùng cũng được ngồi, Giờ đây hắn rốt cuộc cũng trở thành người đứng thứ hai sau Vương Bác Hùng ở cái xã Hắc Sơn tử này. Ánh mắt Hồ Ái Dân lướt nhìn mọi người trong phòng họp hôm nay một lượt, rồi cuối cùng cũng nói một câu tổng kết lại, 6 năm công tác tại xã Hắc Sơn tử này cũng là 6 năm khó quên nhất trong cuộc đời ta. Trong 6 năm này có biết bao nhiêu khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều vinh quang làm ta phải tự hào. Các vị ở đây hôm nay, bất kể trước kia là bằng hữu của ta hay những người có mâu thuẫn với Hồ Ái Dân ta, Ngày hôm nay qua đi, ta cũng mong muốn những mâu thuẫn đó của chúng ta tan biến theo. Bản thân ta cũng chỉ hy vọng một điều, các ngươi là đồng sự của ta, cũng là những người cho ta biết thế nào là ấp áp cùng tình hữu nghị. Cảm ơn, hai hàng lệ nóng trong đôi mắt hồ ái dân cũng chảy xuống, đó cũng không phải là những lời giả tạo của hắn, dù sao công tác ở đây nhiều năm như vậy rồi, hắn cũng thấy có chút nhớ nhung tiếc nuối. Thế nhưng là đàn ông, thì thua cũng phải thua cho vinh quang, lúc đến thì khua chiêng gióng trống lúc đi cũng phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà bước đi tiêu sái. Vương Bác Hùng cũng âm thầm gật đầu, hắn cũng tự nhủ, nếu như đặt hắn vào địa vị hồ ái dân bây giờ, hắn cũng không có rộng lượng cùng điềm tĩnh như hồ ái dân này được. Quách Đạt Lượng là người đầu tiên vỗ tay hoan hô, sau đó toàn thể thành viên trong buổi họp cũng đứng dậy vỗ tay khen ngợi, tràng cảnh hoàng tráng này cũng đánh thức vị trương chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình đang ngủ ngon lành bên dưới. Trương Dương giật mình tỉnh dậy, thấy một màn vẫy tay lui ra ngoài của hồ ái dân, Trương Dương cũng vỗ tay hô to, đồng chí đi từ từ, hẹn gặp lại. Tất cả mọi người trong hội trường đều bị một màn diễn thuyết đầy cảm động vừa rồi của hồ ái dân cảm động theo, thế nhưng họ làm sao nghe được tiếng lòng lúc này của vị lãnh đạo bao dung độ lượng kia, mẹ nó chứ. Hai người vương bác hùng, quách đạt lượng các ngươi cứ chờ đấy, một ngày nào đó ta sẽ trả đủ mối thù ngày hôm nay. Chỉ tiếc rằng lần này người chiến thắng lại là vương bác hùng, dĩ nhiên hắn cũng sẽ không thèm để ý đến cảm thụ một bại tướng như hồ ái dân. lúc hồ ái dân đi khuất rồi, hắn mới từ tốn đứng lên phát biểu. đồng chí hồ ái dân tuy chỉ là một hiện tượng cá biệt, thế nhưng cũng cho chúng ta thấy được tầng lãnh đạo cũng có những vấn đề bất cập, công tác của chúng ta hiện tại triển khai cũng còn chưa được tốt. ta hy vọng sau buổi học ngày hôm nay, tất cả mọi người ở đây đều noi gương học tập theo đồng chí hồ ái dân, biết kiểm điểm và tự kiểm điểm bản thân, bù đắp sửa chữa những thiếu sót, sai lầm trong công tác hắn chậm rãi nâng chén chè nóng lên, uống một ngụm đặt xuống rồi mới rõng rạc nói tiếp, nhân tiện hôm nay, trước toàn thể mọi người ở đây, ta cũng đặc biệt đưa ra lời khen ngợi tới một người. Đó chính là chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã chúng ta, đồng chí Trương Dương. Toàn hội trường im lặng như tờ, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về Trương Dương, vậy mà vị trương chủ nhiệm của chúng ta vẫn cứ hồn nhiên ngáp dài một cái. Bỗng nhiên có một bàn tay bên cạnh vươn ra, Tát cho hắn một cái làm cái động tác ngáp dài đầy tiêu sái kia của hắn cuối cùng cũng không hoàn thành xong. Vương Bác Hùng trong thâm tâm mắng nhức Trương Dương một trận. Tiểu tử này đúng là đồ đại phá hoại. Thế nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp như mùa xuân trên môi. Mỉm cười nói, đồng chí Trương Dương tuy là một cán bộ còn trẻ. Tất nhiên sẽ còn nhiều chỗ thiếu sót. Nhưng cũng nhờ tuổi trẻ đó mà lại có được những điểm mà những lão giả như chúng ta đây không có. Hắn lần thứ hai dừng lại giữa chừng một cỗ cảm giác tự hào trỗi dậy trong lòng trương đại quan nhân hắn, tuy rằng hắn đã kịch liệt khống chế tâm tình, nhưng cũng vì do quá kìm nén cảm xúc nên khuôn mặt hắn bây giờ trông rất khó coi, người khác nhìn sẽ tưởng rằng đó là thằng nhãi này đang đắc chí kiêu ngạo tự mãn. Vương Bác Hùng nhấn mạnh thêm, đồng chí Trương Dương có hăng hái, có nhiệt tình say mê với công việc, năng nổ trong công tác. Mới công tác tại quê nhà được ít lâu, vậy mà bất chấp nguy hiểm, không kể bản thân dẫn đầu cứu hỏa bảo vệ tài sản nước nhà lại kể tới chuyện đồng chí vì bảo vệ tôn nghiêm của ủy ban xã chúng ta, mà không kể nguy hiểm, một mình chống trả với hơn 40 người làm loạn ủy ban xã. Như vậy mới xứng đáng là cán bộ nước nhà, mới xứng đáng đảng bộ chúng ta, nhân dân chúng ta rất cần những cán bộ tốt như vậy. Vương Bác Hùng nói xong cũng trực tiếp vỗ tay hoan hô, càng là cho đối tượng được khen ngợi là trương đại quan nhân hắn được nâng lên một tầm cao mới. Trương Dương nghe xong thế nào lại có chút đờ người khó hiểu, Sao ta đến tận bây giờ cũng không có phát hiện ra mình là một người hoàn mỹ đến như vậy nhỉ? Nguyên lai like bản thân mình cũng có nhiều sở trường đó chứ, lần sau gặp mặt Lý Trường Vũ, phải đem đoạn này tường thuật lại một hồi mới được, chắc rằng hắn nghe xong sẽ nhanh nhẹn cấp cho ta cái chức bí thư đảng ủy xã chắc cũng không quá phận đâu nhỉ? Vương Bác Hùng lại nói, là phạt thì nhất định phải phải, nên thưởng thì cũng phải thưởng cho xứng đáng. Biểu hiện tích cực của tiểu Trương chủ nhiệm hoàn toàn không làm thất vọng cái danh hiệu đảng viên dự bị. Mọi người thấy thế nào? Kết quả là vị Trương Đại quan nhân của chúng ta thuận lợi vượt qua vòng bỏ phiếu của các cán bộ đảng viên, chính thức trở thành một gã đảng viên dự bị hợp cách. Sau khi họp xong, Trương Dương liền bị Vương Bác Hùng gọi vào phòng làm việc, hắn là muốn Trương Dương tóm tắt sơ lược chuyến công tác lên đài truyền hình huyện xử lý cái chuyên đề tin tức kia. Thực ra Vương Bác Hùng cũng không lo lắng lắm chuyện này, bởi nhẽ sau lưng Trương Dương là vị lý bí thư huyện ủy cao lớn sừng sững như vậy. Dù gì đi chăng nữa người ta cũng phải nể mặt hắn vài phần. Nghe thấy Trương Dương cũng xử lý êm đẹp chuyện này, Vương Bác Hùng cũng gật đầu vừa lòng, thấp giọng nói: "Tốt. Chuyện này ngươi xử lý rất thỏa đáng. Tháng sau huyện ủy sẽ mời cán bộ xã lên họp hội nghị đại biểu nhân dân toàn quốc, trong lúc này không nên để những tiếng xấu như vậy đồn thổi ra ngoài, làm hạ uy danh xã Hắc Sơn tử chúng ta." Nói xong hắn liền chuyển chủ đề: "Lần này ngươi có gặp Lý bí thư không?" Trương Dương lắc đầu, trong mắt Vương Bác Hùng cũng thoáng một tia mất mát, nhưng mà cái biểu hiện nhỏ nhặt lại rất nhanh đó cũng không qua nổi con mắt Trương Đại Quan nhân hắn. Hắn trong lòng cười thầm, ta có gặp Lý Trường Vũ thì liên quan gì tới ngươi? Thằng nhãi Vương Bác Hùng này tâm tư luồn cúi cũng quá khát nước rồi. Vương Bác Hùng nhớ tới Lý Bí thư huyện ủy, cũng bởi vì cái chuyện họp hội nghị đại biểu toàn quốc kia, trên huyện cũng khá nhiều ban ngành có biến động khá lớn, hơn nữa lần hội nghị đại biểu toàn quốc lần này e rằng cũng là lần cuối cùng Lý Trường Vũ làm chủ trì hội nghị cấp huyện, đó cũng là cơ hội cuối cùng được làm thân với vị bí thư huyện ủy sắp thăng chức này. Thấy Trương Dương vẫn cứ làm cái bộ dạng ngu ngốc không hiểu gì kia, Vương Bác Hùng cũng có chút nóng nảy, tiểu Trương à, người xem có thể giúp ta tạo cơ hội được gặp Lý Bí Thư một lần hay không? Cũng là vì gần đây xã Hắc Sơn Tử chúng ta gặp khá nhiều chuyện rắc rối, ta cũng là muốn báo cáo lại cho lãnh đạo chút ít ấy mà. Trương Đại Quan Nhân hắn là người thế nào chứ? sao mà không nhìn ra được tâm tư của vương bác hùng chứ cười nhạt nói vương bí thư cứ yên tâm ta sẽ mau chóng thu xếp dùm người trương dương thầm nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì khó cả cũng chỉ cần đơn giản là cho hai người cùng ăn một bữa ăn sáng thế là xong chỉ cần hắn mở lời cái sự tình không trái nguyên tắc nghề nghiệp này hiển nhiên lý trường vũ cự tuyệt mới là lạ trương dương hắn cũng đoán ra được vương bác hùng năm lần bảy lượt muốn gặp lý trường vũ cũng không chỉ đơn giản là báo cáo sự tình cho cấp trên hơn hết chắc chắn thằng nhãi này là muốn nhân cơ hội này lấy lòng Lý Bí Thư, cũng là giúp ích cho con đường làm quan của hắn sau này. Chẳng qua giúp hắn cũng là giúp chính bản thân mình, trương đại quan nhân hắn cũng thực muốn thành toàn tâm nguyện bấy lâu nay của Vương Bí Thư. Chỉ là trương đại quan nhân hắn là ai chứ, có cơ hội kiếm chắc thì sao hắn bỏ qua cho được, nhân cơ hội này cũng nên có kè mặc cả với Vương Bí Thư xã một phen. Nghĩ thông suốt, Trương Dương liền đem vấn đề tài chính của ban kế hoạch hóa gia đình ra kể lể với Vương Bí Thư một hồi. Kỳ thực chuyện này cũng là điều tất nhiên mà thôi, thử hỏi, không có ăn thì sao mà làm được, muốn ban kế hoạch hóa gia đình hoạt động được thì hiển nhiên cấp trên phải rót tiền xuống chứ. Vương Bác Hùng nghe xong yêu cầu của Trương Dương, hắn cũng không đáp ứng ngay mà lại dùng kế hoãn binh nói, chuyện này ta cần phải suy nghĩ lại cho thấu đáo, người cứ về công tác cho thật tốt đi hắn hay. Trương Dương liền nói công tác kế hoạch hóa gia đình không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hình tượng xã Hắc Sơn tử chúng ta. Vương Bí Thư, kỳ thực ta cũng chỉ mong muốn có một chút quyền lợi trong việc sở hữu tài sản của ban mà thôi, có tiền rồi ta có thể chu cấp cho những chị em hội trưởng hội phụ nữ các thôn xóm cấp dưới, như vậy họ cũng sẽ công tác tích cực hơn. Vương Bí Thư cũng biết đó, xã Hắc Sơn tử chúng ta lớn là như vậy, mà ta chỉ có mỗi mình quản lý toàn bộ vấn đề liên quan tới kế hoạch hóa gia đình trong xã, thực sự là lực bất tòng tâm mà hiện tại ban kế hoạch hóa gia đình cũng chỉ có hai người lẽ nào ngài muốn ta với tiểu ngụy hai người phải ngày ngày trèo đèo lội suối đến tận nhà những chị em phụ nữ có thai hay sao vương bác hùng nghe hắn thuyết trình một thôi một hồi xong cũng nở nụ cười chỉ chỉ trương dương nói trương dương a à, trương dương tuy rằng là vì công tác gặp khó khăn thế nhưng ngươi cũng không nên nóng vội như vậy chứ chuyện gì cũng phải có trình tự của nó vấn đề này cũng liên quan tới nhiều mặt khác Ta đáp ứng ngươi, lần họp hội nghị thường vụ xã lần tới, ta sẽ đưa ý kiến của ngươi ra mọi người cùng bàn bạc xem xét. Được chưa? Trương Dương trong lòng cũng thầm mắng, ở cái xã Hắc Sơn tử này thì Vương bí thư ngươi gần như là toàn quyền quyết định rồi, mà hiện tại cái gai hồ ái dân trong mắt ngươi cũng bị tạm thời cách chức, vậy thì còn ai dám phản đối ý kiến của ngươi nữa chứ? Ngươi nói với ta như vậy, chẳng qua là chỉ có lấy lệ cho qua chuyện thôi, chứ đáp ứng cái sao 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 chó gì? Vương Bác Hùng thực cũng là lấy cớ để bưng bít qua chuyện mà thôi, cũng tại Trương Dương đưa ra chuyện tình quá đột ngột, tuy rằng Vương bí thư hắn hiện nay tại xã nhà cũng là một tay che trời, thế nhưng cũng nên chú ý cẩn thận một chút kẻo lại lật thuyền trong mương như hồ ái dân thì khốn. Vương Bác Hùng hắn cũng không có ý định định cư lâu dài tại cái trốn thâm sơn cùng cốc này, mà lần họp hội nghị đại biểu nhân dân toàn quốc trên huyện ủy này là một cơ hội cực tốt, chỉ cần Trương Dương đáp ứng hắn, một lần được gặp mặt Lý bí thư hắn cam đoan rất có thể hắn sẽ được thăng quan tiến chức mau chóng nếu như không được thăng cấp thì chí ít cũng được chuyển sang công tác tại một nơi đông dân điều kiện tốt hơn đây một chút vậy thì bước đầu tiên là phải qua được cửa ải của tiểu tử trương dương này chỉ cần cho hắn một chút lợi ích là hắn sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời mình thôi mình cũng sắp không ở đây lâu nữa hà tất phải làm phật ý hắn làm gì có suy nghĩ trong đầu như vậy vương bác hùng cũng mỉm cười nói hay là như vậy đi ta sẽ kêu bên tài vụ cấp cho ban kế hoạch hóa gia đình một khoản, để nâng cấp chuyên môn công tác nghiệp vụ. Người cũng vì thế mà có thể nhân rộng cán bộ chuyên môn tới tận thôn xóm trong xã, giúp cho công tác kế hoạch hóa gia đình được mau chóng và tiện lợi hơn. Chỉ là lúc này nơi nơi đều có tinh thần cơ cấu hóa bộ máy nhà nước, rút gọn đi những bộ phận không cần thiết để tránh dườm ra. Chúng ta cũng không thể đi ngược lại chính sách nhà nước được, phải không? những lời này của vương bác hùng đại ý là ta sẽ chấp nhận cấp tiền cho ban kế hoạch hóa gia đình của ngươi nhưng ta cũng không thể lạm dụng chức quyền mà cho nhiều được ngươi cũng nên biết thế nào là đủ no cũng bởi lẽ ngươi chỉ là một gã cán bộ quen chưa có biên chế chính thức nói là chủ nhiệm nhưng so với nhân viên chính thức ngươi cũng còn không bằng bỏ đi thế lực đằng sau thì trương dương căn bản là đáng được vương bí thư đảng ủy xã để vào trong mắt trương dương cũng cười nói ta xem ngô hoành tiến bên tài vụ cũng khá thông minh nhanh nhẹn mà vấn đề sổ sách số má, ta thực cũng không được giỏi cho lắm. Không bằng điều hắn qua chỗ ta quản lý sổ sách, thế nào? Vương Bác Hùng cũng thấy ngạc nhiên, cũng đoán rằng hắn biết tên Ngô Hoành Tiến chắc có lẽ hai người bọn họ trước đây có chút qua lại. Dù sao nhân viên bên tài vụ cũng khá đông, mặc dù chủ nhiệm ban tài vụ Lưu Kim Thành vốn là người của Hồ Ái Dân, bất quá bây giờ Hồ Ái Dân không còn ở đây nữa, dĩ nhiên Vương Bí Thư hắn sẽ toàn quyền quyết định sự vụ của ban tài chính. Vương Bác Hùng cũng rất nhanh đập bàn đưa ra quyết định, chuyển người vạn đồng cho ban kế hoạch hóa gia đình làm công tác phí, cùng điều Ngô Hoành Tiến làm kế toán ban kế hoạch hóa gia đình, quản lý sổ sách. Từ lúc Hồ Ái Dân bị tạm trời cách chức, Vương Bác Hùng làm việc càng ngày càng mạnh tay hơn trước, cũng chẳng cần phải để ý đến cảm thụ của bất cứ người nào cả, hắn muốn làm gì cũng chẳng ai dám phản đối nửa lời. Sau khi đã có quyết định, hắn liền gọi một cú điện thoại cho trưởng ban tài vụ Lưu Kim Thành kêu hắn thi hành quyết định. Vụ việc xã trưởng Hồ Ái Dân bị tạm thời cách chức làm Lưu Kim Thành hắn cũng thấp thỏm lo lắng, đứng ngồi không yên. Lúc này nhận được điện thoại của Vương Bí Thư, tự nhiên hắn cũng không dám làm trái, nhất nhất thi hành theo lời lãnh đạo. Hơn thế nữa, bây giờ Hồ Ái Dân bị hạ bệ, hiển nhiên Vương Bí Thư sẽ trở thành ông trời ở cái xã Hát Sơn từ nhỏ bé này. Lưu Kim Thành hắn dù sao cũng là một người biết thức thời, thời cơ lấy lòng Vương Bí Thư đã đến, Tất nhiên hắn sẽ cố gắng làm hết sức để tỏ lòng trung thành với vương bí thư. Trương Dương tuy rằng tiến nhập quan trường chưa lâu, thế nhưng hắn cũng hiểu rõ tầm quan trọng của chiến tích, mà Trương đại quan nhân hắn cần nhất lúc này cũng chính là thành tích, thành tích càng lớn, càng nổi bật càng tốt, tuy rằng đằng sau có vị lý bí thư huyện ủy kia thật đó, nhưng dù sao cũng phải tự mình vươn lên, mình không tự giúp mình thì ai còn giúp nữa. Lần này tới chỗ Vương bác hùng cũng kiếm được chút tiện nghi, được hắn nhượng bộ cấp cho 10 vạn đồng làm kinh phí hoạt động lại nhớ tới hai vạn đồng lần trước cũng được Vương Bác Hùng cấp cho làm phí công tác, tuy rằng cũng có một chút ngoài lề dùng vào vụ đài truyền hình huyện, đơn giản vì cái chuyên đề tin tức kia còn liên quan tới nhiều vấn đề khác của ủy ban xã nên phải giải quyết triệt đề. Ngoài ra trừ cả một khoản ăn uống xăng xe đi lại ra thì chỗ đó so với hai vạn đồng kia thực cũng chẳng đáng là bao, Trương Dương cũng đem chuyện này tất tần tật báo lại cho Vương Bác Hùng. Dù sao Trương Đại Quan Nhân hắn cũng muốn trở thành một vị quan thanh liêm, cũng không phải tới cái mức bao công chính trực liêm khiết kia, nhưng chắc cái tiếng quan tốt cũng không có quá khó lắm. Hắn cũng biết làm quan thì điều tối kỵ nhất đó là để người khác nắm được nhược điểm của mình, giả như việc nhận hối lộ thì chỉ có những người có tầm nhìn hạn hẹp mới làm cái chuyện tình này, còn nếu như không trái nguyên tắc, không vi phạm pháp luật mà vẫn chiếm được đại tiện nghi thì đó mới là cao thủ. Chỉ có điều, nếu như chuyện tình có liên quan tới vấn đề chính trị thì tốt hơn hết là nên bảo trì ý nghĩ thanh tịnh. Nắm rõ tình hình rồi mới đưa ra quyết định đúng đắn, không hấp tấp, không vội vàng, không được tham cái trước mắt, phải có cái nhìn toàn cục, đó mới là tố chất quả quan lớn. Nhưng hơn hết cả, Trương Đại quan nhân hắn cũng không phải là người thiếu bạc, một vạn đồng tiền bồi thường của Ngưu Văn Cường vẫn còn đấy chứ đâu xa, bởi vậy hắn mới nhất nhất báo cáo lại rành mạch với Vương Bác Hùng, tiện thể chiếm thêm chút hảo cảm của hắn càng tốt. Vương Bác Hùng đối với sự thẳng thắn này của Trương Dương cũng đánh giá rất cao kỳ thực một chút tiền công tác phí kia tiểu tử trương dương này nuốt hết thực cũng quá dễ dàng chỉ cần tùy tiện liệt kê một đống thứ linh tinh cần phải chi khác phương bác hùng hắn cũng chỉ có thể trách cứ thẳng nhãi này vài câu lấy lệ là xong chuyện bất quá hành động của hắn như vậy càng chứng tỏ tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh trước tiền tài như vậy mà cũng không có chút động lòng đó cũng là tố chất cơ bản nhất của một cán bộ nhà nước một đảng viên chân chính vương bác hùng cũng âm thầm gật đầu khen ngợi Vương Bác Hùng mỉm cười nói, còn thừa bao nhiêu thì cứ cho hết vào quỹ điều động của ban kế hoạch hóa gia đình đi, dù sao chỗ đó cũng là người tiết kiệm cho quê nhà mà có được. Dù sao Vương Bí Thư hắn trước mặt tiểu tử Trương Dương này, cũng phải thể hiện ra một chút khí độ của lãnh đạo chứ, với lại số tiền đó cũng chẳng nhiều nhận gì lắm, mà lại có thể làm tăng hảo cảm của thằng nhãi này với mình hơn. Hơn hết cũng vì hắn là người duy nhất có thể giúp mình diện kiến vị lý Bí Thư huyện ủy kia thì cho dù có nhiều hơn nữa, Vương Bí Thư hắn cũng có thể đáp ứng được. Trương Dương lòng đầy vui mùng rời khỏi chỗ của Vương Bác Hùng, trở về phòng làm việc của mình, trở về với cái ban kế hoạch hóa gia đình thân yêu của mình. Còn chưa kịp uống chén trà, với thông báo tin tốt cho Tiểu Ngụy, thì xã trưởng Quách Đạt Lượng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đi tới. Tuy rằng Quách Đạt Lượng hắn bây giờ cũng chỉ là tạm thời giữ cái chức xã trưởng này, thế nhưng từ tạm thời trở thành chính thức thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hơn nữa sắp tới còn buổi hội nghị đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trên huyện, rồi còn cấp xã nữa, chỉ cần làm tốt công tác, đừng nói là chuyển thành chính thức, mà cái ghế phó bí thư đảng ủy nhân dân xã Hắc Sơn từ hắn cũng có thể được ngồi. Con đường làm quan giờ đây rộng mở thanh thang trước mặt quách đạt lượng hắn, khiến hắn sao có thể không vui tươi hớn hở được cơ chứ. Chẳng hiểu có phải sắp trở thành xã trưởng hay không mà cái thắt lưng của hắn có vẻ lỏng ra, khiến cái cặp quần trễ hẳn xuống. Càng làm cái bụng bự của hắn trông lớn hơn bình thường rất nhiều, chẳng qua trông vậy lại càng có cái phong thái quan lớn. Bất quá những cán bộ, Nhân viên công tác trong ủy ban xã thấy bộ dạng Quách Phó trưởng xã như vậy cũng cảm thấy có chút kỳ quái, đi ngang qua cũng không biết vì sao Quách Phó trưởng xã hôm nay phong thái lại khác mọi ngày, đến lúc từ đằng sau cẩn thận xem xét lại, hóa ra là hôm nay hắn đi đứng lại ưỡn cao ngực ngẩng cao đầu hơn mọi ngày. Nguyên trưởng xã trưởng xã tạm thời Quách đạt lượng hắn hiển nhiên cũng biết đám nhân viên dưới quyền này đều đang bàn tán xì xào sau lưng, trong lòng cũng không khỏi đắc ý vài phần. Nếu như không phải trước kia khom lưng cúi đầu trước người khác, thì sao có ngày được ngẩng cao đầu như hôm nay? Nguyên trưởng xã Quách Đạt Lượng hắn bây giờ đi dạo một vòng quanh ủy ban nhân dân xã, cũng không ngoài mục đích nghe người khác tán thưởng sau lưng mình như vậy. Chỉ là hắn cũng là người ăn quả biết nhớ kẻ trồng cây, hắn được ngày hôm nay, tất cả cũng đều nhờ Trương chủ nhiệm lúc đó nhắc nhở hắn cẩn thận, nếu như không được tiểu Trương chủ nhiệm báo trước, chỉ sợ người bị cách chức là mình chứ không phải Hồ Ái dân. Đương nhiên cũng nhờ một phần không nhỏ cái vận khí của hắn nữa. Không chỉ được Trương Dương nhắc nhở lúc đầu, mà cũng còn nhờ Vương bí thư tận tình giúp sức, bằng không làm gì có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy. Quách Đạt Lượng hắn cũng là người hiểu lý lẽ, vậy nên lúc này cũng không thể vì được lên chức mà làm cao, mà nên chủ động làm công tác tư tưởng cấp dưới là trên hết. Quách Đạt Lượng trước đây cũng có tiền lệ tới phòng làm việc của ban kế hoạch hóa gia đình rồi, tuy rằng gần như là được lên chức, thế nhưng hắn với tiểu Trương chủ nhiệm vẫn là tôn trọng ngang hàng, nở nụ cười khiêm tốn nói: "Tiểu Trương à, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp, lúc nào rảnh theo ta ra ngoài nói chuyện một chút. Trương đại quan nhân hắn từ trước tới giờ vẫn là ngươi kính ta một thước, ta kính lại ngươi một trường. Người ta bây giờ là nguyên trưởng xã, vậy mà còn hạ cố tới tận đây nhờ mình, tất nhiên mình cũng không thể phật ý người ta được, mà hơn hết người ta còn là cấp trên của mình nữa. Trương Dương liền gật đầu nói, ngài cũng thật biết trêu đùa, có chuyện gì còn quan trọng hơn việc quét trưởng xã tới tìm được. Quách Đạt Lượng cũng vì lời này của Trương Dương mà ngượng ngùng, dù sao hắn cũng chưa có chính thức được làm cái chức trưởng xã kia. Trương Dương theo Quách Đạt Lượng ra bên ngoài, lúc đó mới biết được là hắn dẫn mình tới khu công trường tiểu học Hồng Kỳ. Trương Dương cũng cảm thấy kỳ quái, không phải chuyện tình trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy đã được ém xuống rồi sao? Bây giờ hắn còn kéo mình tới đây làm gì nữa? Quách Đạt Lượng cùng Trương Dương đứng từ xa nhìn công trường thi công xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ. Quách Đạt Lượng thấp giọng nói, Tiểu Trương à, hiện tại trên huyện đem cái trọng trách kiến thiết xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ giao cho ta, thế nhưng ta lại lực bất tòng tâm, muốn làm nhưng lại không đủ sức. Trương Dương lúc này đột nhiên nhớ ra là mình chưa có nói lời chúc mừng người ta, lập tức cười tủm tỉm nói, Quách trưởng xã à, là ta quên mất chưa có chúc mừng ngài thăng trước đó. Trước mặt Quách Đạt Lượng, Trương Dương cũng chẳng cần câu lệ làm gì, bởi lẽ lần tranh đấu với hộ ái dân này, Trương Dương cũng góp một phần công lao không nhỏ giúp Quách Đạt Lượng đạt được cái vị trí ngày hôm nay. Mà cho dù không phải là ân nhân của Quách Đạt Lượng kia, Trương Đại Quan Nhân hắn cũng chưa bao giờ biết khuất phục cúi đầu nịnh nọt ai bao giờ, dù là Lý Bí Thư huyện ủy, hay Vương Bí Thư xã cũng đã là gì, vậy thì cho dù Quách Đạt Lượng có là xã trưởng đi chăng nữa thì Trương Đại Quan Nhân hắn cũng chưa thèm để vào mắt. Quách Đạt Lượng thở dài nói, có gì vui đâu mà chúc với cả mừng. Tiểu Trương à, dù gì hai ta cũng không phải người ngoài, ngươi cũng đừng gọi ta là nguyên trưởng xã gì gì đó, mà ta cũng không gọi ngươi là cái chủ nhiệm nọ kia nữa. Cứ coi như là hai huynh đệ chúng ta nói chuyện tâm sự đi. Những lời này của Quách Đạt Lượng cũng làm Trương Dương cảm thấy giật mình, tự dưng lão cáo giả này lại tự hạ mình, bất chấp thân phận đi kết giao với một gã chủ nhiệm quen như mình. Trong chuyện này sặc mùi nguy hiểm, Trương Dương cũng không khách khí gượng cười nói, ấy. Quách trường xã, ngài có gì thì cứ nói thẳng đi, đừng như vậy ta tổn thọ lắm. Vậy mà quách đạt lượng lại chẳng cảm giác gì tiểu tử trước mặt này đang ngại ngùn vì phạm thượng cấp trên cả, hắn thấp giọng nói, từ trước tới nay, chuyện tình của trường tiểu học Hồng Kỳ đều là do hồ ái dân quản lý, hiện tại hắn bị tạm thời cách chức như vậy, chẳng khác gì căng quả bom nổ chậm đó vào tay ta cả. Mà An Lão cũng mới gọi điện tới đây, nói sắp từ Hồng Kông tới đây, là hắn muốn tận mắt nhìn tình hình xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ, chuyện này thực như là tảng đá đè nặng trong lòng ta mấy bữa nay. Nếu như mà công tác xây dựng lại trường có điểm nào không hài lòng hắn, thì sợ rằng cái ghế trưởng xã này ta chưa được ngồi nóng đít đã bị người ta đá đi rồi. Hắn chuyển hướng nhìn thẳng Trương Dương, đôi mắt trần ngập vẻ tha thiết, chiều Trương à, ta định để ngươi đảm nhiệm chức vụ tổng chỉ huy cùng giám sát thi công xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ. Ngươi thấy thế nào? Trương Dương cũng giật mình, hai mắt trợn ngược lên, ta khinh, con mẹ nó chứ, lão tử rốt cuộc cũng là ân nhân cứu mạng ngươi, ngươi đã không báo đáp thì thôi lại định đưa ta ra làm bia đỡ đạn cho ngươi sao? Ngươi định cậy quan lớn mà chèn ép ta sao? Tưởng là cậy già bắt nạt trẻ à? Quách đạt lượng thấy vẻ mặt bất mãn đó của Trương Dương, liền hiểu ngay ra thằng nhãi này đang hiểu nhầm mình, cuống quyết giải thích nói ta thực không có cái ý nghĩ trốn tránh trách nhiệm đó. Ta nghĩ như vậy cũng bởi vì hiện tại giờ là thời điểm nhạy cảm với ta, ánh mắt mọi người đều đang nhìn chằm chằm ta, nếu như chuyện này ta có hoàn tốt đi chăng nữa, nhưng sợ rằng sẽ có người nhân cơ hội này bới móc những sai lầm nhỏ nhặt trong đó ra, nhằm hạ uy tín của ta. Nhưng mà với ngươi thì lại khác, Vương bí thư cũng đã từng nói ngươi là một cán bộ trẻ rất có năng lực, trách nhiệm công việc rất cao, là chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình, lại còn là đảng viên dự bị nữa chứ. Chẳng qua ta cũng đã xem qua hồ sơ của ngươi, ngươi cũng chưa có trong biên chế chính thức. Thứ cho ta nói thẳng, cũng là bởi vì cái thân phận đặc thù kia của ngươi nên ta mới quyết định nhờ ngươi giữ cái chức vụ tổng chỉ huy giám sát thi công này. Ngươi cứ nghĩ mà xem, tuy rằng rất có thể chuyện này sẽ có nhiều điểm làm an lão bất mãn, thế nhưng trong cái rủi lại có cái may, song song điều đó chắc chắc sẽ tồn tại điểm mà an lão hài lòng. Chỉ cần làm hắn vừa lòng, chắc chắn ngươi sẽ được rất nhiều chỗ tốt, hơn thế nữa việc sửa chữa lại trường tiểu học hồng kỳ này thực là một đại thành tích đó. Trương Dương nghe được mấy chữ, đại thành tích, trong lòng cũng khẽ động, không thể không thừa nhận chuyện này thực có sức hấp dẫn cực lớn đối với hắn. Chuyện này đại công cáo thành thì hắn có thể được chuyển thành cán bộ nhà nước có biên chế, từ chủ nhiệm tạm thời ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn từ chính thức trở thành tân chủ nhiệm, hơn thế nữa hắn sẽ còn được chuyển từ đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức, mà thậm chí còn có thể được bước thêm một bước dài hơn thế nữa. Trương Dương cũng bắt đầu cảm thấy món quà biếu này của Quách Đạt Lượng cũng thực không hề nhỏ một chút nào. Quách Đạt Lượng lại bồi thêm một câu nữa, cứ lui lại một bước mà nói, cho dù là an lão không hài lòng đi chăng nữa, thì cùng lắm ngươi cũng có thể phủi đít qua chuyện. Dù gì ngươi cũng là người nằm ngoài chế tài nhà nước, cho dù cấp trên có trách tội xuống, cũng không có phương án cụ thể nào có thể trách phạt ngươi được cả. Chỉ cần an lão rời khỏi huyện Xuân Dương này, chuyện tình lắng xuống, người cũng có thể tùy tiện tìm một chỗ khác mà bắt đầu lại từ đầu. Lời này của hắn cũng có một tầng thâm ý khác, bởi vì hắn biết sau lưng tiểu tử Trương Dương này là bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ chỉ cần dụ dỗ được thằng nhãi này, cũng đồng nghĩa với việc lôi kéo được vị Lý Bí Thư kia ngồi chung thuyền, vạn nhất như có chuyện gì xảy ra, thì chắc chắn Lý Bí Thư cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ để chìm thuyền chết cả lũ được. Trương đại quan nhân hắn cũng chẳng phải là một người thiếu suy nghĩ, con cáo già quách đạt lượng đã thành tinh này, hiển nhiên sẽ không tự dưng mà dâng một phần lễ vật hậu hình như vậy được, thế nhưng trương đại quan nhân hắn với con đường làm quan của mình cũng có vài phần kỳ vọng chờ mong. Quách đạt lượng vẫn chưa thấy thằng nhãi trương dương này gật đầu, trong lòng không khỏi buồn bực. Hắn cũng rất nhanh, lại tiếp tục tung thêm một miếng mồi ngon nữa, chậm rãi nói, lần họp đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trên huyện lần này, ta sẽ tìm biện pháp giúp người có tên trong danh ngạch. Người thấy thế nào? Tự đáy lòng trương dương cũng thấy cảm thán, cứ tưởng lão hồ ly quách đạt lượng này tu vi còn kém xa vương bác hùng với hồ ái dân, thật không ngờ hắn là từ trước tới giờ vì chức vụ hạn chế nên mới bảo trì thực lực như vậy cứ nhìn ngay như động thái hạ mình kết giao với một gã chủ nhiệm ban còn con của hắn khi nãy, bây giờ lại không tiếc công sức mồi chài mình, hắn biết rất rõ đối phương cần gì, muốn gì, con mắt nhận xét đánh giá của hắn cũng thực quá tinh tường, chỉ điểm này thôi quách đạt lượng đã hơn hẳn vương bác hùng với hồ ái dân rồi. Khu vực kiến thiết xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ nằm trên một giải đất khá rộng, đây cũng là quê nhà muốn đền bù tổn thất cho an lão tiên sinh, mà lần này xã cũng không tiếc vốn, thẳng tay chi tiêu làm sao tiến độ thi công đạt được nhanh nhất, hoàn thành dự án sớm nhất. Nếu như làm tốt chuyện lần này, tuyệt đối sẽ là đại thành tích, đóng góp công lao cực lớn đối với xã nhà, còn hơn vài vạn lần việc quản lý mấy bà đẻ kia. Trương Đại Quan Nhân hắn cũng có thể thấy được con đường làm quan của hắn bây giờ đang rộng mở thanh thang hơn bao giờ hết. Tuy rằng chuyện này có vẻ hơi phiêu lưu một chút, thế nhưng đúng như lời quách đạt lượng đã phân tích, Trương Dương cũng nhận thấy những lợi thế to lớn của mình trong chuyện này. Hắn cũng thầm tự nghĩ, vụ việc lần này cứ coi như là viên đạn bọc đường đi, lão tử bóc lớp đường ra nhấm nháp từ từ, còn đạn pháo thì cứ quăng trả lại cho người đi. Chương 28 có chuyện xảy ra. Lần này là tới phiên Trương Đại quan nhân làm chủ trì mời khách tại Tứ Quý Hương, tất nhiên buổi tiệc hôm nay diễn viên chính là quách đạt lượng, Trương Dương cũng là chủ trì tiệc mời mọi người tới chúc mừng hắn được thăng chức. Phó sở trưởng xã Đỗ Vũ Phong, giờ hắn cũng là người đáng tin cậy nhất của Trương Dương cũng đồng thời là bạn rượu luôn, vì vậy lần nhậu này tất nhiên cũng không thể thiếu hắn được. Chủ nhiệm văn phòng cảnh Tú Quốc, còn có cả tiểu ngụy, cùng thành viên mới gia nhập ban kế hoạch hóa gia đình Ngô Hoành Tiến cũng được mời luôn. Quách Đạt Lượng cũng mang một người bạn tri kỷ của hắn, chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cấp xã Lâm Thành Bân. Lâm Thành Bân cũng dẫn theo cả cán sự kiêm thư ký của hắn tên Tiểu Thôi. Tám người vừa vặn quây thành một bàn tròn. Chào hỏi khách sáo nhau một hồi, cũng là quách đạt lượng ngồi ở vị trí chủ tọa, Lâm Thành Bân ngồi bên tay phải hắn, cảnh tú cúc được ngồi bên tay trái hắn, dù sao, ba người bọn họ cũng đều có chức phận cao nhất ở đây, làm như vậy cũng là điều đương nhiên. Những người còn lại cũng là tùy tiện ngồi một chỗ, riêng vị trí gần cửa Trương Dương đã chiếm ngay từ đầu, cười tùm tìm nói, đây là chỗ tính tiền, ai cũng không được tranh của ta đâu đấy. Lâm Thành Bân cũng chưa từng giao hảo lần nào với Trương Dương cả, Thế nhưng hắn cũng được nghe khá nhiều sự tích nổi trội của vị tân chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình trẻ tuổi này. Dù sao hắn cũng là một người lăn lộn trên quan trường nhiều năm, hiển nhiên cũng luyện được vài phần hỏa nhãn kim tinh, cũng nhận định được vị tiểu Trương chủ nhiệm này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, bởi lẽ ngay như cả Vương Bác hùng lẫn Quách đạt lượng với tiểu tử Trương Dương này cũng phải vài phần khách khí. Cũng vì lẽ đó Lâm Thành Bân hắn cũng tin chắc, đằng sau vị Trương chủ nhiệm này là một thế lực không nhỏ chút nào người như vậy hắn làm sao dám đắc tội được chứ. Trong đoạn đầu buổi tiệc rượu ngày hôm nay, Lâm Thành Bân hắn cũng rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói cùng cử chỉ hành động, hắn cũng muốn quan sát xem vị trương chủ nhiệm này là người như thế nào. Thế nhưng làm hắn rất đối ngạc nhiên, tiểu tử trương dương này cũng chỉ như vẻ bên ngoài của hắn, tuổi trẻ sôi nổi năng động hoạt bát, không thấy chút biểu hiện nào là người có bối cảnh cả. Chỉ có một điều duy nhất, tử lượng hắn cũng thật kinh người, hầu như mỗi người ở đây hắn cũng đều tiếp đôi ba chén, vậy mà làm như đó chỉ là chuyện còn con không đáng là gì cả. Quách đạt lượng mấy hôm nay tâm tình cũng cực kỳ vui sướng, đương nhiên buổi tiệc rượu chúc mừng hắn thăng chức ngày hôm nay thì hắn sao có thể uống ít cho được, uống đến mặt đỏ bừng tía tai mà vẫn thấy hứng khởi. Nhưng dù sao hắn từ trước tới nay cũng là một người biết tự chủ, hắn biết nếu cứ uống như vậy nữa thì chắc chắn sẽ say khướt, lúc đó lại làm ra sự tình gì thì thật không hay cho lắm. Tay phải hắn che chén rượu lại, không để tiểu thôi rót thêm nữa, tươi cười, cười nói, thực là mất mặt quá đi, già rồi, sức lực cũng không còn được bao nhiêu, tử lượng cũng kém trước rất nhiều rồi. Thứ lỗi, thứ lỗi. Lâm Thành Bân lại nâng chén rượu lên nói, người cũng thực là biết nói đùa, ta so với người còn lớn hơn một chút đó. Đỗ Phú Phong nghe thấy vậy, chẳng biết lại nghĩ lệch lạc đi đâu, nhịn không được phải xoay người ra bên ngoài phun phì phì đám rượu trong miệng hết ra, thở hồn hền, giọng điệu đầy ẩn ý nói, chúng ta cũng từng tắm với nhau vài lần rồi, ta thấy vẫn là của quách trưởng xã lớn nhất. Lâm Thành Bân cùng quách đạt lượng đều thầm chửi rủa thằng nhãi đỗ vũ phòng này thực là đồ đại phá hoại, trước mặt đám đông như vậy lại ngang nhiên đạp đổ hình tượng của quách trưởng xã, bất quá trong buổi tiệc rượu này, thì đó cũng chỉ như là một tiết mục nhỏ góp vui mà thôi, mọi người cùng vui vẻ, chẳng có tính toán gì ở đây cả. Lâm Thành Bân cười mắng, đỗ vũ phòng người đó, có phải miệng ngươi cả năm rồi không có đánh răng phải không? Quách đạt lượng cũng phụ họa thêm, hay là ngươi cứ ngậm luôn miệng thêm chục năm nữa đi lúc đó nó thành cái hố ga luôn tiểu thôi tiểu ngụy cùng ngô hoành tiến đều là cấp dưới cho dù buồn cười nhưng cũng không dám cười thành tiếng cả ba khuôn mặt nhịn cười trông vô cùng khó coi trương dương nhìn quét đạt lượng cười tủm tỉm thầm nghĩ cái của ngươi có lớn bằng ta được không thằng nhãi này dù sao cũng rất tự tin với cái của quý của chính mình cảnh tú cúc đỏ mặt cười mắng ta cũng thực muốn dần đỗ vũ phong ngươi một trận trước mặt nhiều thanh niên như vậy mà dám hổ ngôn loạn nữ làm vấy bẩn tâm hồn trong trắng bọn chúng. Không biết vợ ngươi thấy được điểm tốt nào của ngươi nhỉ? Lâm Thành Bân cũng hăng hái bồi thêm một câu, tất nhiên là điểm mạnh rồi. Cả đám nam nhân đều giống lên cười, tiểu ngụy suy cho cùng cũng chưa kết hôn, khuôn mặt xấu hổ cũng đỏ bừng lên, mượn cớ đi toilet chạy mất dạng, ngô hoành tiến cũng lặng lẽ đi theo ra ngoài. Cảnh tú cúc trừng mắt liếc nhìn Lâm Thành Bân nói, lại thêm một lão già không đứng đắn nữa, Lâm Thành Bân lúc này cũng bắt đầu hào hứng hơn, vị chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc này ho khan một tiếng, sóng sạc nói, lần trước ta tới thôn Hoa Tây Thị Sát, nghe được một chuyện cười, là nói nói núi đó, hắn cố ý dừng lại một chút, rất có kỹ xảo hấp dẫn lực chú ý người khác. Quách Đạt Lượng cười nói, Lão Lâm, người cũng đừng diễn trò nữa, mau nói đi. Trương Dương cùng Đỗ Vũ Phong đều làm vẻ mặt chờ mong, Chắc chắn tiết mục góp vui của vị chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hẳn là sẽ không giống bình thường rồi. Cảnh Tú Cúc tuy ngoài mặt vẫn cứ như hờ hứng chẳng thèm quan tâm, thế nhưng ánh mắt cứ dán chặt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành Bân của nàng lại bán đứng nàng ta, thực ra nàng ta cũng rất chờ mong câu chuyện của hắn. Lúc này Lâm Thành Bân mới chậm rãi nói, "Một sơn dã nhân tới quán ăn ăn cái gì đó?" hắn hỏi, "Này, bánh bao bao nhiêu tiền vậy?" Người bán hàng đáp, "Trên 100." Sơn Nhân lại hỏi tiếp, phía dưới thì sao? Người bán hàng trả lời, phía dưới sở 200. Sơn Nhân ta ngất, không phải chứ, sao đắt thế? Ăn bánh sủi cảo của ngươi thì sao? Người bán hàng, 400. Sơn Nhân giật mình, nghĩ ngợi một lúc lại hỏi, vậy qua đêm thì bao nhiêu? Một đêm 800, nếu muốn phục vụ riêng thì thêm 100. Nói đến đây mọi người đều cười lớn, Trương Dương cũng ôm bụng cười sằng sặc chỉ có nữ nhân duy nhất ở đây là cảnh tú cúc thì khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ ửng lên, càng có vẻ yêu kiều ướt át. nàng mắng nhẹ, lão lâm à lão lâm, ngươi là đi công tác hay canh tác vậy? Lâm Thành Bân cười nói, mọi việc đều có tính hai mặt. Tiểu cảnh à, đều là một việc thế nhưng ở trong mắt hai người khác nhau thì sẽ mang hàm nghĩa khác nhau. Ta sở dĩ kể câu chuyện này, sở dĩ cho mọi người ở đây hàm ý muốn nói, chúng ta không nên để tâm đến những điều nhỏ nhặt vụn vặt đó, mà tầm mắt phải rộng lớn hơn nữa như vậy mới có khả năng xúc tiến nền kinh tế xã Hắc Sơn Tử chúng ta tăng trưởng nhanh chóng được, như vậy mới sớm ngày cải biến cái diện mạo nghèo khó lạc hậu như bây giờ được chứ. Tu vi quan trường của Lâm Thành Bân quả nhiên không thấp chút nào, câu chuyện tục tiểu như vậy nhưng hắn lại có thể hùng hồn gắn cái mác cấp tiến thúc đẩy nền kinh tế xã Hắc Sơn Tử, liền trở thành một tiêu chí cấp bách mang tình toàn xã. Quách Đạt Lượng gật đầu nói, rất có đạo lý, chúng ta hiện giờ cũng còn nhiều trở ngại, phải học hỏi bên ngoài nhiều hơn, cũng phải bắt kịp với thời đại chứ. Đỗ Phú Phong cũng làm bộ cái dáng vẻ như ta đây đã thấu hiểu, gật gật đầu nói, câu chuyện của chủ nhiệm Lâm cũng thật triết lý quá, thế nhưng sao ta nghe cái người. Ngủ với người bán hàng này thấy quen tai vậy nhỉ. Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Lâm Thành Bân, Lâm Thành Bân gượng cười nói, nói cho cùng ta cũng là lão đảng viên nhiều tuổi nhất ở cái xã Hắc Sơn Tử này, dĩ nhiên ta chịu được thử thách chứ. Cảnh Tú Cúc không nặng không nhẹ đế thêm một câu, ta tin tưởng tinh thần cách mạng thuần khiết của chủ nhiệm Lâm, chỉ có đồng chí Thu Linh bên hội đồng thanh tra kỷ luật ủy ban xã chúng ta là có tư tưởng thôi. Quách đạt lượng ha ha cười đứng lên hòa giải, kỳ thực Lâm Thành Bân cùng Vũ Thu Linh thực sự cũng không có chuyện tình gì xảy ra cả, chỉ là hắn cũng giống như Đỗ Vũ Phong đều là mấy con sâu rượu, rượu vào lời ra mà thôi. Thực ra đó cũng chỉ là câu chiêu đùa, không có ẩn ý gì trong đó cả. Đó đơn giản chỉ là những tiết mục ngắn góp vui buổi tiệc rượu hôm nay mà thôi. Quách Đạt Lượng cùng Lâm Thành Bân trở thành bạn tri kỳ tâm giao cũng là bởi vì trong quá khứ hai người đều không có dã tâm muốn thăng quan tiến chức nữa. Chủ nhiệm Đại hội đại biểu toàn quốc cấp xã Lâm Thành Bân thì cũng cần cố gắng trụ vững thêm vài kỳ nữa là lập tức xin nghỉ hưu về quê an dưỡng tuổi già. Còn Quách Đạt Lượng trong quá khứ không phải không có dã tâm vươn lên, mà bởi vì hắn bị hai toàn núi lớn Vương Bí thư cùng hồ trưởng xã đẻ ép đến không ngẩng đầu lên được. Qua nhiều năm hắn cũng biết mình không có khả năng chống đối lại được hai người kia, hắn cũng đành cam chịu cái chức phó trưởng xã nhiều năm như vậy. Nhưng mà bây giờ thời cơ đã tới, hồ ái dân thì bị tạm thời cách chức, vương bí thư cũng không đẻ ép hắn nữa, hiển nhiên cái giã tâm muốn vương lên kia của hắn lại một lần nữa bùng cháy. Tuy nhiên hắn biết, ở cái xã Hắc Sơn Tử này thì hắn vĩnh viễn chỉ là người đứng thứ hai, thực sự hắn cũng không hề có tâm tư muốn tranh đoạt quyền lực với Vương Bí Thư, bởi lẽ một ví dụ sống là Hồ Ái Dân vẫn còn đó, hắn cũng không muốn bước vào vết xe đổ của Hồ Ái Dân. Nhưng điều kiện tiên quyết trong chiến thắng của hắn lần này, đó lại là tiểu tử Trương chủ nhiệm ban kế hoạch gia đình kia. Cảnh Tú Cúc hiển nhiên nhận ra lời lẽ lôi kéo Trương Dương của Quách Đạt Lượng hắn, nàng cũng nghe nói hắn muốn giao cho Trương Dương cái chức tổng chỉ huy công trình xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ, nhưng mà nàng cũng chưa đoán ra được bên trong hồ lô gã cáo giả này đến tột cùng là có thuốc gì. Đã thấy đau đầu khó hiểu rồi. Cái đám khói thuốc của mấy gã nam nhân kia thở phì phì ra càng khiến nàng thấy bực mình hơn, lạnh nhạt mượn cớ đi toilet để ra ngoài hít thở không khí. Nhưng mà cảnh Tú Cúc vừa bước ra khỏi cửa phòng, lại gặp ngay rắc rối, chẳng là cảnh Tú Cúc đụng mặt ngay Lý Trấn Đông Nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Kỳ. Hắn cũng vì cái sự tình trường tiểu học Hồng Kỳ cháy mà bị cắt chức, hơn thế nữa hắn còn bị xử phạt hành chính một khoản không nhỏ. Tâm tình chán nản phiền muộn nên tối nay hắn mới tới tìm mấy lão bạn già hiệu trưởng trường trung học xã Lâm Chí Viễn, viện trưởng bệnh viện nhân dân xã Ngô Văn Khải, mấy người rủ nhau tới đây uống rượu an ủi hắn. Vốn dĩ hắn cũng có mời Lý Trấn Dân tới, thế nhưng cái vị phó trưởng xã này dạo này lại lạnh nhạt hờ hứng hơn xưa rất nhiều, để tránh bị nghi ngờ, hắn hôm nay cũng không muốn ở cùng chỗ mấy người này. Điều này thực làm Lý Trấn Đông thấy thương tâm hơn, lại càng uống nhiều hơn cho vơi nỗi sầu. Lúc cảnh tú quốc ra khỏi phòng, cũng là lúc Lý Trấn Dân vừa ói một đống trong toilet đang đi ra. Đôi mắt lờ đờ say nhìn cảnh Tú Cúc, đến lúc nhận ra nàng thì nghiến răng nghiến lợi mắng một câu con đàn bà thối. Lý Trấn Dân thực ra cũng là một người trầm mặc ít lời, thế nhưng hắn lại có một đặc điểm lớn nhất, đó là chỉ cần uống say thì hắn lại coi mình như trời chẳng ngại bất cứ thằng nào, gặp là mắng chửi hết, huống chi lần này hắn bị cắt chức cũng là do vị bí thư đảng ủy vương bác hùng kia thao túng. Lúc này lại bắt gặp ngay cảnh Tú Cúc, tình nhân của vương bí thư, cơn tức giận lại bùng lên, chửi thẳng ngay cảnh tú cúc. Cảnh tú cúc cho tới bây giờ vẫn chưa biết sợ người là gì, ỉ vào chỗ dựa là vương bí thư, tại cái xã Hắc Sơn tử này thì còn mấy ai dám mạo phạm nàng nữa chứ. Sự tình như thế nào nàng không cần biết, thế nhưng Lý Trấn Đông lại dám nhục mạ nàng như vậy thử hỏi nàng có thể nhẫn nhịn được sao. Hai hàng lông mày lá liễu dựng ngược lên, đôi mắt sách chừng chừng nhìn hắn, gần giọng nói, Lý Trấn Đông, người dám chửi ta sao? Lý chấn Đông người sặc mùi rượu, bước đi loạn choạng, tay chỉ chỉ cảnh túc cúc mắng tiếp, lão tử là mắng người đó, thì làm sao? Người cũng chỉ là một con gái điếm thối của Vương Bác Hùng mà thôi. Hai mắt cảnh tú cúc phần đầy tơ máu trừng trừng nhìn Lý chấn Đông, dù rằng việc nàng có gian díu với Vương Bí Thư là nửa công khai, nửa bí mật, nhưng cũng chẳng ai dám nói ra điều đó cả, bất kể ai cũng đều có lòng tự ái, dù rằng nàng không cần thân thể mình, nhưng nhân cách nàng không thể đánh mất được. Cảnh Tú Cúc cảm thấy như những cảm giác tội lỗi chôn sâu dưới đáy lòng mình bị một câu chửi này của Lý Trấn Đông một lần nữa khơi màu lên, thẹn quá hóa giận, nàng hét lên chói tai vào tới, vung tay lên tát cho hắn một cái như trời giáng. Bị một cái tát như trời giáng, Lý Trấn Đông cũng loạn choạng đứng không vững nữa. Thế nhưng bị đánh đau, lại đang có hơi men trong người, càng làm thú tính trong hắn nổi lên. Hắn như dã thú phát điên, gầm lên một tiếng lao tới túm tóc Cảnh Tú Cúc, hung hăng đập đầu nàng vào tường giống lên cuồng loạn, con mẹ nó chứ, một con gái điếm mà cũng dám đánh ông mày. Tiếng động lớn làm mọi người trong phòng đều giật mình, nháo nhào chạy ra xem sự tình, thì thấy Lý Trấn Đông hồn phi phách tán đứng ở giữa sân, cảnh tú cúc sắc mặt tái nhợt nằm dưới đất, một vũng máu quanh đầu nàng cứ thế lan rộng ra, trên khuôn mặt sắm ngắt kia một dòng máu đỏ dọc từ trên trán nhỏ xuống từng giọt một. Trương Dương bởi vì ngồi gần cửa nên là người đầu tiên vào tới trước, nhanh nhẹn bắt mạch cho nàng, rồi nhanh chóng điểm huyệt phong bế những yếu huyệt trên người nàng để cầm máu. Đỗ Phú Phong dù sao cũng là cảnh sát, liền lập tức phát hiện ra đây là một vụ trọng án, liền lao ngay tới người Lý Trấn Đông, chế trụ cánh tay hắn, giận dữ quát lớn, ngồi xổm xuống cho ta. Lý Trấn Đông cũng bị dọa sợ đến choáng váng đầu óc. Vừa rồi là hắn bị nộ hỏa công tâm, căn bản không có nghĩ ngợi nhiều mà xuống tay mạnh như vậy, không ngờ cảnh tú quốc bị thương nặng. Thấy máu chảy linh láng, cảnh tú cúc khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, cũng không biết là sống chết ra sao, hai mắt hắn tối sầm lại, trong nháy mắt cũng tỉnh hẳn hơi rượu, hai chân mềm nhũn ra đứng cũng còn không vững nữa. Bây giờ chỉ có một câu nói cứ văng vẳng trong đầu hắn. Xong rồi, ta giết người rồi. Quách đạt lượng cùng Lâm Thành Bân thấy tranh cảnh nồng nặc máu tanh trước mặt cũng phải nhíu chặt lông mày, tâm tình cũng cực kỳ nặng nề, một lúc lâu cũng không biết phải giải quyết như thế nào nữa. Lâm Tử Viễn cùng Ngô Văn Khải nghe thấy tiếng động bên ngoài, cũng đi ra xem xét tình hình, nhưng lúc biết được sự tình lại phiền phức như vậy, cả hai đều hận sao lúc nãy không say bất tỉnh nhân sự đi cho rồi, giờ đây bị người khác thấy mặt thì cũng không trốn tránh được trách nhiệm liên đới. Lý Trấn Đông vì uống say mà giết người, hai người bọn họ là cùng uống với Lý Trấn Đông, hiển nhiên ít nhiều hai người bọn họ cũng bị liên lụy. Mà hơn thế nữa, cảnh tú cúc với Vương Bí Thư có quan hệ gì chứ? Giờ đây tình nhân của hắn bị người ta giết, thử hỏi hắn có buông tha tất cả mọi người ở đây không? Vương Bí Thư bây giờ là ông trời ở cái xã Hắc Sơn từ nhỏ bé này, hắn muốn trừ khử một ai đó thì cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Quách đạt lượng phản ứng vẫn là nhanh nhất, thấy Lâm Tử Viễn cùng Ngô Văn Khải từ bên trong đi ra, ngón tay run run chỉ mặt người người một, giọng như giết qua từng kẽ răng, giận dữ hét lên, ngày hôm nay, tất cả các ngươi, một người cũng đều không thể thoát. Lâm Thành bân sắc mặt ngưng trọng, quay sang nói với tiểu thôi, lập tức liên hệ tới Vương bí thư. À, toàn bộ cán bộ cấp cao, cả bên thanh tra xử phạt của xã nữa, cũng phải báo hết một lượt. Cảnh Tú Cúc được đưa tới bệnh viện nhân dân xã, mà Ngô Văn Khải là viện trưởng bệnh viện nhân dân xã cũng không khỏi bị trách nhiệm liên đới. Hiện giờ hắn cũng không dám nghĩ tới hậu quả ra sao, chỉ dám hy vọng Cảnh Tú Cúc bình yên vô sự, như vậy hắn cùng Lâm Tử Viễn mới có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn lần này. Trương Dương lúc điểm huyệt cầm máu cho cảnh tú cúc, cũng đã lặng lẽ khám qua cho nàng, thương thế của nàng thực cũng không hề nhẹ chút nào, vùng đầu bị đập vào tường gây chấn thương nặng, da đầu bị chóc một mảng lớn, xuất huyết khá nhiều, đây cũng là nguyên nhân chính khiến nàng hôn mê bất tỉnh đến tận bây giờ. Trương đại quan nhân hắn thực sự cũng có cách làm cảnh tú cúc tỉnh lại, thế nhưng nếu để nàng tỉnh lại ngay lúc này, thì chắc chắn tính nghiêm trọng của sự tình bị giảm đi nghiêm trọng. Hơn hết thằng nhãi này lại là một người thích xem náo nhiệt, chỉ sợ thiên hạ không đại loạn, hắn cũng đang rất mong chờ vở kịch ngày hôm nay đến tột cùng sẽ có trò vui gì tiếp theo. Chính vì nghĩ như vậy mà Trương Đại Quan Nhân cũng không trực tiếp cứu ngay cảnh Tú Cúc, chỉ cầm máu giúp nàng để không bị nguy hiểm tới tính mạng mà thôi. Ngô Văn Khải liền điều động một đội y bác sĩ khẩn cấp cấp cứu cho cảnh Tú Cúc, chính hắn cũng trực tiếp làm trưởng nhóm chỉ đạo. Thế nhưng xã Hắc Sơn Tử là một xã khá nghèo, hơn nữa lại nằm ở giữa ngọn núi Thanh Thai, địa hình tương đối hiểm trở cách xa huyện lỵ bởi vậy nên trình độ y bác sĩ ở bệnh viện nhân dân xã cũng cực kỳ yếu kém. Thấy tràng cảnh vùng đầu, cổ cả tú cúc toàn máu, hơn nữa phía sau gáy lại có miếng băng gạc to thực là dọa người. Vài tên bác sĩ vẫn đang luống cuống tay chân, thì một gã đưa ra ý kiến cần phải chiếu chụp CT cho cảnh tú cúc. Thế nhưng đầu những năm 90 này thì ngay đến cả bệnh viện trên huyện Xuân Dương cũng còn không có máy chụp CT, giờ chỉ còn cách phải chuyển lên thành phố thì mới có. Những bác sĩ ở đây hiển nhiên đều biết, chính họ không có khả năng đảm được được trách nhiệm nặng nề này. Sở dĩ có người đưa ra phương án cũng là muốn viện trưởng Ngô Văn Khải quyết định. Ngô Văn Khải liền nhanh chóng chuẩn bị xe cứu thương, đưa cảnh Tú Cúc lên bệnh viện nhân dân huyện. Thấy bộ dạng vẫn hôn mê bất tỉnh nhân sự của cảnh Tú Cúc, tận đáy lòng hắn cũng sợ hãi mãi không thôi. Nếu như mà nàng ta không may chết ở đây, khẳng định Vương Bí Thư sẽ không tha cái mạng già này của hắn. Lúc Ngô Văn Khải quyết định chuyển cảnh Tú Cúc lên bệnh viện tuyến trên, Quách Đạt Lượng cùng Lâm Thành Bân cũng đều gật đầu đồng ý, căn bản bọn họ cũng biết, trang thiết bị của bệnh viện xã thực cũng khá lỗi thời, khả năng cứu sống cảnh tú cúc không cao, chuyển lên tuyến trên vẫn là phương án hay nhất. Chỉ có mình trương đại quan nhân hắn là biết rõ, trong bên ngoài thì tình trạng cảnh tú cúc nghiêm trọng như vậy, nhưng thực ra cũng không có nguy hiểm tới tính mạng cả, cũng chỉ là đầu bị chấn động nhẹ, chỉ cần cầm máu với nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là không có việc gì nữa. Hắn biết chuyện tình lần này sẽ không đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ còn phát sinh nhiều sự tình nữa, chính vì vậy mà Trương Đại Quan Nhân hắn sẽ không ngủ quáng mà dính dáng tới làm gì, cứ làm một người ngoài cuộc coi kịch hay, vậy là đủ rồi. Sau một lúc cáng cứu thương đưa cảnh tú cúc vào trong phòng bệnh để sơ cứu thì nàng tỉnh lại, thấy xung quanh nhiều người như vậy, lại toàn là y bác sĩ, nàng cũng rất nhanh nhận ra được là mình đang ở trong bệnh viện. Ngô Văn Khải thấy cảnh tú quốc tỉnh lại, hắn cũng hết sức vui mừng, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, rồi mới lấy đèn pin kiểm tra con ngươi của Cảnh thúc Quốc, sau đó mới Ân cần nói, "Chủ nhiệm Cảnh, vùng đầu ngươi bị ngoại thương, chúng ta đang định chuyển ngươi lên bệnh viện nhân dân huyện." Lúc hắn còn chưa nói xong, Vương bí thư đã hùng hổ đạp cửa đi vào trong phòng, tất cả mọi người đều ngậm miệng cúi đầu, lặng lẽ tránh đường cho hắn. Dù sao về công lẫn tư, Vương Bác Hùng hắn cũng là người duy nhất được đứng cạnh Cảnh Tú Quốc lúc này. Tuy rằng Vương bí thư chỉ đứng bên cạnh ánh mắt quan tâm nhìn chăm chú Cảnh Tú Quốc, nhưng trong lòng hắn lửa giận đã bừng bừng từ lâu lại có kẻ dám khi dễ nữ nhân của vương bí thư hắn sao cảnh tú cúc thấy vương bác hùng đến đôi mắt sách cũng đỏ ửng lên rưng rưng nước mắt trông cực kỳ đáng thương tuy rằng từ đầu tới giờ hai người bọn họ cũng không có động chạm gì nhau chỉ trao đổi tâm tình bằng ánh mắt thế nhưng tất cả mọi người cũng đều nhận ra được hai người bọn họ biểu tình thực có chút mập mờ vương bác hùng giận giữ hét lên lý trấn đông hắn trong mắt còn có vương pháp nữa không vậy chẳng nhẽ chỉ vì cảnh chủ nhiệm chỉ ra những sai phạm trong công tác của hắn, mà hắn lại dùng thủ đoạn bạo lực như vậy để trả thù được sao? Như vậy là tội phạm, tội phạm phải bị bắt, bị xử phạt. Mọi người có mặt ở đây đều âm thầm bội phục lão cáo giả vương bác hùng cao tay, một câu ngắn gọn như vậy đã biến vụ việc này trở thành vấn đề liên quan đến việc công, sau đó là vạch trần Lý Trấn Đông vì bị cảnh tú quốc vạch trần những sai phạm trong công tác mà trả thù. Kỳ thực mọi người ở đây cũng đều biết, Thực ra Lý Trấn Đông cũng không phải là thực sự giận Cảnh Tú Cúc vạch Trần hắn, mà hắn hận nhất chính là vị Vương Bí Thư này, Cảnh Tú Cúc cũng chỉ là một người không may, bị liên lụy bởi Vương Bác Hùng mà thôi. Ngô Văn Khải cũng cuốn quyết chen ngang, Vương Bí Thư, chúng ta đang định đưa Cảnh chủ nhiệm lên bệnh viện huyện, để được điều trị một cách tốt nhất. Khuôn mặt Vương Bác Hùng đột nhiên hơi trầm xuống, cũng bởi vì hắn với Cảnh Tú Cúc có chút quan hệ nên đang đắn đo suy nghĩ những người khác không nhận ra được vẻ mặt của vương bí thư đang thay đổi chỉ có mình cảnh tú cúc là nhận ra được cũng bởi vì nàng là người ở bên hắn lâu nhất những cử chỉ nhỏ nhặt của hắn nàng cũng có thể nhận ra được cảnh tú cúc liền hiểu ra được là vương bác hùng hắn khẳng định không muốn làm lớn chuyện này cũng là sợ quan hệ của bọn họ trong lúc này cũng dễ bị bại lộ nhất lúc đầu thấy hắn vội vã chạy tới trong lòng nàng cũng ngập tràn xúc động nhưng mà giờ đây lại thấy hắn do dự như vậy bao nhiêu cảm giác xúc động ban nãy cũng đều tan biến hết, chỉ còn lại mất mát trống trải. Vương Bác Hùng giọng điệu cũng hòa hoãn lại nói, tiểu cảnh, người hiện giờ cảm thấy như thế nào? Có cần phải đi bệnh viện huyện nữa không? Vương Bác Hùng hắn cũng là lo lắng đôi chút, nếu như mà chuyện này phát triển lớn hơn nữa, thì cái hình tượng của hắn cũng bị suy giảm ít nhiều. Những lời này của hắn hàm nghĩa cũng cực kỳ rõ ràng, mọi người ở đây hiển nhiên cũng nghe ra được ẩn ý trong đó, Chắc chắn vị vương bí thư này là muốn ém sự tình xuống. Cảnh Tú Cúc nghe được câu này của Vương Bác Hùng cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, chẳng nhẽ nhiều năm ân ái mặn nồng như vậy mà cũng không đáng để hắn phải vì mình một chút hay sao? Cảnh Tú Cúc cũng đè nén cảm giác buồn đau trong lòng lại, cắn chặt môi dưới, vẻ mặt cực kỳ đau khổ nói: "Ta, ta không sao, không cần phải phiền ngài đâu, ta ở đây cũng được rồi." Nói đến đây, nàng cũng không đè nén được cảm xúc mất mát trong lòng nữa nhất thời hòa khóc lên. Vương bác hùng hiển nhiên biết tại sao nàng lại đột nhiên bật khóc đáng thương như vậy, trong lòng hắn cũng có chút áy náy, ho khan một tiếng nói cảnh chủ nhiệm, người cứ yên tâm, người phải chịu ủy khuất như vậy, ủy ban nhân dân xã chúng ta nhất định sẽ đòi lại công bằng giúp ngươi. Mọi người ở đây đều biết chuyện, tất nhiên sẽ không làm kỳ đà cản mũi nữa. Từng người một lùi dần ra bên ngoài, cho hai người bọn họ được ở riêng. Vương bác hùng thấy mọi người cũng đều lui hết ra ngoài lúc này mới thấp giọng nói tú cúc người yên tâm đi ta sẽ mời một vị chủ nhiệm khoa khoa ngoại trên bệnh viện huyện về khám cho ngươi thế nào cảnh tú cúc lấy giấy xì cái mũi đỏ bừng của nàng hai mắt cũng sưng đỏ mọng lên hờ hững nói ngươi đi đi không người khác trông thấy lại nói xấu về ngươi vương bác hùng có thật giật mình liền quay đầu nhìn về phía sau lúc này mới nhỏ giọng nói vậy ngươi cứ an tâm tính dưỡng đi ta đi cho ngươi hết giận Cảnh Tú Cúc trong bụng cũng thầm mắng vương bác hùng bạc tình bạc nghĩa, trong lòng nàng lúc này cũng đẩy oán niệm về nam nhân trên thế gian này, đều bạc béo vô tình như nhau cả, vì tức giận mà lại động đến vết thương phía sau gáy lại bắt đầu đau đớn không chịu nổi mà rên rỉ từng tiếng. Vương bác hùng lại làm bộ dạng như không nghe không hiểu gì, cảnh Tú Cúc càng buồn bực hơn, khóc to hơn, nghe càng thống khổ hơn. Bỗng nhiên bên ngoài lại truyền đến một tiếng kêu thất thanh, giết người. Hai người sắc mặt đều biến đổi, chẳng hiểu đêm nay đến tột cùng là cái ngày gì, mà lại có thể xảy ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy. Nguyên nhân chuyện bên ngoài này kỳ thực cũng cực kỳ đơn giản. Lúc Trương Dương biết ý, lùi ra ngoài phòng binh, để cho Vương Bí Thư cùng cảnh chủ nhiệm, hai người bọn họ tình trạng ý thiếp với nhau. Lúc đi ra ngoài hành lang, lờ đãng thấy bên trong một phòng bệnh khác có người quen, chính là Trần Phú Cường, một trong những người dân thôn Thanh Hà Vây đánh hắn lần trước ở Ủy ban Nhân dân huyện. Đám thôn dân cùng nhập viện với hắn đều đã bỏ đi từ sớm, còn mỗi mình hắn ở lại ăn vạ, thế nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy người của ủy ban xã đến thương thuyết. Hắn đang định rời đi thì tối hôm đó, Hải Lan cùng người của đài truyền hình huyện phỏng vấn hắn về vụ việc ẩu đả ở ủy ban nhân dân xã. Trong đầu hắn cũng chắc mẩm là hắn được lên TV rồi, nếu như đã có chỗ dựa là đài truyền hình huyện nên hắn mới quyết tâm ở lại bệnh viện nằm chờ ăn và tiếp. Nhưng thật không may cho hắn, Trương đại quan nhân lại đang đứng ngoài cửa nghe hắn đang ba hoa trích trè với bạn về việc lần này hắn cho cái vị trương chủ nhiệm kia phải khuynh ra bại sản. Lúc trương đại quan nhân nghe đến đoạn hắn trước mặt Hải Lan, trước ống kính vu khống mình, thù cũ hận mới lại trỗi dậy, trương dương liền xông vào phòng bệnh, túm cổ hắn, từ trên giường nhấc bổng lên, tát một cái như trời dáng làm cái miệng thối của hắn méo sạch đi. Lúc Trần Phú Cường nhận ra đại địch của mình tới, sợ tới mức kêu gào khóc thét như lợn chọc tiết. Còn gã bạn của Trần Phú Cường bên cạnh, cùng là một trong những người lần trước vây đánh Trương Dương, cũng bị Trương Dương cho mặt úp đất, thấy ác thần lao tới hiển nhiên sợ tới xanh mặt lại, không có nửa điểm phản kháng, cuống cuồng chạy thẳng ra bên ngoài, cũng chính hắn là người hét lên hai từ, giết người kia. Trần Phú Cường dở chiêu kim thiền thoát xác bỏ cả áo ngoài tụt xuống giường định chạy ra ngoài, thế nhưng Trương Đại Quan Nhân rất nhanh liền hung hăng tặng một cước vào mông hắn, làm hắn ngã té nhào trên mặt đất. Trương Dương cười lạnh nói: "Con mẹ ngươi chứ? Dám đặt điều nói xấu ông mày, thực là chán sống rồi ma. Ngày hôm nay ông mày thiến mày, để xem sau này mày còn gái được nữa không?" Trần Phú Cường sợ đến khóc thét lên, bởi vậy cũng thu hút được nhiều người xung quanh tới. Trương Dương tuy rằng cũng tức giận thật đó, nhưng mà ngay thanh thiên bạch nhật như vậy cũng không tiện xuống tay với hắn được. Đương đường là Trương đại quan nhân hắn, thì sao thèm chấp nhặt với một thằng tiểu nhân như thằng nhãi con này? nhưng cũng không thể cứ như vậy bỏ qua cho hắn được. Trương Dương cười lạnh một tiếng, đánh cho Trần Phú Cường mặt mũi bầm dập, khắp người chỗ nào cũng thâm tím sưng vù hết cả lên, lúc mọi người chạy tới thì thằng nhãi này trông như một cái đầu heo rồi. Bởi vì chuyện của cảnh tú cúc, mà Vương Bí Thư hắn cũng đã buồn bực trong lòng rồi, giờ lại thấy thằng nhãi Trương Dương gây chuyện ở đây nữa, có chút phẫn nộ quát lớn tiểu trương, ngươi làm cái trò gì vậy? Trương Dương vẫn chưa thôi, tặng thêm một cước vào mông Trần Phú Cường, sau đó mới uể oải nói, à, là ta đang dạy dỗ thằng cháu trai này một chút ấy mà. Vương Bác Hùng cũng nghiêm mặt lại, thế nhưng dù sao hắn cũng còn đang có công chuyện còn phải nhờ thằng nhãi này, hiển nhiên cũng không ngang nhiên trách cứ hắn được, miệng giật giật, lạnh lùng xoay người rời đi, bỏ lại một câu cụt ngùn, hồ đồ. Quách đạt lượng cùng Lâm Thành Bân bốn mắt nhìn nhau, cũng đều cười khổ một tiếng. Tiểu trương chủ nhiệm cũng thật cam đảm quá đi, đêm nay đã loạn cào cào như vậy rồi, mà lại còn đổ thêm dầu vào lửa, đem thêm củi đến đốt. Trần Phú Cường thấy toàn lãnh đạo cao cấp đến đây, tưởng rằng mình được minh oan, kêu rên lên nói, quách xã trưởng, lâm chủ nhiệm, các người đều tận mắt nhìn thấy đó nha, là hắn lạm dụng chức quyền hành hung ta. Không phải bởi vì mâu thấu cá nhân, mà là hắn vì chuyện ta báo một ít chuyện tình cho đài truyền hình nên hắn mới trả thù ta. Tất nhiên điều này mọi người ở đây đều hiểu, tuy vậy cũng sẽ chẳng ai đồng tình với hắn cả. Quách Đạt Lượng kinh thường liếc mắt nhìn Trần Phú Cường, lạnh lùng nói: "Đáng đời ngươi." Lâm Thành Bân thì nhún vai nói: "Ngươi sao lại ngã như vậy? Đi đứng phải cẩn thận một chút chứ." Thật là, Lâm Thành Bân quả không hổ danh một vị lãnh đạo cao cấp, thực sự là lúc nào cũng quan tâm lo lắng đến dân chúng. Trần Phú Cường rốt cục cũng hiểu ra, con mẹ nó chứ, đúng là một lũ quan lại bao che cho nhau, làm gì có chuyện vì dân chúng mà thương xót. Làm gì thèm để ý đến đám dân đen này. Hiểu rõ đạo lý này rồi, hắn cũng biết mình không có sức mà chống trả nữa, chỉ đành nuốt lại cơn giận vào bụng. Trương Dương nheo mắt lại nhìn viện trưởng bệnh viện xã Ngô Văn Khải, "Này Ngô viện trưởng, thằng nhãi này bị bệnh gì mà ngươi để hắn nằm ở đây lâu như vậy? Đây là hà của hắn à, hay là nơi này là nhà nghỉ vậy?" Sắc mặt Ngô Văn Khải cũng trở nên cực kỳ khó coi, thầm chửi thằng nhãi này cũng không thèm để mình chút mặt mũi nào. Bình thường thì Ngô viện trưởng hắn tất nhiên sẽ bóp chát cái lại Trương Dương vài câu. Thế nhưng thái độ lúc nãy của Vương Bí Thư đối với tiểu tử này cũng được mọi người tận mắt trông thấy, hắn cũng đoán ra được thằng nhãi này cũng không tầm thường đến vậy. Hơn hết chuyện tình của cảnh tú quốc còn đó, để cẩn trọng, hắn cũng đành nhẫn nhịn, chừng mắt liếc nhìn Trần Phú Cường. Đang định mắng đuổi hắn đi thì Trần Phú Cường lại nhanh nhẹn mở miệng, trương chủ nhiệm, là ta sai. Ta sẽ sửa lại, được không? Ta sẽ xuất viện ngay, không dám làm phiền đến trương chủ nhiệm nữa, là ta tự vấp ngã thôi, không có việc gì cả. Trương đại quan nhân nở nụ cười hòa ái, gật gật đầu như hiểu ý cùng thông cảm cho thằng nhãi Trần Phú Cường kia, giọng điệu đầy quan tâm nói phải cẩn thận chứ. Trời tối như vậy rồi, đi lại không có thuận tiện, hay là để sáng sớm mai hãng đi đi. À đúng rồi, tiền thuốc men một ngàn vạn nữa, đừng có quên đấy nhé. Lúc Trương Dương gây chuyện ẩm ý ở bên này, cũng là lúc Lý Trấn Dân đang vội vã chạy tới bệnh viện nhân dân xã. Sự việc tối nay cũng làm hắn thấy cực kỳ đau đầu, Lý Chấn Đông là em trai hắn, lại gây ra sự tình lớn như vậy, thân làm anh trai, hắn cũng phải chạy tới xem xét tình hình, để còn biết đường giải quyết. Đánh cảnh chủ nhiệm, thì khác nào tát thẳng vào mặt Vương bí thư một cái, thử hỏi người ta sẽ để yên được sao? Chỉ là lúc Lý Chấn Dân vào phòng bệnh thăm hỏi tình hình cảnh chủ nhiệm, nàng ta lại đang buồn bực trong lòng, không muốn gặp ai cả, lại càng làm Lý Chấn Dân hắn thấp thỏm bất an hơn, biết rằng chuyện này coi bộ không dễ giải quyết rồi. Lý Trấn Dân ủ rũ từ phòng bệnh của cảnh Tú Cúc đi ra, gặp ngay cảnh Trương Dương đang đại phát thần uy, dạy dỗ cho thằng nhãi kia một trận. Thân làm cán bộ nhà nước mà lại đứng nhìn mặc kệ người ta, hắn cũng xấu hổ cười cười, bắt chuyện với Quách Đạt Lượng nói, Quách xã trưởng. Lại quay sang Lâm Thành Bân cười nói, chủ nhiệm Lâm cũng tới rồi à. Quách Đạt Lượng cùng Lâm Thành Bân chỉ nhàn nhạt gật đầu, hai người cũng đều hiểu, Lý Trấn Dân lần này cũng không tránh khỏi phiền phức lớn rồi. Trương Dương đối với hai anh em nhà Lý Trấn Dân này cũng không muốn dây dưa nhiều lắm, căn bản cái sự tình của Lý Trấn Đông hành hung cảnh tú quốc kia từ chuyện tư đã trở thành đấu tranh chính trị rồi, chắc chắn sự việc sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm và phức tạp hơn nhiều. Cái mớ bòng bong này Trương đại quan nhân hắn cũng không dám dây dưa đến, mà ngay cả hai lão cáo giả Quách Đạt Lượng cùng Lâm Thành Bân cũng có chung suy nghĩ như vậy. Lý Trấn Đông bị đồn công an giữ một đêm, Lý Trấn Dân cũng phải ra mặt xin lỗi cảnh tú quốc thay em trai mình. Thế nhưng Vương Bí thư đời nào chịu bỏ qua dễ dàng như vậy. Hiện giờ Cảnh Tú Cúc vẫn đang nằm dưỡng bệnh ở bệnh viện xã, sáng sớm hôm sau viện trưởng Ngô Văn Khải đã đích thân mời một vị trưởng khoa ngoại bệnh viện huyện xuống xem xét tình hình cho Cảnh Tú Cúc. Sau khi tỉ mỉ khám lại xong, vị trưởng khoa ngoại này cũng bảo Cảnh Tú Cúc không có việc gì cả, chỉ là vùng đầu bị sưng tấy, não cũng không bị chấn động gì nặng, chắc chắn sẽ không để lại di chứng gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là ổn. Nghe được tin cảnh Tú Cúc không có việc gì, Lý Trấn Dân cũng thở phào nhẹ nhõm. sau đó hắn trực tiếp tới phòng làm việc của Vương Bí Thư xin phép nghỉ dài hạn. Vương Bác Hùng liếc nhìn một chút lá đơn xin nghỉ công tác để dưỡng bệnh trên bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Trấn Dân nói, Lão Lý à, bây giờ là thời điểm khá quan trọng của quê nhà, tháng sau xã ta còn tổ chức đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nữa. Vậy mà ngươi lại muốn xin nghỉ dài hạn, như vậy chẳng phải muốn quảng gánh nặng cho ta sao? Lý Trấn Dân thở dài nói, dù sao ta cũng già rồi, thân thể không được tốt cho lắm, bệnh tiểu đường, còn bệnh cao huyết áp nữa, gần đây thị lực cũng bị suy giảm nghiêm trọng, nhìn cái gì cũng không có rõ như trước nữa. Ta định lên thành phố, tìm thằng cháu trai, kêu nó dẫn đi kiểm tra toàn diện một chút, công tác ta cũng miễn cưỡng có thể duy trì được, thế nhưng ta cũng không muốn vì thế mà mất cái mạng già này luôn chứ. Vương Bí Thư, người ân chuẩn cho ta đi. Vương Bác Hùng cười nói, lão Lý à, cho dù ngươi có muốn xin nghỉ, thì cũng phải tìm đồng chí đạt lượng chứ. Hắn mới là trưởng xã mà, ta chỉ quản lý công tác của đảng viên mà thôi, ngươi đã giả tới nỗi không phân biệt được chức trách của mỗi người rồi sao? Vương Bác Hùng cũng không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi thẳng Lý Trấn Dân chuyện tối qua, lão Lý à, người phải chăng vẫn còn giận ta vì chuyện của đồng chí Trấn Đông? Lý Trấn Dân lắc đầu nói, sao Vương Bí Thư lại nghĩ oan cho ta như vậy được? Hắn là vì xúc động nhất thời mà gây chuyện, nên phải gánh chịu trách nhiệm hành vi của mình. Ta tuy rằng là anh trai của hắn, thế nhưng dù sao ta thân cũng là phó trưởng xã, ta hiểu pháp luật là đại nghĩa diệt thân, ta cũng tuyệt đối không bao che khuyết điểm cho hắn. Những lời ăn nói mạnh mẽ này của hắn tràn đầy khí phách của một vị quan lớn. Vương Bác hùng cũng cười lạnh, ánh mắt cũng lộ chút tán thưởng, đồng chí có thể giác ngộ được như vậy, ta rất vui mừng. Hai tay hắn vẫn đang nghịch nghịch cái bút bi trong tay, thấp giọng nói, chủ nhiệm cảnh tuy rằng bị thương nhưng vị trưởng khoa ngoại trên bệnh viện huyện cũng chuẩn đoán sẽ không nguy hiểm gì nữa. Ta cùng cảnh chủ nhiệm đã thông qua, chuyện này nàng ta sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự đồng chí Trấn Đông nữa. Lý Trấn Dân âm thầm thở dài một hơi, nếu như Vương Bí thư muốn làm lớn chuyện này, hẳn thằng em trai của hắn sẽ không được sống yên ổn rồi. Tuy rằng lão hồ ly Vương Bác hùng này ra vẻ hào phóng độ lượng, không truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng mà cũng chưa chắc đó đã là chuyện tốt, sợ rằng đằng sau còn Vương Bác Hùng lại tiếp tục nói tiền thuốc men, tiền việc phí, tiền ăn ở điều dưỡng tại bệnh viện của cảnh chủ nhiệm, Trấn Đông phải hoàn toàn chịu mọi phí tổn. Lý Trấn dân gật đầu lia lịa đáp, Vương Bí Thư cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm chủ nhiệm cảnh hài lòng. Tuy rằng Lý Trấn dân đã thay mặt em trai hắn là Lý Trấn Đông thanh toán hoàn toàn viện phí cho cảnh tú cúc, ngoài ra hắn cũng còn đưa cho nàng thêm 3.000 đồng nữa, coi như là tiền bồi thường tinh thần cho nàng. Cảnh Tú Cúc tuy rằng vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lần này, nhưng mà dù sao nàng vẫn phải nhìn mặt Vương Bác Hùng mà làm việc, là hắn không muốn làm lớn chuyện này nữa, nàng cũng đành nhẫn nhịn mà cầm tiền cho qua chuyện, không có đả động đến vấn đề này nữa. Lý Trấn Dân cũng xin nghỉ ốm dài hạn, hắn cùng vì sợ Vương Bí Thư trả đũa nên mới rời đi sớm như vậy. Điều thứ hai, hắn cũng không muốn vì chuyện lần này mà bị vạ lây, làm ảnh hưởng tới uy tín của hắn, tha rằng cứ lánh mặt đi ít lâu, bao giờ mọi chuyện lắng xuống, lúc đó quay về vẫn chưa muộn. Người đầu sỏ gây ra vụ lộn xộn này là Lý Trấn Đông, ngoại trừ ngay tối hôm đó bị đồn công an giam giữ một đêm. Sáng hôm sau được thả, hắn liền khăn gói mang cả vợ con cùng con gái chạy lên thành phố tránh đầu sóng ngọn gió, đến bao giờ anh trai hắn Lý Trấn Dân xử lý xong mọi chuyện hắn mới dám lò dò về. Sự tình cũng đã được các cấp lãnh đạo xử lý êm đẹp, thế nên cũng rất nhanh mọi người không ai bảo ai cũng đều quên bén mất vụ việc tối hôm đó đi. Sáng sớm ngày thứ năm, Trương Dương cũng mấy hôm rồi mới tới Ủy ban Nhân dân xã làm việc. Chẳng là Trương Đại quan nhân dạo này đa số thời gian đều qua bên công trường thi công xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ làm chỉ huy trưởng, mà để ra dáng cái chức chỉ huy trưởng này, Trương Dương hắn cũng phải tốn không ít công phu. Đầu tiên hắn nhờ kế toán tiểu ngô làm một bản dự toán phương án sơ bộ, nói tới đây Trương Dương cũng phải thầm khen tiểu ngô này là một nhân tài, nhưng mà khen người một thì Trương Đại Quan Nhân lại tự khen mình người. Ai bảo người tìm ra, khai thác, sử dụng hắn một cách đúng đắn là mình kia chứ. Vừa mới bước vào cổng, đã thấy tôn lão đầu tay cầm một tờ báo đi tới. Thấy Trương chủ nhiệm, lão liền cẩn thận nhìn ngó xung quanh một chút, rồi làm ra cái điệu bộ thần thần bí bí đánh mắt cho Trương Dương một cái. Trương Dương cũng hiểu ý, liền theo hắn tới phòng bảo vệ, Lúc này tôn lão đầu làm ra vẻ cực kỳ hưng phấn, đưa cái tờ báo trong tay cho Trương Dương. Trương Dương vừa cầm lấy nhìn lướt qua một chút, mới biết đây là một đoạn tin tức trên báo tố giác chuyện nam nữ bất chính trong ủy ban xã. Tất nhiên diễn viên chính là bí thư đảng ủy xã Vương Bác Hùng, cùng chủ nhiệm văn phòng cảnh Tú Quốc. Trương Dương cũng phải giật mình sợ hãi, hắn cũng được nghe loáng thoáng mối quan hệ mập mờ giữa hai người này. Thế nhưng Trương đại quan nhân hắn thật sự không ngờ tới, có người lại dám ngang nhiên vuốt sâu hùm ở cái xã Hắc Sơn từ nhỏ bé này mà cũng có người dám chọc vào ông trời vương bí thư kia sao? Xem ra cái trốn thâm sơn cùng cốc này, trong đống cỏ rậm rạp kia lại có ngọa hổ tàng long, thực đúng là không thể khinh thường được. Tôn lão đầu vẻ mặt tràn đầy hưng phấn nói, không chỉ có trong ủy ban xã đâu nhé, ngay đến cả sở công thương, trường học, bưu điện, mà cả trên mấy tuyến đường cái quan nữa, đâu đâu cũng đều có cái này cả. Trương chủ nhiệm, người nói thử xem, Đến tột cùng là ai lại lớn gan như vậy, đến cái chuyện này cũng dám công khai tiết lộ cho bản dân thiên hạ. Trương Dương cũng biểu hiện cực kỳ cẩn trọng, không có dám bình luận gì nhiều cả, chỉ cười tùm tỉm nói, bất kể là người nào làm cái chuyện này đi chăng nữa, thì ta với ngươi cũng chẳng bị hề hấn gì cả. Ta cũng nhắc nhở tôn lão đầu ngươi một tiếng, việc gì thì cứ để nguyên nó thế, đừng có bép xếp nhiều lời làm gì, kẻo lại cóc chết tại miệng đó. Audio điện tử võ tấn bền Tôn lão đầu nghe được mấy lời này của tiểu trương chủ nhiệm, cũng lập tức nhận ra được là lúc nãy mình quá hưng phấn, nếu không phải trương chủ nhiệm mà là một người khác thì. Nhưng mà cũng chẳng trách được lão, dù sao lão cũng làm cái chức bảo vệ trông cổng ủy ban nhân dân xã này cũng đã 12 năm có lẽ rồi còn gì, cái công việc nhàn chán này cứ ngày ngày lặp lại làm lão chán tới tận cổ rồi. Hôm nay lại được nghe chuyện động trời như vậy, hiển nhiên là sẽ phấn khích thôi, mà hơn hết đó lại là chuyện tư tình nam nữ với nhau, Câu từ trong tờ rơi này thì thập phần sinh động, cứ như chính lão là người gian díu với cảnh tú cúc không bằng. Như vậy thì thử hỏi làm sao mà lão có thể để trong lòng được, không phải tiểu trương chủ nhiệm, thì lão cũng sẽ nói cho người đầu tiên lão bắt gặp. Những lời của tiểu trương chủ nhiệm thực như gáo nước lạnh rội thẳng lên cái đầu nóng của lão, làm lão tỉnh hẳn người. Lúc này mới thở phào, thầm kêu may mắn là chưa có đi ton hót với người nào khác ngoài tiểu trương chủ nhiệm đây cả. Trương Dương cũng cười cười, bình tĩnh xem xét lại thì hắn với cái chuyện vợ chồng của hai người vương bí thư với cảnh chủ nhiệm cũng chẳng mấy hứng thú lắm trương đại quan nhân hắn từ kiếp trước tới nay cũng đều không tin vào cái gọi là nam nữ thuần khiết cả đều là hư tình giả ý mà thôi chẳng nhẽ là để vẽ tranh cảnh hợp ý mới là thiên đạo lúc trương dương vừa bước ra khỏi phòng bảo vệ thì điện thoại liền kêu trương đại quan nhân cũng cảm thấy vui mừng cái đồ chơi này từ lúc mua tới giờ cũng có chút hữu ích Chẳng là bên điện tín rốt cục cũng cho lắp đặt 6 cái cột thu phát sóng ở xã Hắc Sơn Tử này, càng làm Trương Dương vui mừng hơn nữa là tả hiểu tình nhắn tin tới, nàng ta nói sáng mai sẽ tới xã Hắc Sơn Tử tham quan một chút. Trương Dương cũng chạy vội vàng tới phòng làm việc của mình để gọi điện thoại cho tả hiểu tình. Thế nhưng lúc lên tới tầng 2, lại không có ngờ đụng mặt ngay quách đạt lược, nhưng mà lạ một điều là ngày hôm nay mọi người trong ủy ban xã đều có vẻ thần bí lạ thường. Quách đạt lượng thấy tiểu trương chủ nhiệm, Liền tươi cười nói: "Tiểu Trương à, đến phòng làm việc của ta một chuyến đi." Trương Dương gật đầu, liền theo gót hắn tới phòng làm việc. Lúc tới nơi Quách Đạt Lượng liền lần mò trong túi áo kiếm bao thuốc lá, Trương Dương thấy vậy liền nhanh nhẹn lấy bao Manboro mở ra đưa qua cho hắn. Quách Đạt Lượng với tay rút ra một điếu cười nói: "Là hàng xịn cơ à?" Trương đại quan nhân cũng đặt luôn cả bao thuốc trên bàn làm việc của hắn, cười nói: "Quách trưởng xã thích thì cứ giữ lấy mà dùng." nếu ngài thấy hút được thì lần khác ta biếu thêm vài bao. Quách đạt lượng thầm khen tiểu tử này linh hoạt tinh danh, hắn ngoài miệng vẫn cứ bình thản nói, tiểu trương à, có phải là ngươi định hối lộ lãnh đạo phải không? Trương Dương tùm tìm cười nói, đều không phải là hối lộ, cũng là nhớ ơn quách trưởng xã đối tốt với ta như vậy, mấy cái lễ vật nho nhỏ này thì cũng còn chưa đáng nữa là. Quách đạt lượng hài lòng gật đầu, bật lửa châm thuốc rồi rít một hơi dài, chậm rãi nhả khói ra mới nhẹ giọng nói, Vương Bí Thư lên huyện công tác rồi, gọi người tới cũng là muốn nói chuyện với người một chút. Trương Dương cũng thấy nao nao, Vương Bác Hùng lại đột nhiên lên huyện, chẳng lẽ là để báo cáo chuyện tình kia cho cấp trên. Quách Đạt Lượng nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói cái chuyện tình đăng trên báo đại tự ra sáng sớm ngày hôm nay hẳn là người cũng biết. Có người định bôi nhọ danh dự cán bộ xã Hắc Sơn tử chúng ta, còn có một phong thư nạc danh gửi lên ủy ban nhân dân huyện nữa, Vương bí thư lần này lên huyện cũng là giải trình vấn đề này. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới câu nói của Đỗ Vũ Phong lần trước, không có lửa thì sao có khói, chắc gì đã là có người đặt điều. Vương Bác hùng lần này muốn giải thích rõ ràng chuyện này, coi bộ cũng không dễ dàng gì rồi. Quách đạt lượng thở dài nói, hiện tại xã nhà đã loạn hết cả lên rồi, bắt đầu từ vụ hồ xã trưởng bị tạm thời cách chức, lý phó xã trưởng thì cũng xin nghỉ dài hạn, chủ nhiệm cảnh thì vẫn còn đang nằm viện mà Vương Bí Thư cùng vu phó xã trưởng cũng đã lên huyện giải trình vấn đề. Hiện tại ở đây cũng chỉ còn mình ta với ngươi, cùng lão lâm nữa mà thôi. Tiểu lão đệ à, ngươi cũng nên giúp ta một chút chứ. Trương đại quan nhân thế nào lại cảm thấy như những lời này của hắn lại có một ẩn ý gì đó đằng sau. Cẩn thận nghĩ lại một chút, phụ thư nạc danh được gửi lên ủy ban nhân dân huyện lần này, cùng cả đoạn tin tức trên báo đại tự rất đúng lúc nữa, thì thực là làm cho vương bí thư phải sứt đầu mẻ chán, Muốn giàn xếp ổn thỏa cũng thực không dễ dàng gì. Mà tổng kết lại thì người được lợi nhất cũng chỉ có mình Quách Đạt Lượng hắn mà thôi, lẽ nào vụ việc lần này cũng là do chính tay hắn giàn xếp? Trương Đại quan nhân nghĩ tới đây không rét mà cũng phải run, nếu như là mình đoán đúng thì thằng nhãi Quách Đạt Lượng này cũng tham vọng cùng âm hiểm quá đi. Trương Dương ngoài miệng thì vẫn cứ phải nhận lời, nhưng hắn cũng biết nội bộ cán bộ cấp cao xã Hắc Sơn tử sóng ngầm đang cuồn cuộn trào dâng. Gần đây phát sinh nhiều sự kiện như vậy, nhìn bên ngoài thì đơn giản, thế nhưng cẩn thận suy xét lại thì dường như mỗi việc lại như có gì đó liên quan tới nhau, bắt đầu từ vụ trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy, thì nội bộ ủy ban xã Hắc Sơn Tử cũng bắt đầu một hồi đấu tranh lặng lẽ. Mà người ngã xuống đầu tiên là xã trưởng Hồ Ái Dân bị tạm thời cách chức, rồi đến Lý Trấn Đông bị cắt chức hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Kỳ, hiện giờ lại tới Vương Bí Thư cũng phải chật vật xoay sở vì bị người khác vạch trần sự tình gian díu với cảnh chủ nhiệm. Chỉ có một người là không bị liên lụy, mà cũng là người được lợi nhiều nhất lại là quách đạt lượng kia, Trương Dương cũng nhận định người này sẽ không chịu ngồi yên như vậy. Trương Dương cũng chưa tỏ rõ quan điểm của mình cho quách đạt lượng biết, cũng vì Trương Đại quan nhân hắn thực cũng không hứng thú lắm tới chuyện đấu đá nội bộ xã Hắc Sơn Tử này, cũng vì nơi đây chỉ là bước đệm đầu tiên trên con đường làm quan của Trương Đại quan nhân hắn mà thôi. Lúc mới đầu hắn bị Lý Bí Thư điều về cái nơi khỉ ho cò gáy này thực cũng có chút oán hận trong lòng, thế nhưng qua một thời gian công tác, Hắn đối với thể chế nhà nước cũng có một nhận thức nhất định, càng là địa phương nghèo khó, dân trí còn thấp kém thì tầng lớp cán bộ lãnh đạo lại càng tranh đấu kịch liệt nhất. Mà cái loại ám đấu này thì còn đáng sợ hơn với đấu đá bình thường rất nhiều, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì tiền tài, danh vọng, ngay đến cả nhân cách một con người cũng đều bị mất sạch sành xanh, vô cùng đáng sợ. trương đại quan nhân hắn cũng đã xác định rõ ràng mục tiêu, đầu tiên là tại xã Hát Sơn Tử này thuyên chuyển thành cán bộ nhà nước có biên chế chính thức rồi tìm cơ hội lẩn vào hàng ngũ đảng viên. Đến lúc đạt được hai yêu cầu này rồi, thì Lý Bí Thư cũng không còn gì có thể thoái thác được việc phải thăng chức cho mình nữa. Xã Hắc Sơn Tử trong mắt Trương Đại Quan Nhân chỉ là một bước đệm mà thôi, mà hắn chỉ như một người khách qua đường trên ngọn núi thanh thai này, bất kể xã Hắc Sơn Tử có náo nhiệt đến nhường nào, chỉ cần không động chạm tới lợi ích của hắn, hắn cũng đều vui mừng đứng xem, vỗ tay cổ vũ náo nhiệt. Trương Dương hiển nhiên không biết, Lúc này Quách Trưởng xã vừa vui vẻ lại vừa lo lắng. Nếu như Vương Bác Hùng vì cái thư nạc danh kia mà bị giáng chức thì cũng là kết quả mà Quách Đạt Lượng hắn mong muốn nhất. Thế nhưng dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải làm rõ ràng ai là thủ phạm đứng đằng sau vụ việc lần này mới được. Thư nạc danh thì không phải là mình viết, vậy thì chuyện báo đại tự hẳn cũng không liên quan tới mình được. Lại nhớ tới An lão tiên sinh muốn tới đây khảo sát tình hình trường tiểu học Hồng Kỳ, Quách Đạt Lượng lòng càng cảm thấy bất an hơn đến tột cùng là ai lại có thể đứng đằng sau thao túng được toàn bộ đại sự lần này nhỉ? Người mù cũng nhận ra được đây là một kế hoạch hoàn hảo cực kỳ chặt chẽ, chắc chắn đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi, đầu tiên là đối phó với hồ ái dân, sau đó là tới vương bác hùng, vậy người kế tiếp bị xử tử là ai? Nếu như là vương bí thư ngã xuống, thì hiển nhiên quách xã trưởng hắn sẽ là người đứng mũi chịu sao, nghĩ đến đây hắn cũng phải dùng mình một cái, tự hỏi chính mình, ngọn giáo của người đó phải trang lần này sẽ chuyển đến thân mình. Quách đạt lượng hắn dù sao cũng là người thông minh, hiện giờ hắn cũng có thể dùng đầu mình khẳng định, người âm thầm gây ra đại sóng gió lần này, nhất định là một trong bảy tên thuộc Ủy ban Thường vụ xã. Lý Trấn Dân, quách đạt lượng liền lắc đầu loại tên hắn ra khỏi đầu. Hắn là người đầu tiên quách đạt lượng loại ra khỏi đầu, căn bản chuyện tình trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy, thì thân là trưởng ban văn hóa và giáo dục xã, hắn cũng là may mắn mới thoát khỏi bị liên lụy. Rồi tới chuyện em trai hắn Lý Trấn Đông hành hung cảnh tú quốc, hắn cũng vì tình nghĩa anh em mới giúp Trấn Đông một chút, xong xuôi cũng cáo bệnh lùi mất, như vậy cũng có thể nhận ra được thằng nhãi nhà quê này căn bản không có cái gọi là tham vọng, cũng như không có cái gan đủ lớn để làm ra đại sự như vậy. Lâm Thành Bân, chắc chắn cũng không phải hắn, bỏ đi mối quan hệ của hắn với mình, thì hắn sang năm cũng là mãn nhiệm kỳ rồi, hắn làm một loạt những chuyện tình như vậy để làm gì. Từ góc độ lợi ích cá nhân mà nhìn, thì Lâm Thành Bân cũng chẳng cần phải làm những việc thừa thãi đó làm gì, cứ yên ổn thêm một năm nữa là thuận lợi nghỉ hưu, nhàn nhã về quê chơi cùng con cháu rồi. Chỉ còn lại mỗi mình Vũ Thu Linh, từ thái độ làm việc bình thường của nàng ta cho thấy, nàng ta là một người cẩn thận, tâm địa cũng khá thiện lương. Chỉ là chủ nhiệm ban thanh tra kỷ luật xã còn có một thân phận khác nữa, chồng nàng ta là cục trưởng cục công thương huyện Xuân Dương tên là Từ Triệu Bân cho Vũ Thu Linh xuống công tác tại xã Hắc Sơn Tử này cũng chỉ là để đánh bóng danh tiếng mà thôi. Hơn hết, vụ cháy trường tiểu học Hồng Kỳ, nàng ta cũng bị hội đồng thanh tra kỷ luật huyện khiển trách, như vậy thì nàng ta cũng không phải là người thần bí kia được. Vậy thì là ai? chương 29, trí tuệ của quả phụ. Quách đạt lượng nhắm mắt lại chỉ còn lại một hồ ái dân. Hồ ái dân tuy rằng gánh chịu toàn bộ trách nhiệm của sự kiện cháy tiểu học Hồng Kỳ, thế nhưng Nga hắn vị tất đã cam tâm, ở trong chuyện này, khẳng định hồ ái dân sẽ ôm một sự cửu thị tương đối lưới với bí thư đảng ủy xã nghĩ đến hồ ái dân quách đạt lượng cuối cùng cũng tìm được một cách giải thích rất hợp lý nhất định là hồ ái dân trả thù cho nên mới tùm người viết thư nặc danh đây là một hồi trả thù đây nhất định là một hồi trả thù sau khi nghĩ thông suốt và chỉnh lại nguyên nhân hậu quả của sự việc quách đạt lượng rất nhanh đã xác định rõ thái độc của mình đó chính là dĩ bất biến ứng vạn biến đến lúc cơn sóng ngầm này bắt đầu khởi động mình càng phải vững chắc như Thái Sơn, đối với bất cứ chuyện gì đều giữ thái độ công bình công chính để xử lý, nhìn vạn lần không thể để cho người khác nhìn ra hiện tại mình đang nghĩ cái gì. Khi Vương Bác Hùng không có ở xã, hắn phải tận lực đè bầu không khí hỗn loạn trong nội bộ hành chính xã xuống dưới, đây là khí phách, là ý chí, là phong độ đại tướng mà một xã trưởng nên có. Những mọi việc thường thường đều biết đổi bất ngờ, Quách xã trưởng cảm thấy rất như ý, thế nhưng kế hoạch đã có sự biến hóa bên này hắn vừa mới dự họp hội nghị công tác hành chính xã, nhắc nhở các nhân viên làm việc trong ban hành chính không nên tin tưởng lời đồn vô căn cứ, càng không thể nghe nhầm đồn bậy, đang lúc nói đến phun cả nước bọt, phó trạm y tế xã Vương Vĩ Thất Kinh chạy vào, giọng the thế nói, cảnh chủ nhiệm cắt cổ tay rồi. Tin tức này giống như một tiếng sét đánh giữa trời quang trong lòng mỗi người. Cảnh tú cúc tự sát. Việc cảnh tú cúc tự sát nằm ngoài ý liệu của mọi người. Quách đạt lượng lập từng ngừng hội nghị, tình thể càng ngày càng khó bề phân biệt, chuyện cảnh tú Cúc tự sát khiến cho cục diện vốn đã hỗn loạn của xã Hắc Sơn Tử đi gần tới bước không thể khống chế được nữa. Quách đạt lượng đi trước đến trạm y tế, trong đầu vẫn nguyên man đặt ra một câu hỏi vì sao cảnh tú Cúc lại tự sát. Quan hệ cá nhân giữa Trương Dương và cảnh tú Cúc cũng không tệ lắm, từ khi đến xã Hắc Sơn Tử cho đến nay, bị trị này vẫn đều chiếu cố đến hắn nên hắn cần phải đi xem thế nào. Cảnh tú Cúc dùng một con dao giải phẫu cách vào cổ tay trái của mình, chảy rất nhiều máu thế nhưng may mắn được phát hiện kịp thời nên vết thương ở tay trái đã được băng bó lại sắc mặt tái nhợt ngồi trên giường cháu ngoại của nàng là tiểu ngụy và trạm trưởng trạm y tế ngô văn khải phân biệt đừng ở hai bên giường ngô văn khải quả thực có chút sợ hãi vì cảnh chủ nhiệm này tuy rằng không có danh phật ai cũng đều biết nàng là người của vương bác hùng một ngày nàng còn không xuất viện thì không đảm bảo được sự bình an của mình bằng không mà truy cứu chỉ sợ rằng mình không gượng dậy nổi Quách Đạt Lượng đi vào trong phòng bệnh, thấy cảnh Tú Cúc, lúc này mới thở ra một hơi, cảnh chủ nhiệm, đồng chí là một cán bộ quốc gia vì sao lại làm chuyện dại dột như vậy chứ? Cảnh Tú Cúc căn bản không cho hắn chút mặt mũi, ngài đi ra ngoài, để tôi được yên tĩnh một chút. Quách Đạt Lương sừng sốt khi làm trò trước mặt nhiều người như vậy mà bị cảnh Tú Cúc vạch ra. Đang ở trong thời kỳ mẫn cảm, hơn nữa ở phía sau hắn còn có Lâm Thành Bân, một người đang bay lên theo chức vụ là Trương Dương mặt mũi càng trở nên quan trọng quách xã trường rất phiền muộn phát hiện người đàn bà này không cho hắn chút mặt mũi cảnh tú cúc bỗng nhiên nhìn bọn họ trong mắt hiện lên hàn quang làm cho người ta sợ hãi nàng thét to cả đám các người muốn đến chê cười ta phải không ta chỉ là một quả phụ cho nên các người hãm hại phải không cho nên các người vũ hãm phải không có phải các người muốn ép ta đến chết mới có thể cam tâm nàng bụng mặt lớn tiếng khóc lớn phản ứng kịch liệt của cảnh tú quốc làm cho những người ở đây chấn động. Lâm Thành Bân dẫn đầu đi ra ngoài, sai đó là Trương Dương, Quách Đạt Lượng là người đi ra cuối cùng. Đây cũng không phải kết quả mà hắn nghĩ, chỉ là bởi vì hắn là người đi vào đầu tiên, muốn biểu hiện đầy đủ sự quan tâm bảo vệ đối với đồng chí của mình. Nhưng nếu sớm biết sẽ bị ăn chửi, thằng ngu với sông vào đầu tiên. Trạm trưởng trạm y tế Ngô Văn Khải cũng xám xịt đi theo. Thế nhưng vừa đi đến cửa thang lầu, Quách xã trưởng bỗng nhiên dừng chân, giận dữ quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt quát lớn, Ngô Văn Khải, đồng chí làm trạm trưởng trạm y tế kiểu gì vậy, hành chính xã giao cảnh chủ nhiệm cho đồng chí chăm sóc. Đồng chí ngay cả an toàn bản thân của nàng cũng không đảm bảo được. Tôi thấy đồng chí nên về nhà làm vườn đi thôi. Ngô Văn Khải bị giáo huấn mặt tái xanh lại, ủy khuất đến độ muốn chết cũng có. Mẹ kiếp, cảnh tú quốc tự sát có thể thương lượng trước với ta sao? Kiếm ta đánh rắm làm gì? Nhưng ủy khuất thì ủy khuất, cũng không dám nói nửa lời. Ai bảo chức vị của mình thấp hơn người ta? Vẻ mặt Lâm Thành Bân đồng tình nhìn hắn, Trương Dương cũng có chút cười hả hê, hắn không có chút cảm tình nào với Ngô Văn Khải này. Mấy người quách đạt lượng vừa đi tới cổng trạm y tế, Tiểu Ngụy ở ban kế hoạch hóa gia đình đuổi theo ở phía sau, có chút sợ hãi kêu: "Trương chủ nhiệm." Trương Dương dừng lại, mỉm cười nói: "Tiểu Ngụy à, chuyện gì vậy?" Tiểu Ngụy đợi đến khi mấy người quét đạt lượng đi xa một đoạn, lúc này mới nhỏ giọng nói, gì tôi muốn nói chuyện riêng với ngài." Trương Dương cảm thấy có chút sừng sốt, hắn tự hỏi quan hệ giữa mình và Cảnh Tú Cúc chưa thân mật tới mức như vậy, nói về kết giao thì họ chỉ mới vừa quen biết, luận về quan hệ công tác, cấp bậc của người ta còn cao hơn mình, cho dù làm công tác tư tưởng cũng không đến lượt mình, mang theo sự mê hoặc, Trương Dương đi theo Tiểu Ngụy vào phòng bệnh. Cảnh Tú Cúc trong một khoảng thời gian ngắn đã bình tĩnh lại, Dáng vẻ khác xa với chứng cuồng loạn vừa lúc nãy, điều này chứng minh suy đoán của Trương Dương, vừa rồi Cảnh Tú Cúc cố ý làm trò, lấy việc tự sát để cứu lại hình tượng trinh tiết liệt nữ của nàng. Thể nào lại nói nữ nhân là diễn viên trời sinh, hành vi tự sát của Cảnh Tú Cúc lần này căn bản chính là một thủ đoạn để xoay chuyện cục diện đang dần dần xấu đi vào lúc này, Trương Dương càng thêm hiểu biết về lãnh đạo cao tầng của xã Hắc Sơn Tử, bất kể làm ở chức vị này cũng không đơn giản những người này để có được một vị trí như ngày hôm nay tất cả đều phải dựa vào thủ đoạn và bản lĩnh của mình. Cảnh tú cúc đánh mắt, tiểu ngụy liền rời khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Trong phòng bệnh nhất thời yên lặng, bầu không khí này ít nhiều cũng khiến trương quan nhân cảm thấy có chút áp lực, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, việc này. Chị Cảng, em nghĩ chị không nên làm như vậy. Cảnh túc cúc cầm lấy khăn tay lau mũi, vành mắt vẫn còn đang đỏ cả lên, tiểu trương chủ nhiệm, những người trong xã không phải là thứ tốt đừng thấy bọn họ ra vẻ đạo mạo, nhưng trong tâm lại không biết có bao nhiêu sự dơ bẩn xấu xa. Trương Dương có chút xấu hổ ho khan một tiếng, những lời của cảnh tú cúc không phải bao gồm luôn cả mình hay sao? Cảnh tú cúc từ đáy lòng cảm kích nhìn Trương Dương, tiểu trương chủ nhiệm, cậu là một người tốt, chuyện tuyết nhi lần trước cũng may là có cậu. Trương Dương giờ mới biết thì ra cảnh tú cúc đã nghe được chuyện hắn cứu Trần Tuyết, xem ra thị trấn xương quả thực rất nhỏ. Thực ra Trương Dương cứu Trần Tuyết cũng chỉ là ngoài ý muốn, hắn không có quá nhiều thích thú với những cô gái có tính cách lặng như băng, lần này bởi vì do Trần Tuyết mà cô em gái triệu tính vô tội cũng bị liên lụy. Tuy rằng Trương Quan Nhân cảm thấy rất khó chịu với cô gái xinh đẹp động nhân nhưng khiến người ta có cảm giác cách xa ngàn dặm này, chỉ mỉm cười nói chuyện nhỏ thôi. Cảnh Tú Cúc cũng vừa mới nghe được tin tức này, Trương Dương cứu lấy Trần Tuyết từ trong tay Thái tử ra Dương Trí Thành không thể là một chuyện nhỏ như vậy, đối với hai mẹ con nàng mà nói đó chính là ân đức thật to lớn. Có nhiều cách nói khác nhau về chuyện này, nhưng có một chút có thể khẳng định, Trương Dương hoàn toàn chiếm thế thượng phòng trong sự kiện này càng chứng minh Vương Bác Hùng tôn sùng hắn không phải là chuyện vô duyên vô cớ. Cảnh Tú Cúc càng thêm minh bạch, đứng phía sau Trương Dương chính là bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ. Cảnh Tú Cúc thở dài nói, tiểu trương chủ nhiệm, tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện. Trương Dương liền cảnh giác, nếu Cảnh Tú Cúc đã biết chuyện mình cứu Trần Tuyết, nói không chứng đã biết được mối quan hệ giữa mình và Lý Trường Vũ. Lẽ nào chuyện nào nhờ mình có quan hệ tới Lý Trường Vũ? Trương Dương âm thầm cân nhắc quan hệ giữa mình và nàng hiển nhiên chưa sâu xa, nếu như chuyện nàng nhờ mình khiến cho mình khó xử thì cứ thẳng thắn từ chối là được rồi. Cảnh Tú Cúc nói: "Tiểu Trương chủ nhiệm, sáng mai con gái tôi sẽ trở về, tôi không muốn cho nó biết chuyện xảy ra trong mấy ngày này, tôi biết chỉ có thể tiến nhiệm một mình cậu, cậu xem có thể giúp tôi khuyên nó trở về được hay không, mà nếu như nó không muốn trở lại" thì hãy đưa nó lên đỉnh Thanh Vân chỗ ông nội nó, nói chúng là làm thế nào cũng đừng để nó biết chuyện của tôi, nghìn vạn lần đừng để nó biết. Trương Dương sửng sốt, việc này so với việc bảo mình mở miệng nhờ Lý Trường Vũ còn khó khăn hơn, tuy rằng mình là ân nhân của Trần Tuyết, nhưng người ta không có đối đãi với mình như một ân nhân, hơn nữa, ngày mai tả hiểu tình sẽ đến hát sơn tử. Khẳng định mình phải dâng toàn bộ thời gian mà mình có cho nàng, thế nào còn có thì giờ để ý đến Trần Tuyết đây. Cảnh túc cúc nhìn biểu tình của Trương Dương, nàng thở dài, tiểu trương chủ nhiệm, tôi biết mình không có tư cách nói như vậy, thế nhưng cậu cũng biết tính tình của Trần Tuyết là tôi, cậu đã cứu nó, nói với nó còn được, đổi lại là người khác nói nó căn bản sẽ không phản ứng. Tiểu trương, tôi xin cậu, tôi không muốn con gái mình biết chuyện này, tôi không muốn nó khinh thường tôi. Cảnh tú cúc nói đến đây vành mắt không khỏi đỏ lên, mũi chua sót, hai hàng nước mắt cuồn cuộn đổ xuống. Trương Dương luôn luôn không thể chịu được khi thấy nữ nhân khóc, tuy rằng tác phong của cảnh tú cúc có điểm hơi quá. Nhưng dù sao cũng là một người mẹ, tất cả những gì nàng nỗ lực không phải là vì Trần Tuyết sao, hơn nữa ở trong thiên hạ làm gì có người mẹ nào không muốn giữ một hình tượng tốt đẹp trước mặt con cái của mình. Nghĩ tới đây Trương Dương gật đầu, để tôi thử xem, nhưng tôi cũng không dám đảm bảo có thể hoàn thành được nhiệm vụ cảnh chủ nhiệm giao cho. Cảnh tú cúc nghe thấy hắn đồng ý, lau khô nước mặt, lộ ra nụ cười vui mừng nhất định cậu sẽ có biện pháp, tôi tin rằng cậu nhất định sẽ có biện pháp. Trương Dương cảm thấy phiền muộn, ngay cả bản thân hắn cũng không có điểm nắm chắc, lại không biết vì sao cảnh tú cúc lại tin nhiệm hắn như vậy. Cảnh tú cúc lấy ta một chiếc túi từ sau gối, mở túi ra lấy 200 đồng, đây là một phần tiền bồi thường của Lý Trấn Đông, tiểu trương chủ nhiệm, tiền này cậu cầm đi, dù sao bắt chuyện với Tuyết Nhi cũng phải tiêu chút tiền phải không nào. Trương Dương lập tức cười, chị làm như vậy là có ý gì? nếu em đã gọi chị là chị, Trần Tuyết chính là cháu gái của em, em trai giúp chị gái làm việc mà còn muốn tiền thù lao sao? Cất tiền đi, đừng làm khó em. Trương Dương giả bộ tức giận đứng dậy, tức giận là giả, muốn chuồn mới là thật, hắn một khắc cũng không muốn ở lại, không biết chừng cảnh tú cúc lại đưa ra yêu cầu không an phận nữa. Cảnh tú cúc đương nhiên bị Trương Dương nói cho đỏ mặt, liền xin lỗi, là chị sai rồi, chị không nên khách khí với anh em của mình. Trương Dương có một chút đồng tình nhìn nàng, Ánh mắt nhìn thẳng vào cánh tay trái được băng gạc cẩn thận, chị Lan, sau này đừng làm chuyện gì dại dột nữa. Tuy rằng trong lòng hắn sáng như tuyết, hành vi tự sát của Cảnh Tú Cúc chỉ là diễn trò, nhưng một nữ nhân có thể làm ra chuyện như vậy, chứng minh tình cảnh khó khăn hiện giờ của Cảnh Tú Cúc. Cảnh Tú Cúc nói, em yên tâm, chị sẽ không làm chuyện điên rồi nữa, chị không vì người khác cũng vì của gái của mình chứ. Những lời này đương nhiên là nói cho Trương Dương nghe, nàng cho tới bây giờ cũng thực sự không có ý định tự sát. Trở lại ban kế hoạch hóa gia đình, Trương Dương lúc này mới nhớ còn chưa gọi điện thoại cho Tả Hiểu Tình, gọi điện thoại qua, Tả Hiểu Tình cũng không có ở đó, thật trùng hợp người nhận điện thoại chính là Trạch Yến lần trước, Trương Dương nói đùa với nàng vài câu, thấy Ngô Hoành Tiến đi vào phòng làm việc mới cúp điện thoại. Ngô Hoàng Tiến mở rộng của, một cỗ mùi nước tiểu từ phòng WC theo hắn tiền vào phòng, Trương Dương cau mày lại, khí trời càng ngày càng nóng, mùi ở WC nữ ở sát vách càng ngày càng nồng ban kế hoạch hóa gia đình chỉ cần mở rộng của là mùi từ WC sẽ bay vào bên trong, làm trương quan nhân rất buồn bực. Ngô Hoành Tiến thấy vẻ mặt của Trương Dương, đã đoán được vì sao hắn lại phiền não, cười nói Trương chủ nhiệm, mùi này không ngửi được à. Nói nhảm, mau đóng cửa lại. Ngô Hoành Tiến đóng cửa lại, Trương Dương lần cầm lấy bình xịt xịt hai phát, lúc này mới cảm thấy dễ chịu được một chút, nguy hiểm quá, chỗ này không thể ở lại được, sau này phải báo cáo với lên trên, để xã đổi chỗ làm việc cho chúng ta. Ngô Hoành Tiến nhanh nhẹn, cười nói, phòng làm việc của quách phó xã trưởng đang bỏ không, để không cũng không tốt, không bằng trương chủ nhiệm xin thử xem. Sau khi hồ ái dân bị tạm cắt chức, quách đạt lượng đương nhiên chuyển đến phòng làm việc của hắn, cho nên phòng làm việc trước đây bị bỏ trống, bây giờ còn chưa được sắp xếp. Trương Dương gật đầu, bằng vào quan hệ giữa hắn và quách đạt lượng, muốn một căn phòng làm việc cũng không phải là chuyện khó, Người nói, thằng nhãi này cũng thực mưu ma trước quỷ. Ngô Hoành Tiến lúc này đặt báo cáo đến trước mặt hắn, trương chủ nhiệm, đây là tài liệu của đội thi công xây dựng tiểu học Hồng Kỳ tôi đã xét duyệt qua, toàn bộ chi tiêu đều có ở trong này, còn nữa, sàn gác sơ chọn để xây dựng tuy rằng được chỉ định, tuy cũng không phải là loại tốt nhất, nhưng dùng cho tiểu học thì như vậy là được, phẳng chừng không có vấn đề gì. Đường giật nhìn cũng không thèm nhìn đẩy lại cho Ngô Hoành Tiến, không phải đã nói rồi sao? Tất cả nguyên vật liệu phải sử dụng loại tốt nhất, có làm thì làm, không làm được thì bảo bọn họ cút hết, xã Hắc Sơn tử còn khối đội xây dựng, tôi không tin không có ai nhận vụ này. Ngô Hoành Tiến thấp giọng nói, đội trưởng đội công trình là Lâm Thành Vũ, hắn là em trai của Lâm chủ nhiệm sống ở trong xã, người này tôi biết, trên phương diện này đại khái là có chút khó khăn. Ngô Hoành Tiến hình như muốn ám chỉ cái gì đó. Trương Dương ngắt lời hắn, thằng nhóc này này theo ta mà làm việc cho hắn à? thế nào mà lại tay này đánh vào tay kia thế hả? Có phải là nhận được chỗ tốt từ hắn không? Ngô Hoành Tiến liền kêu oan, trương chủ nhiệm, tôi đến ban kế hoạch hóa gia đình mới được có một ngày, ngài không kể là kế hoạch hóa gia đình và xây dựng đều ôm lấy, người làm tiểu đệ như tôi dễ làm sao? Tôi chỉ là kiến nghị như vậy thôi, theo nguyên tắc công vi vẹt thì phải nói, nhưng cũng cần phải có sự linh hoạt trong công việc, ví dụ như nói đến sản gác sờ men, thực ra chỉ cần sản phẩm hợp cách là được, làm gì phải xem là đẳng cấp gì, ngài khoát tay một cái để mọi việc đều thuận lợi, người ta đạt được lợi ích còn có thể quên ngài sao, những lãnh đạo trước đây đều làm như vậy cả. Cậu ở chỗ nào làm thì làm, ở chỗ của Trương Dương tôi không làm được. Trương Dương bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt toát lên vẻ nghiêm nghị, chúng ta xây trường tiểu học này là để sau này bọn trẻ đến đó học tập, bọn chúng chính là tương lai của quốc gia sau này, là hy vọng của chúng ta, chúng ta có thể chịu ủy khuất, cũng không thể để những đứa trẻ bị ủy khuất đó là không có trách nhiệm đối với nhân dân không có trách nhiệm đối với quốc gia trương quan nhân lập luận tự nhiên rất logic còn có chút không thể không nhìn ra trương quan nhân là người làm việc có lương tâm chuyện trái lương tâm hắn không làm đương nhiên còn có một nguyên nhân còn quan trọng hơn đó là đã có một nhóm người trước sau đều ngã xuống vì chuyện của tiểu học hồng kỳ điều này làm cho thái độ của trương dương đối với chuyện xây sửa càng thêm cẩn thận hắn cố gắng đạt tới vạn vô nhất thất chính như lời Quách Đạt Lượng đã nói, chuyện này nếu như làm cho tốt thì chính là một chiến tích lớn nhất từ khi hắn gia nhập quan trường. Có được chiến tích này Trương Dương đã có thể dễ dàng tiến về phía trước, cái xã Hắc Sơn Tử nho nhỏ này hiển nhiên không còn nằm trong hùng tâm tráng trí của Trương Quan Nhân. Ngô Hoành Tiến lại không biết nội tâm phức tạp của Trương Quan Nhân, nhìn Trương Dương chính nghĩa lẫm liệt rõng rạc mà nói thì Ngô Hoành tiền trong lòng cũng tràn đầy nhiệt huyết sao sao sao, quan thanh liêm. Quan tốt như vậy thực sự ít được gặp qua, nhưng ngô hoành tiến lập tức lại nghĩ tới một vấn đề quan tốt như vậy vĩnh viễn không nên dính vào ở trong chế độ sợ rằng nửa bước cũng khó đi tiểu trương chủ nhiệm sợ rằng rất nhanh sẽ dính đến chuyện đầu rơi máu chảy ngô hoành tiến âm thầm cảm thấy tiếc hận trương dương gõ tay lên trên bàn lập tức đi nói với bọn họ nguyên liệu xây dựng nhất định phải là loại có tiêu chuẩn tốt nhất đồng ý thì làm không đồng ý thì cút tối hôm đó lâm thành vũ đến ký túc xá của trương dương để bái phỏng vị tổng chỉ huy xây dựng Việc xây dựng lại tiểu học Hồng Kỳ không chỉ là để ứng phó với việc không lâu nữa An Lão Tiên Sinh sẽ tới chơi, mà tiểu học Hồng Kỳ quả thực cũng phải sửa chữa lại một lần nữa, chỉ là khoản tiền đầu tư cho công trình đã lên tới 500.000 đồng, xã ứng ra 200 vạn làm tiền tạm ứng, số tiền còn lại Lâm Thành Vũ ứng ra cũng không cần lo lắng xã sẽ khất nợ phí công trình của mình, tuy rằng tình hình kinh tế của xã Hát Sơn Tử không được tốt lắm nhưng bởi vì anh trai hắn Lâm Thành Bân là chủ nhiệm đại biểu đại hội nhân dân toàn quốc của xã. Lâm Thành Vũ có thể bảo đảm khoản tiền này sẽ quay trở lại với mình, nhưng ở trong nguyên liệu xây dựng lại thoáng động một ít tay chân, lợi nhuận của Lâm Thành Vũ tương đối khả quan. Từ lúc Lâm Thành bân lên đảm nhiệm phó xã trưởng, Lâm Thành Vũ cũng bắt đầu nhận thầu công trình xây dựng tiểu học hồng kỳ của xã, không thì với thực lực của hắn hiện giờ cũng chỉ đáng nhận một số công trình nhỏ, mà vì vậy hắn đã từ từ kiêu ngạo bởi vì được người ta biết đến là một trong những phú ông có triệu ở trong xã. Người có tiền, tự nhiên sẽ mở đường bằng tiền tài. Không chỉ ở tại xã Hắc Sơn Tử, mà ngay ở trong huyện cũng có một chút quan hệ. Đối với những chuyện sau khi Tiểu Trương chủ nhiệm đến xã Hắc Sơn Tử, Lâm Thành Vũ nhiều ít cũng có nghe qua, nhưng bởi vì liên quan đến tính chất công tác, từ trước đến nay hắn đều không có cơ hội tiếp xúc với Trương Dương, nhưng không ngờ lần này mới giao thủ, Trương Dương liền muốn hắn xuống ngựa, Lâm Thành Vũ cũng không ngờ Quách Đạt Lượng sẽ giao nhiệm vụ sửa chữa tiểu học Hồng Kỳ cho Trương Dương. Cho nên cũng không làm công tác với Trương Dương từ sớm bây giờ xảy ra chuyện này liền phải đến để hàn gắn quan hệ, dù sao cũng có hơi muộn, thế nhưng Lâm Thành Vũ thờ phụng một nguyên tắc, trên đời này không có chuyện gì mà tiên không làm được, bất cứ chuyện gì cũng có cái giá của mình, huống hồ hắn cũng không có ý định bảo Trương Dương làm trái lại nguyên tắc, mà chỉ là mắt nhắm mắt mở là có thể xong, chất lượng công trình kém một chút, hẳn cũng không có gì không được. Trương Dương cũng không có bất cứ sự bất ngờ với việc Lâm Thành Vũ tùy tiện đến bái phỏng, biểu hiện của hắn cũng tương đối khách khí, hai người hư tình giả ý khách sáo vài câu, Lâm Thành Vũ đi thẳng vào vấn đề, lấy ra một cái phòng bị đặt trước mặt Trương Dương, thấp giọng nói, đây là chút lòng thành. Bên trong là 2.000 đồng, Lâm Thành Vũ nghĩ rằng đưa cho Trương Dương khoản tiền này là được rồi. Trương Dương liếc mặt nhìn phong bì một cái, đã ước chừng được số lượng trong đó, trong lòng thầm mắng, coi ông là ăn xin sao. Tuy rằng hắn cũng không có ý định nhận hối lộ, nhưng biểu hiện của Lâm Thành Vũ ít nhiều cũng có chút miệt thị mình, khẩu khí của Trương Dương cũng có chút bất thiện, giám đốc Lâm có ý gì? Lâm Thành Vũ nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Trương Dương biến mất. Trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn, chết rồi, số tiền này chỉ sợ là thiếu. Lâm Thành Vũ đã hiểu sai, trước đừng nói số tiền này Trương Dương không thèm để vào mắt. Cho dù hắn có đưa thêm tiền ra, Trương Dương cũng sẽ không động tâm, sự tính của hắn là lâu dài, căn bản sẽ không bị những lợi ích nhỏ làm mờ mắt. Nhìn xa mới có thể đi được xa còn muốn chạy thật xa thì không thể bị lợi ích trước mắt mê hoặc lâm thành vũ cuốn quyết giải thích trương chủ nhiệm đừng suy nghĩ nhiều chỉ là một chút ý tứ nho nhỏ thời gian sau này của hai anh em chúng ta còn rất dài mà từ những lời này của hắn chính là cho trương dương một tin tức đây chỉ là lễ vật cho lần gặp gỡ đầu tiên sau này sẽ không thể thiếu chỗ tốt cho ngươi đây cũng là một loại cách làm mất bò mới lo làm chuồng trương dương cười lắc đầu đẩy phòng bì trở lại, giám đốc Lâm à, ý của anh tôi hiểu, thế nhưng trên nguyên tắc nên làm thế nào thì làm thế ấy. Thực ra tiền là thứ không thể thiếu được, sao giám đốc Lâm không làm ổn thỏa được một chút, kiên định một chút, làm người thì không thể một miếng ăn cả bàn thức ăn được. Câu này tràn ngập mùi vị giáo huấn. Lâm Thành Vũ có chút tức giận, Trương Dương người đơn giản chỉ là một chủ nhiệm ban sinh đẻ có kế hoạch. Chẳng qua quách đạt lượng thiếu suy nghĩ để cho người phụ trách làm việc này ta cũng không cầu ngươi làm chuyện gì lớn, đơn giản là muốn ngươi buông lỏng cho thủ hạ, ta cũng không nói chất lượng không được đảm bảo. Hơn nữa anh trai của ta là chủ nhiệm của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc của xã. Ta cũng là người hơn 40 tuổi, người một thằng ôn con lại không cho chút mặt mũi, thì ít nhất cũng phải cho anh trai ta một chút mặt mũi. Hắn ngượng ngùng thu lại phong bì lại, thấp giọng nói tiểu trương chủ nhiệm, làm người nên mở một lối thoát, đầu năm nay ai cũng có thời cơ của mình trương dương nghe thấy trong lời nói của hắn có sự uy hiếp cười lạnh nói thì ra lâm thành vũ là người nóng tính như vậy một là một hai là hai cứ theo đúng việc mà làm cho dù người đầu trâu cũng không kéo nổi Hồng đồng anh đã ký rồi công trình phải đúng theo tiêu chuẩn mà làm cho tôi nếu như có bất cứ một sai lầm nào đến lúc đó đừng trách tôi không nói tình cảm lâm thành vũ hử lạnh một tiếng đi ra ngoài trương dương kiềm chế dự định muốn đuổi theo đánh hắn tức giận vì loại người này, không đáng. Lâm Thành Vũ vừa mới đi ra khỏi cửa thì Ngô Hoành Tiến liền gõ cửa tiến vào nhà, hắn vốn ở ngay sát phách nên có động tĩnh gì, hắn là người biết đầu tiên. Không đợi Ngô Hoành Tiến mở miệng, Trương Dương đã ngăn lại, từ ngày mai bắt đầu xem xét thật kỹ chất lượng công trình cho tôi, bất kể là chỗ nào làm sai, bảo hắn cút đi cho tôi. Ngô Hoàng Tiến ứng tiếng còn hỏi một câu, vậy, Trương chủ nhiệm, chuyện này có cần thông báo cho Lâm chủ nhiệm một tiếng hay không? Trương Dương tức giận trợn mắt nhìn hắn nói, cậu là người của ai? Có cần tôi giúp cậu đến chỗ Lâm Thành Bân làm hay không? Ngô Hoành Tiến cười khổ nói, tôi chưa nói gì cả. Mặt xám xịt đi ra bên ngoài. Việc của Lâm Thành Vũ cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Trương Dương. Đầu óc của hắn hiện gờ đều nghĩ đến chuyện ngày mai tả hiểu tình sẽ đến hắc sơn tử. Tả tiểu thư ngự giá thân trinh tới đây, Trương Dương quả thực tràn ngập chờ mong. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương liền nhận được tin nhắn do tả hiểu tình nhắn tới, ô tô bị hỏng giữa đường, Trương Dương vừa nghĩ liền hiểu ra, 89 phần là tả hiểu tình gặp phải trường hợp mình đã gặp phải lúc mới đến Hắc Sơn Tử nên mới cuống quyết gọi nhắn tin tới, đi ra gọi một cuộc điện thoại, nói rằng mình sẽ đón, ở chính quyền xã có hai chiếc ô tô đều được điều đi làm việc chung nên Trương Dương chỉ có thể nhờ Đỗ Vũ Phong giúp đỡ, Đỗ Vũ Phong đang vội vàng xử lý vụ án ăn cướp vừa xảy ra, không có thời gian đưa hắn đi. Trực tiếp lái xe cháy đến trước của kính quyền huyện, để trương dương lái xe của mình đi. Sau một khoảng thời gian học lái, trương dương đã có thể lái được xe, tuy rằng đường núi hiểm trở, chỉ cần lái chậm chậm một chút là không có vấn đề gì. cười vui vẻ nhận lấy chìa khóa xe, khởi động động cơ liền phóng xuống núi. trương dương dù sao cũng là người mới học lái xe, phải tốn nửa giờ đồng hồ mới có thể đến được chỗ xe bị hỏng. tạ tiểu thư đang đứng ở một cái quán nhỏ bên núi mắt trông ngóng nhìn lên trên núi, hé ra mặt cười tình chuyển đa vân thấy thằng nhãi kia đầu đầy mồ hôi chạy tới, trong dáng vẻ tươi cười của tả hiểu tình mang theo chút băng lãnh lạnh thấu xương. Trương Dương nhìn thấy ánh mắt tả hiểu tình bất thiện, lập tức ra vẻ thành khẩn khiêm tốn, đồng chí tả hiểu tình, tôi xin được kiểm điểm sai lầm của mình. Đồng chí sai ở đâu vậy? Tả hiểu tình hôm nay mặc một bộ quần áo màu đen, vừa vặn ôm gọn đường cong duyên dáng của nàng, lót bên trong là một chiếc áo lông cừu màu đỏ, đỏ đen phối với nhau càng thêm rực rỡ, những cô gái đẹp vô luận trang phục có như thế nào cũng tản ra ý nhị động nhân. Để cho một cô gái xinh đẹp như thế này đứng ở đây đợi lâu như vậy, phải chịu ảnh rất nhiều ánh mắt sao 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 quấy dày, chịu sự đối xử không thuộc về mình, tôi tội, tôi thực đáng chết. Tả hiểu tình cũng không nhịn được nữa, cười lên khanh khách, cầm cái túi du lịch nặng trịch ở trong tay nhét vào trong lòng Trương Dương, hôm nay thực sự đen đuổi, xe tự nhiên lại bị hỏng ở chỗ này. Trương Dương nhìn xe đường dài đậu ở phía xa xa, tay tài, tài xế đang giả vờ giả vịt sửa chữa cũng nhìn về phía hắn, người quen mà. Quả nhiên là người lần trước Trương Dương gặp phải, tài xế này có chút trột dạ nở nụ cười, Trương Dương nhìn thấy tâm tình tả hiểu tình đang tốt, cũng lười tính toàn với hắn, cầm túi du lịch nói, đi, lên xe. Tả hiểu tình lại nói, chờ bọn Hồng Linh một chút. Trương Dương sửng sốt, đi núi Thanh Thái chơi không phải chỉ có hai người hắn và tả hiểu tình thôi sao sao lại có Hồng Linh xen vào? Tả Hiểu Tình mỉm cười giải thích là ta mời bọn họ đến. Lúc này Trương Dương mới để ý đến cách dùng từ của Tả Hiểu Tình, bọn họ xem ra lần này không chỉ có một mình Hồng Linh đến đây, ý nghĩ vốn như mặt trời trên cao lập tức trở nên lờ mờ không rõ. Trương Dương bỗng nhiên phát hiện khoảng cách giữa thung lũng và ngọt núi là như vậy. Lần trước bản thân mình tuy rằng đã sử dụng khổ nhục kế biểu lộ toàn bộ tấm chân tình cho Tả Hiểu Tình thấy, nhưng chỉ có vài ngày không gặp, người ta đã phong bế tâm hồ lại rồi gọi bọn hồng linh đến rõ ràng là lo lắng mình trương dương cảm thấy mình nỗ lực đã lâu như vậy ở bên cạnh tả hiểu tình lại không đạt được bất cứ sự tiến triển nào vì vậy mà trong lòng không khỏi có chút phiền muộn nhưng thằng nhãi này che giấu rất tốt rõ ràng rằng tâm tình không tốt trên mặt vẫn như ánh dương quan sáng lạn cười nói nhiều người càng vui tốt tả hiểu tình quan sát kỹ khuôn mặt trương dương nhìn thấy được sự mất mát của hắn cười xinh đẹp nói mỗi tuần ta đều phải quay trở về Giang Thành, nếu như ta không làm như vậy, chỉ sợ cha mẹ sẽ nghi ngờ. Trương Dương giờ mới hiểu được tả hiểu tình sở dĩ làm như vậy cũng không phải là muốn bảo trì khoảng cách với hắn, mà là lợi dụng bọn Hồng Linh để ngụy trang, cười hì hì hỏi tim đâu rồi. Tả hiểu tình đỏ mặt, thấp giọng mắng tim ta bị người xấu lấy đi rồi. Ta thực sự rất muốn lấy, người có cho ta cơ hội không vậy? một câu nói của trương dương khiến cho tả hiểu tình mặt đỏ đến tận mang tai lúc này hồng linh và trần quốc vĩ nắm tay nhau đi tới hai người mua không ít đồ ăn đồ uống trần quốc vĩ còn đặc biệt mang theo một thùng mì trương quan nhân có chút buồn bực hai người này đi chơi hay đi chạy nạn thế hơn nữa là hai người bọn họ sao lại quấn lấy nhau như vậy hồng linh thấy tả hiểu tình liền chút chít chạy tới trần quốc vĩ vì trước đây ở chúng một ký túc xá cũng tương đối quen thuộc gần đây hắn cũng có phát triển quan hệ với Hồng Linh, lại nói tiếp chính là Hồng Linh chủ động theo đuổi Trần Quốc Vĩ, nam theo đuổi nữ cách ngọn núi lớn, nữ theo đuổi nam cách cọng chỉ mạnh. Một vài ngày sau, hai người tự nhiên thân thiết, đây là điều Trương Dương thật sự không ngờ, Hồng Linh bà Tám như vậy khẳng định cả đời sao sao sao, lại không ngờ Trần Quốc Vĩ lại bị nàng mê hoặc. Trương quan nhân có sức quan sát rất cường hãn, rất nhanh đã nhìn ra ánh mắt Trần Quốc Vĩ nhìn Hồng Linh tràn đầy thâm tinh, trong lòng thầm than thực sự là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, thằng nhóc này mười phần sao 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 cũng bị bà tám này gây họa. Trương Dương lại nhìn thấy Trần Tuyết lưng đeo túi sách đang ngồi dưới gốc cây phía xa xa, cô gái nhỏ cúi đầu, đang hết sức chăm chú xem quyển sách tiếng Anh, có lẽ cảm ứng được ánh mắt của Trương Dương, nàng ngẩng đầu lên, hé ra một nụ cười tuyệt luân nhưng không biểu thị nhiều sự vui sướng, chỉ là hơi gật đầu với hắn, sau đó lại cúi đầu tiếp tục đọc sách, Trương Dương cảm thấy cô bé Trần Tuyết này không có lương tâm, dù gì mình cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, nhưng Trần Tuyết lại nhìn mình giống như một người xa lạ. Trong ánh mắt không có bất cứ sự cảm kích nào, chỉ toát ra sự hứng hờ. chương 30, chỉ có từ trong núi. Tả hiểu tình nhỏ giọng nói với Trương Dương, cô gái đó thật đẹp. Trương Dương cười tủm tỉm nói, không đẹp bằng người, nàng lạnh lùng như một khối băng, ngươi là viên thịt viên trơn bóng còn chân thực hơn nhiều. Lúc đầu tả hiểu tình nghe Trương Dương nói mình xinh đẹp rất hài lòng, nhưng ở câu sau lập tức nàng có chút giở khóc giở cười, nào có hình dung người ra như vậy, hơn nữa mình trong lời hắn nói béo như vậy sao? Tả hiểu tình vươn tay ra, hung hăng nhéo một cái trên cánh tay Trương Dương, trên mặt Trương Dương vẫn toát ra vẻ thấy chết không sờn, ta có ý chí của một đảng viên dự bị, phải thực sự kiên định mới được. Trương Dương chỉ vào chiếc xe thùng ở phía sau, mọi người lên xe. Hắn lại nói với Trần Tuyết, Trần Tuyết, cùng lên xe đi. Trần Tuyết do dự một hồi, vẫn mang theo túi sách đi tới, tả hiểu tình nở nụ cười thân mật, vẫy tay với nàng, ý bảo nàng đến ngồi bên cạnh mình. Trương Dương khởi động xe thùng, dọc theo con đường núi chạy tới nơi thâm sơn, nhìn thấy vực sâu vạn trượng nhìn không thấy đáy ở bên cạnh con đường. Tả Hiểu Tình và Hồng Linh lần đầu tiên đi tới núi Thanh Thai đều có chút khẩn trương, hai người sợ hãi cầm lấy tay nhau, Trần Tuyết từ nhỏ đã sống giữa thiên nhiên cũng không cảm thấy sợ. Trần Quốc Vĩ ngồi ở ghế phó lái, mặt sợ đến nỗi trắng bệch, lá gan của hắn cũng không hơn mấy nữ sinh. Khi ô tô chạy được nửa đường, Trương Dương tự nhiên tắt máy, ở trên đường núi lái xe cũng cần có một kỹ thuật nhất định, Trương Dương đã liên tục thử nghiệm qua vài lần, nếu không tắt máy ô tô mà cứ phóng, ngược lại sẽ làm xe lao xuống sườn núi, Hồng Linh sợ đến nỗi kêu to, Trương Dương lập tức đổ lỗi chuyện này lên đầu nàng, con bé này chính là sao quả tạ, lần nào nhìn thấy là đều không may. Đầu Trần Quốc Vĩ đầy mồ hội lạnh, căng thẳng nói, Trương Dương, cậu đã đi làm bằng lái chưa? Còn chưa, vừa mới học được vài ngày. Gì, chưa có giấy phép lái xe à? Trong mắt Trần Quốc Vĩ thiếu chút nữa bắn ra. Trương Dương đắc ý cười nói, thế nào? Lái cũng được chứ, hắn lại vặn chìa khóa điện xình xịch vài tiếng. Lại một lần nữa không lên, Trương Dương có chút bực mình, vốn là muốn ở trước mặt tả hiểu tình biểu diễn một chút. Chuyện mở mày mở mắt đột nhiên lại biến thành mất mặt. Trương Dương thở dài nói, đành xuống đẩy thôi. Trần Quốc Vĩ mở cửa nhảy xuống xe, thò đầu nhìn xuống dưới vách núi cách đó không xa mà cảm thấy một trận chóng mắt. Cuống quyết xoay người lại. Ba cô gái ngồi ở phía sau cũng xuống xe, tả hiểu tình đi đến ghế lái mỉm cười nói, Trương Dương. Người xuống đẩy xe đi. Người biết lái xe sao? Trương Dương kinh ngạc hỏi. Tả hiểu tình lấy bằng lái xe của nàng ra, lấy bằng lái 4 năm rồi, lái cũng được, nhưng cũng đủ làm sư phụ của ngươi trương dương vui tươi hớn hở nhảy xuống ô tô vậy được ngươi lên đi ta xuống đẩy ngươi tả hiểu tình cảm giác trong lời nói của thằng nhãi này còn có một hàm nghĩa khác thoáng cái mặt đã nóng lên có chút oán trách chừng mắt nhìn trương dương miệng chó không mọc được nà voi trương dương biết tả hiểu tình đã hiểu ra sự mờ ám trong lời nói của mình dày mặt nói nếu không ngươi đẩy ta đi chết đi tả hiểu tình nhỏ giọng mắng một câu đỏ mặt chui vào điều khiển xe tuy rằng là bốn người nhưng đẩy xe vẫn là Trương Dương và Trần Quốc Vĩ, phải đẩy xe đi tới 50 mét tả hiểu tình mới có thể khởi động được ô tô, bọn họ lại một lần nữa lên xe, Trần Quốc Vĩ theo lý trí chọn ngồi ở phía sau, hắn đã từng xem qua tin tức, ở trong các sự cố tai nạn thì tỷ lệ sống sót khi ngồi ở ghế phó lái là thấp nhất, tốt nhất vẫn là nguy hiểm để cho người khác an toàn để cho mình. Trương Dương việc nhân đức không nhường ai liền đến vị trí phó lái ngồi xuống, kỹ thuật lái xe của tả hiểu tình hiển nhiên thành thạo hơn nhiều so với hắn, chỉ ít đi trên giường núi không để xe bị trượt giống như hắn, lái xe ở vùng núi, điểm này cực kỳ quan trọng. Trương Dương một bên chỉ đường một bên nghĩ về chuyện của Trần Tuyết, nếu đã đáp ứng cảnh tú cúc, phải làm cho được người ta đã nhờ, hắn giả bộ thờ ơ hỏi, Trần Tuyết, sao hôm nay em lại trở về, mẹ em đi xuống cơ sở kiểm tra công tác rồi. À, Trần Tuyết nghe thấy những lời này mà vẻ mặt vẫn lãnh đạm, dường như trên đời này không có chuyện gì có thể làm nàng nhiễu loạn tâm thần nếu không anh đưa em quay về thôn Thanh hà trương dương hỏi dò ánh mắt trần tuyết nhìn những dãy núi nhấp nhô lên xuống ở phía xa nhẹ giọng nói cũng được trương dương âm thầm mừng rỡ chỉ cần trần tuyết không vào trong xã coi như chuyện này đã giải quyết xong về phần nàng đi tới thôn thanh hà có nghe được tin tức về cảnh tú cúc hay không điều này không nằm trong phạm vi quản lý của hắn trên đời này không có bất cứ tin tức nào có thể bị chặn, muốn phong tỏa tất cả tin tức, quả thực là không thể làm được. Hồng Linh ở phía sau hiếu kỳ hỏi, Trương Dương, không phải cậu đã nói là muốn dẫn bọn mình đến múi thanh thai sao? Hai ngày này cuối cùng là như thế nào đây? Trương Dương cười nói, chúng ta cũng lên thôn Thanh Hà, từ chỗ đó đi lên núi, mình đã liên hệ qua với bí thư chi bộ ở đó, ông ấy sẽ tìm người đưa chúng ta lên núi. Hồng Linh và Trần Quốc Vĩ đồng thời gieo hò, sự mê hoặc của thiên nhiên đã làm biến mất sự sợ hãi trong lòng bọn họ. Hồng Linh có chút ước ao nói, "Trương Dương, xem ra cậu làm ở chỗ này cũng tốt, ngay cả xe ô tô cũng có." Trương Dương cười tủm tỉm nói, "Mượn đồn công an xã, mình còn chưa tới cấp bậc đó, nhưng nhanh thôi mà." Tả Hiểu Tình nhìn hắn một cái, thằng danh này cho tới bây giờ cũng không biết khiêm tốn là cái gì, một chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình ngay cả khoa viên cũng không phải, muốn được phân xe sao? chẳng phải là lừa trẻ con à, vừa đi được một đoạn, ở phái trước đột nhiên thay đổi, tả hiểu tình sợ hãi, cuống quyết giảm tốc độ đánh mạnh tay lái, lúc này mới miễn cưỡng rẽ được sang bên, Hồng Linh và Trần Quốc Vĩ nghiêng người ôm lấy nhau, sắc mặt hai người trở nên trắng bệch. Trương Dương cười nói, đường bàn sơn, đoạn đường nguy hiểm nhất trên núi Thanh Lương, tả hiểu tình, đừng mất tập trung nhé, cẩn thận lái xe, rơi xuống một cái chỉ sợ rằng kiếp sau chúng ta mới gặp lại tả hiểu tình cũng sợ đến nỗi hoa dung thất sắc, nàng cắn một ăn đào, đánh tay lái từ từ chạy đi, cũng may trên đường núi chỉ có một cái xe của bọn họ, lái cẩn thận cũng không xảy ra gai hiểm gì. Trương Dương lặng lẽ từ kính chiếu hậu nhìn Trần Tuyết một chút, phát hiện nàng lại cầm quyển sách tiếng Anh, hình như một màn kinh hồn bạt vía lúc này không có liên quan tới nàng, cái loại tâm tình gặp nguy không loạn kiểu này Trương Quan Nhân cũng phải bội phục. Lão bí thư chỉ bộ lưu chuyện khôi ở thôn Thanh Hà bởi vì chuyện của tổ công tác lần trước mà cực kỳ yêu thích Trương chủ nhiệm, cho nên khi Trương Dương nói với hắn là muốn đưa mấy người bạn lên núi Thanh Lương chơi, L chuyện khôi liền lập tức hoan nghênh, còn đặc biệt bảo con trai mình là lưu đại trụ thịt một con dê, chiêu đãi bữa trưa mấy khách nhân tôn quý của Trương chủ nhiệm. Xe lên tới Thanh Hà thôn, máy nhắn tin không có tín hiệu cũng là cho tả hiểu tình có một chút lo lắng, sợ cha mẹ tìm mình, trong lòng đồng thời cũng mọc lên một chút hưng phấn dị thường tựa như con chim nhỏ dẫy thoát khỏi lồng. Xe thùng trực tiếp chạy đến thôn ủy thì dừng lại, lưu chuyện khôi đang ngồi dưới gốc cây hòe chờ đợi thấy Trương Dương liền vui tươi hớn hở đến đón, tiểu trương chủ nhiệm, tôi chờ ngài đã nửa ngày rồi, sao giờ mới tới? Trương Dương nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ liền nói, trên đường xe bị hỏng, nếu không đã tới sớm. Hắn đưa Asima qua, lưu bí thư chi bộ, cầm nếm thử đi. Lưu chuyện khôi lập tức vui vẻ, tiểu trương chủ nhiệm, cậy làm vậy không được đâu. Trương Dương cười nói, Lưu Bí Thư Chi Bộ, ngài nghi là tôi biếu quả à, người ta mang đến cho tôi, ngài nếm thử đi, dù sao đi nữa tôi cũng không hút thuốc lá, được, sao vậy? Sợ một điếu thuốc lá của tôi ăn mọt nguyên tắc của ngài sao? Sợ cậu rồi, Lưu Chuyện Khôi lúc này mới cười tùm tìm nhận lấy điếu thuốc, trong lòng ấp áp tiểu trương chủ nhiệm thực sự là biết làm việc. Thấy Trần Tuyết là người ra khỏi xe cuối cùng, Lưu Chuyện Khôi không khỏi nao nao, Thực sự không rõ vì sao Trần Tuyết lại cùng Trương Dương đi đến nơi này. Trần Tuyết liền chào Lưu Chuyện Khôi, chào bác Lưu, sau đó lấy túi sách của nàng xuống xe chuẩn bị cáo từ. Lưu Chuyện Khôi nói, Trần Tuyết, ăn cơm trưa rồi hãy lên chỗ ông nội cháu. Tả hiểu tình cũng đi qua giữ lại, Trần Tuyết do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Chờ đến khi những người khác đi vào nhà, Lưu Chuyện Khôi nhỏ giọng hỏi Trương Dương, tiểu trương chủ nhiệm vì sao đứa nhỏ này lại không đến bệnh viện chăm sóc mẹ nó. Trương Dương hiểu rằng chuyện của cảnh tú cúc đã chuyển đến nơi này, hắn lặng lẽ căn dặn, đây chính là do cảnh chủ nhiệm nhờ tôi đưa nàng tới nơi này, chuyện kia trước hết hãy cứ giấy nàng, nếu không sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tập của nàng. Lưu chuyện khôi lúc này mới biết vì sao Trần Tuyết lại cùng hắn đi đến đây, thở dài nói, đứa nhỏ này thực đáng thương, cha chết sớm, mẹ lại như vậy. Người sống trên núi tuy rằng văn hóa có hơi lùn một chút, Thế nhưng chuyện trinh tiết với nữ nhân còn quan trọng hơn bất cứ chuyện gì, Cảnh Túc Quốc tuy rằng là chủ nhiệm văn phòng xã ủy, nhưng ở thôn Thanh Hà vẫn không biết có bao nhiêu người vẫn để ý đến nàng. Trương Dương Hiếu kỳ hỏi, ông nội Trần Tuyết sống ở đây sao? Ông nội của nó là một quái nhân, trước đây đi chiến tranh giải phóng, trong thời kỳ kháng Mỹ, sau đó làm giáo quan ở Học viện Quân sự Giang Hải, nhưng sau đó phạm sai lầm bị cách chức rồi trở về đây, dựng một căn nhà ở trên núi sau khi sửa lại án sai cho hắn, bảo hắn trở lại thành phố nhưng cũng không trở lại. sau khi con trai của hắn chết, tình tình lại càng trở nên kỳ quái. hiện giờ ở trên đỉnh thanh vân, trương dương liên tưởng đến tính tình lạnh lùng như băng của trần tuyết, có lẽ do nhận được di truyền từ ông nội. lưu chuyện khôi cười nói, chúng ta không nói nữa. chuyện của cảnh tú quốc, tôi sẽ không nói cho nó biết. tôi nghĩ người khác cũng sẽ không. dù sao người có thể nói chuyện được với nó cũng không nhiều bữa trưa rất phong phú, lần đầu lên núi nên cả đám tả hiểu tình đều cảm thấy rất mới mẻ. Lưu truyện khôi kiên chỉ giải thích với bọn họ, bởi vì mọi người đều là thanh niên, lưu truyện khôi cũng không nói đến chuyện uống rượu. Sau khi ăn bữa trưa, Trương Dương muốn dẫn mấy người tả hiểu tình lên núi chơi. Lưu truyện khôi hút một hơi thuốc, cây cối trên núi rậm rạp, giã thú thường hay lui tới, địa thế hiểm trở, đường núi khó đi, đi đến đó cũng không có gì đẹp. Trần Quốc Vĩ có chút kích động nháy mắt nói, chúng cháu muốn chính là cảm thụ thiên nhiên một cách nguyên nước nguyên vị, chẳng phải, Mao Chủ tịch đã nói, vô hạn phong cảnh ở trên núi cao hay sao? Lưu chuyện khôi nở nụ cười, Trần Quốc Vĩ và Trương Dương không kém cạnh gì lắm, thế nhưng cảnh giới chẳng biết kém bao nhiêu lần, trong lòng thầm than, người với người quả nhiên là có sự khác biệt, hắn châm thuốc rồi nói, muốn đi lên núi chơi cũng được, chờ đến sáng mai, tôi xử lý hết chuyện trong thôn rồi dẫn mọi người đi hồng linh tự đáy lòng không muốn để một lão bí thư dáng vẻ quê mùa này theo mình lên trên núi có một dã nhân ở bên cạnh cho dù phong cảnh có đẹp bao nhiêu thương thức cũng mất đi ý nghĩa nàng nhỏ giọng nói với tả hiểu tình bây giờ vẫn còn sớm chúng ta đi luôn tả hiểu tình nhìn trương dương một chút chờ hắn quyết định thực ra nàng cũng muốn đi lên núi lúc này dù sao ngày mai bọn họ đã phải trở về rồi thời gian rất ít trần tuyết từ đầu tới cuối vẫn không nói gì bỗng nhiên lên tiếng nếu không để cháu dẫn bọn họ đi, đỉnh Thanh Vân phong cảnh rất đẹp, là nơi đáng để đến chơi, buổi tối có thể ở nhà ông nội, sáng sớm ngày mai còn có thể đến đỉnh Thanh Vân ngắm mặt trời mọc. Hồng Linh và tả Hiểu tình đồng thanh hưởng ứng. Lưu chuyện khôi cười híp mắt nói, cũng được, Trần Tuyết đối với hoàn cảnh ở trên núi còn quen thuộc hơn ta, hơn nữa có một lão giả đi theo, mấy người thanh niên chơi sẽ mất vui. Hắn nhìn Hồng Linh bằng một cái nhìn đầy thâm ý, đôi mắt thâm thúy dương như có thể nhìn thấu tâm tư của Hồng Linh, Hồng Linh có chút trột dạ, thầm nghĩ, ánh mắt của ông già này sao lại thâm thúy đến thế, dường như có thể đọc được nội tâm của người ta. Trương Dương gửi xe thùng ở hội ủy thôn, chỉnh đốn lại một lúc, nhóm 5 người bọn họ từ con đường phía sau thôn Thanh Hà đi lên đỉnh Thanh Vân, thể lực của Trương Dương so với người bình thường còn tốt hơn rất nhiều, cho nên hắn chịu tải của hầu hết hành lý. Trên lưng là một cái túi rất lớn của tả hiểu tình, những thứ không thể đổ lên người khác đều đổ lên người hắn. Trần Tuyết đi tuốt ở đằng trước, nàng tuy rằng thoạt nhìn có vẻ nhỏ bé yếu ớt, thế nhưng với tất cả kinh nghiệm sống trên núi nàng đều hiểu rõ, bước chân của nàng mặc dù không rộng, thế nhưng tiết tấu lại rất đều, hơn nữa khí tức ổn trọng, đi được một đoạn xa cũng không có dừng lại nghỉ ngơi. Trương Dương âm thầm ngạc nhiên, nhìn lại tà hiểu tình ở bên cạnh, hơi thở trở nên gấp gáp, mặt cười trắng nón cũng đã đỏ ửng cả lên, trên cái mũi xinh đẹp đáng yếu cũng có thêm một vài giọt mồ hôi nho nhỏ. Hai người Hồng Linh và Trần Quốc Vĩ cũng đã rớt lại ở phía sau. Trương Dương mở miệng nói, Trần Tuyết, nghỉ ngơi một chút đã rồi đi tiếp. Trần Tuyết chỉ về phía trước, có một khối đá xanh chặn giữa núi và con đường nhỏ, tảng đá xanh này vuông vức, độ cao trên dưới 10 mét. Trần Tuyết nói, tảng đá này gọi là cương chính thạch chính trực, vuông vức, truyền thuyết kể rằng đây là nghiên mực của sao văn khúc từ trên trời hạ xuống tạo thành. Tả hiểu tình móc máy ảnh ra chụp lại tảng đá này. Trần Tuyết lại giới thiệu, 7 năm trước đây khi cố tỉnh trưởng đến núi Thanh Thai Du Ngoạn, cũng đặc biệt noi theo tảng đá này, nói người có chức vị cũng phải vuông vức như tảng đá này, tuyệt đối không thể để thói đời đưa đẩy, từ lúc đó trở đi phương chính thạch mới được nổi danh. Trương Dương nghe thế mới biết tảng đá này còn có một lai lịch như vậy, nhất thời có hứng thú, đi tới trước tảng đá này tạo một tư thế rất phong cách, để cho tả hiểu tình chụp ảnh, tả hiểu tình rất dễ dàng đã đoán được thằng ôn này có tâm sự, hắn muốn học tác phong của tỉnh trường trước đây. Trần Quốc Vĩ cùng Hồng Linh cũng đã thấy có chút mệt liền đặt đít ngồi xuống hai tảng đá lớn, vừa thở gấp vừa hô to, ngồi nghỉ ngơi uống miếng nước đã chứ. Tiếng suối chảy róc rách càng lúc càng rõ ràng, nhìn cẩn thận một chút liền phát hiện phía trước không xa thực sự là có một dòng suối nhỏ đang lặng lẽ chảy qua những khe đá, bên trên dòng suối ngoằn ngoèo trôi nổi rất nhiều những bông hoa trắng muốt, từng đợt hương thơm ngát thoang thoảng trong gió. Thấy cảnh đẹp như vậy, tả hiểu tình liền lấy máy ảnh ra chụp. Hồng Linh cùng Trần Quốc Vĩ đã nhanh nhẹn chọn một tảng đá bên dòng suối ngồi xuống. Hồng Linh vẫy tay gọi tả hiểu tình, giọng có chút bẽn lẽn nói, hiểu tình, chụp giúp chúng ta một kiểu đi. Thấy tả hiểu tình chụp hình cho hai người kia, Trương Dương bên cạnh cũng mở lời chiêu đùa, phong cảnh cũng không tệ, tiếc rằng hai người kia chỉ làm hỏng mất cảnh đẹp mà thôi. Không bằng hai ta chụp chung một kiểu, như là thiên nhân hợp nhất gì gì ấy. Để bọn họ nhìn đến lác mắt luôn. Tả hiểu tình cười nói, người như người thì càng làm hỏng cảnh đẹp hơn mà thôi. Thiên nhân hợp nhất ư, ống kính máy ảnh của nàng liền chuyển đến một chỗ khác. Trương Dương cũng theo ánh mắt của nàng nhìn lại, hóa ra là Trần Tuyết đang ngồi trồm hỗn bên cạnh dòng suối nhỏ. Nàng đang nghịch đám hoa trắng trong tay, từng cánh hoa trắng muốt từ kẽ tay nàng bị gió thổi bay xuống dòng suối. Đôi mặt đẹp lạnh lùng cũng toát ra nỗi ưu tư nhàn nhạt, nhạt, tạo cho người khác cảm giác được nàng ta như đang hòa mình vào cái sơn cốc trống vắng này. Tả hiểu tình nhanh nhẹn bấm máy chụp ảnh, rồi đắc ý liếc mắt nhìn Trương Dương bên cạnh, thấy không? Như thế mới gọi là người cùng thiên nhiên hợp nhất một hài hòa. Sao ta cứ thấy ngươi lại giống mấy người thích chụp ảnh trộm vậy nhỉ? Cẩn thận ta tố giác ngươi xâm phạm quyền chân dung đó nha. Tả hiểu tình nhịn không được cũng nở nụ cười duyên. Hồng Linh đi tới đưa cho Trương Dương cùng tả hiểu tình mỗi người một chai nước khoáng. Tả hiểu tình liền tới chỗ Trần Tuyết đưa chai nước cho nàng, Trần Tuyết nhẹ giọng nói, nước suối nước thanh hà tốt lắm, đều là khúc thanh tuyển cả, người uống thử xem. Tả hiểu tình cũng học theo nàng ta, hai tay trụng lại vốc một chút nước suối đưa lên miệng uống, liền cảm thấy vị mát lạnh lại ngọt ngọt nữa. Tả hiểu tình vui mừng nói, thật không ngờ nước suối lại ngon thật. Xem ra chai nước khoáng này còn thua xa đó. Trần Tuyết hé ra một nụ cười yếu ớt, nơi đây cách xa trốn phố phường ẩm ý. Một cây một cỏ, một núi một nước, sẽ không giống như những nơi nhiễm bẩn trần tục kia. Hoang sơ mộc mạc mới là hương vị thuần khiết nhất. Tả hiểu tình cũng không ngờ, Trần Tuyết tuổi còn nhỏ mà lại có thể nói ra được những lời sâu sắc như vậy, trong lòng không khỏi có chút lấy làm kỳ quái. Trần Tuyết với Hồng Linh cũng bằng tuổi nhau, thế nhưng lời nói cùng cử chỉ lại cực kỳ thành thục cùng bình tĩnh, còn Hồng Linh mới đúng là tiểu cô nương đáng yêu nhí nhảnh. Tả hiểu tình cũng cảm nhận thấy, Hồng Linh là một tiểu thư được sống trong mái ấm gia đình, còn Trần Tuyết kia thì lại như một đóa hoa rừng sinh trưởng trốn thâm sơn cùng cốc. Hoàn cảnh bất đồng sẽ tạo nên tính cách bất đồng. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, bọn họ lại tiếp tục trèo lên Thanh Vân Phong. Trên núi mặc dù có đường, thế nhưng lại cực kỳ chật hẹp và khó đi, càng lên cao đường núi lại càng gồ ghề hiểm trở khó đi hơn. Rất nhiều chỗ Trương Dương phải leo lên trước, sau đó mới kéo tay từng người một lên, nhưng chỉ có mình Trần Tuyết là không cần hắn giúp đỡ, vẫn đang nhẹ nhàng đi trước một quãng xa mọi người đều có thể thấy được vẻ quật cường mạnh mẽ của nàng ta đều là những tiểu cô nương thế nhưng thể lực của tả hiểu tình với hồng linh coi bộ còn lâu mới bằng được nàng ta hồng linh cùng trần quốc vĩ bị bỏ lại đằng sau cùng hai người đang vừa chống gậy vừa nặng nề khó nhọc bước lên từng bước một trong lòng hai người cũng đều thấy hối hận sớm biết là khổ cực như vậy cũng sẽ không đáp ứng đi cùng tả hiểu tình làm gì cho mệt xác thực ra tả hiểu tình cũng thấy khá mệt cũng bởi vì có Trương Dương bên cạnh luôn tận tình giúp đỡ nên mới thấy nhẹ nhõm hơn hai người kia. Nàng đưa ống tay áo quệt đám mồ hôi trên trán đi, quay lại cười nói, mệt quá đi. Lần trước đi Hoàng Sơn cũng đâu có mệt như vậy. Trần Tuyết phía trước nói vọng lại, loại đường núi như vậy không giống như mấy nơi có bậc thang, đi đường núi cũng có bí quyết riêng, muốn học thì phải gắng sức lên chứ. Trần Tuyết đã đi tuốt lên tận sườn núi, quay đầu lại thì thấy Trương Dương cùng Tả Hiểu Tình cách mình đại khái khoảng năm thước nữa. Còn hai người Trần Quốc Vĩ với Hồng Linh thì còn cách một đoạn dài tớn tận hơn 20 thước nữa. Đứng một hồi lâu đợi mọi người tập trung lại, Trần Tuyết mới chỉ vào một căn nhà đá lấp ló trong rừng cây đằng trước, thấp giọng nói chỗ đó là nhà của ông nội ta ở. Hồng Linh nhìn lại căn nhà đá màu trắng xa tiết đằng kia, từ xa trông nhỏ tí như một bao diêm, nàng liền hít một ngụm lãnh khí, giọng huệ hoài nói còn xa như vậy nữa cơ à? Thực sự là ta đi không nổi nữa rồi trần tuyết như chẳng thèm để ý tới cứ thế phăng phăng đi tới căn nhà nhỏ đằng trước tả hiểu tình vỗ vỗ vai hồng linh vẻ mặt như đồng tình nói nghe nói trên núi có nhiều chó sói lắm đó lúc trời tối là chúng sẽ ra ngoài đi săn hồng linh sợ đến nhảy dựng lên hét lớn một tiếng trần quốc vĩ cũng nhân cơ hội này thể hiện trí khí nam nhi của mình vung cái cây gậy gỗ ngắn trong tay lên dõng sạc nói người yên tâm có ta ở đây thì bao nhiêu chó sói cũng bị ta hạ tất Nói thì nói vậy chứ hắn cũng chẳng dám đi ở đằng cuối hàng như lúc nãy nữa, dùng hết tàn lực còn lại cấp tốc đuổi theo Trần Tuyết đến ngôi nhà nhỏ xa xa kia. Mất hơn 2 giờ đồng hồ gian khổ bôn ba trèo đèo lội suối, năm người bọn họ cuối cùng cũng tới được căn nhà đá nhỏ. Đương nhiên hai từ gian khổ này chỉ dành cho ba người tả hiểu tình, Hồng Linh cùng Trần Quốc Vĩ, chứ Trương Dương cùng Trần Tuyết thì vẻ mặt vẫn cứ như bình thường, cứ như chuyện còn con đó chẳng đáng là gì cả. Con đường nhỏ dẫn tới căn nhà đá kia cũng là bằng đá, sân nhà cũng được lát hoàn toàn bằng đá nhỏ. Cây phong lớn giữa sân cùng ánh nắng buổi chiều vàng óng bao phủ khắp vùng núi này càng làm tăng thêm vẻ cô đơn nhỏ bé của căn nhà đá giữa trốn rừng núi này. Dưới tàng cây phong có một chiếc bàn đá, bên trên mặt bàn có một tờ giấy tuyên thành, trên có đề một bài thơ, giảo định thanh sơn bất phóng túng. Lập căn nguyên tại phá nham trung, thiên ma vạn luyện nhưng kiên kính, nhâm nhĩ đông nam tây bắc phong, thư pháp như rồng bay phượng múa, nét chữ mạnh mẽ cứng cáp. Trương Dương từ kiếp trước cũng đã có chút vốn liếng về thư pháp, liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra ngay hàng hiếm khó gặp, không khỏi tấm tắc khen ngợi, văn hay, chữ đẹp. Tả hiểu tình cũng là dòng dõi nhà nho chính thống, đối với thư pháp cũng có chút nghiên cứu nhất định, thấy bài thơ hay này cũng khen ngợi không ngớt. Hồng Linh cùng Trần Quốc Vĩ thì đang ngồi dựa lưng vào cửa căn nhà đá, mồm mũi tranh nhau thở, Căn bản là không còn sức để thưởng thức cái gì văn hay, cái gì chữ đẹp cả. Trương Dương cũng nhìn ngó xung quanh một chút, thì nghe thấy một tiếng ai đó vui mừng gọi to, Tuyết Nhi, ngươi về rồi đấy hả? À? Một người cao lớn khôi ngô xuất hiện ở ngoài sân, người này chính là ông nội của Trần Tuyết tên Trần Sùng Sơn. Hắn năm nay cũng đã 60 tuổi, nhưng trông vẫn còn tráng kiện như thanh niên, giọng nói vẫn to rõ ràng lắm. Tóc hắn cũng đã bạc trắng cả, bên ngoài mặc mỗi chiếc áo bó màu đen, trong tay vẫn còn cầm mấy con chim nhạn, đều là hắn dùng súng hơi săn được trong rừng, theo sau hắn còn một con chó đen to nữa. Thấy Trần Tuyết nó liền hứng khởi vẫy đuôi chạy tới chỗ nàng, Trần Tuyết ngồi xổm xuống dịu dàng vuốt ve đám lông dày của nó. Cuối cùng thì nụ cười như đóa bạch liên hoa phá vỡ lớp băng tuyết ngàn năm nở rộ trên môi người đẹp Trần Tuyết. Trần Sùng Sơn không nghĩ tới cháu gái dẫn nhiều người như vậy tới thăm cái căn nhà nhỏ của hắn nhưng mà hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì là quá kinh ngạc cả, vẫn cứ bình tĩnh như thường. Hình như Trần Tuyết là được thừa hưởng cái tính bình tĩnh đến lạ thường này từ người ông thì phải. Trần Tuyết vui mừng kêu một tiếng ông nội rồi chạy tới cầm hộ mấy con chim cho Trần Sùng Sơn, lúc này mới quay ra giới thiệu, bọn họ đều là bạn của cháu, đều là muốn lên núi dạo chơi ngắm cảnh, thế nên cháu mới dẫn họ tới đây chơi. Trương Dương mỉm cười đi tới, chủ động vươn tay ra làm quen, ông Trần, cháu là Trương Dương là chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn từ này. Ồ, Trần Sùng Sơn hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, biểu tình trên mặt cũng không rõ là đang vui hay giận, nhưng hắn cũng không có đưa tay ra bắt tay với Trương Dương. Trương Dương cũng ngượng ngùng thu tay về, nhưng mà hắn cũng không có chút tức giận nào. Thứ nhất là vì Trần Sùng Sơn tuổi tác cũng đã khá cao. Thứ hai, Trương Dương cũng đã được thưởng thức qua thư pháp tuyệt vời của Trần Sùng Sơn hắn, trong lòng cũng thấy ái tài. Hơn hết, trương đại quan nhân hiểu rõ phàm là những người có bản lĩnh thì tính tình thường hơi khác người một chút văn thơ của hắn chắc tuyệt như vậy lại ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc này thực cũng có chút giống như những ẩn sĩ thời đại tùy triều có tài nhưng không gặp thời thực sự là đại tài đối với những người có tài năng chân chính như trương đại quan nhân đây chẳng hạn hay như trần sùng sơn thì tu vi hàm dưỡng nhẫn nại cũng đều rất cao trương dương vẫn cứ như thường tươi cười nói, thư pháp của Trần lão tiên sinh thực sự là tuyệt hảo, như rồng bay phượng múa, nét bút lại sắc sảo, cứng rắn. Trần Sùng Sơn cũng không khỏi liếc mắt nhìn lại Trương Dương một cái, người cũng hiểu được thư pháp. Những lời tán tụng lúc nãy của Trương Dương thực cũng làm hắn thấy có chút hứng thú. Trương Dương cũng khiêm tốn cười nói, chỉ là biết sơ lược mà thôi. Trần Sùng Sơn cũng nheo mắt lại, hắn cũng rất tự tin vào thư pháp của mình. Hắn từ lúc thời niên thiếu thư pháp cũng đã hơn rất nhiều người rồi, đến lúc trung niên thì thư pháp lại càng tiến bộ vượt bậc, ẩn ẩn có chút phong thái cao siêu. Nhưng vì đời người ba chìm bảy nổi, hắn cũng gặp nhiều biến cố lớn làm thay đổi cả cuộc đời một con người, lúc đó hắn mới quyết định ẩn cư nơi vùng núi non dân dã này. Thả hồn mình hòa nhập vào vùi núi non nơi đây, tâm tình gửi gắm vào dòng suối chảy từ trên núi cao, điều đó cũng ảnh hưởng lớn tới thư pháp của hắn, càng ngày càng hoàn thiện hơn. Đến tận bây giờ thì thư pháp hắn đã có phong cách độc đáo riêng. Chân chính hiểu được thư pháp của một người thì là cực kỳ khó, nhưng chỉ cần hiểu được chút ít thì cũng là hiếm gặp rồi, vậy mà tiểu tử này dám tự xưng là biết sơ lược. Hoặc là trình độ thư pháp hắn bất phàm, hay chỉ là trẻ con nói sằng bậy. Dù sao Trần Sùng Sơn cũng rất si mê thư pháp, bất kể như thế nào thì hắn cũng phải hỏi được cho rõ ràng. Trần Sùng Sơn thấp giọng hỏi, "Vậy ngươi thử bình phẩm mấy chữ này cho ta xem." Trần Tuyết trong lòng thầm than, vị trương đại ca này thực có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn rồi, với thư pháp của ông nội, hắn có thể bình luận được sao? Trương đại quan nhân cũng chẳng hề tỏ ra chút khó khăn nào, thong dong cười nói, nếu Trần Lão Tiên sinh muốn ta bình luận đôi chút, như vậy đi, ta sẽ lớn mật nói hai câu vậy. Đúng sai thế nào mong ngài bỏ quá cho. Trương đại quan nhân cảm giác như được quay lại những khoảnh khắc đàm đạo cùng đám thi sĩ đại tùy triều, bởi vậy mà lời lẽ, điệu bộ, khí khái cũng mang một phong cách cổ xưa. Đám người tả hiểu tình, Hồng Linh, cùng Trần Quốc Vĩ thấy cái điệu bộ ra vẻ nho nhã kia của Trương Dương, đều cười thầm trong bụng, không biết tiểu tử Trương Dương này làm sao mà lừa được người trong nghề như Trần Lão Tiên sinh đây. Trương Dương lại bước tới bên bàn đá dưới tán cây phong, nhìn kỹ lại bài thơ một chút, lúc này mới thấp giọng nói, vừa nhìn góc độ của chữ, tôi cho rằng Lão Tiên sinh trước đây chịu ảnh hưởng của Vương Hữu Quân, thế nhưng nhìn kỹ mới biết, Phong cách trước đó nữa của lão tiên sinh không phải là của Vương Hữu Quân, mà hẳn là tiền bối Trương Bá Anh, toàn bộ bài thơ mang theo sự kỳ diệu, mỗi một chữ, một bút mà thành, ngẫu nhiên mà không gò bó, huyết mạch không ngừng, cực kỳ liền mạch, khí mạch không có sự ngăn trở. Lúc những lời này từ miệng Trương Dương thoát ra, mọi người tại đây đều giật mình kinh sợ, vẻ mặt lạnh lùng cùng cao ngạo từ lúc đầu tới giờ của Trần Sùng Sơn cũng biến mất, ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn Trương Dương hắn tuy rằng đã ẩn cư trốn thâm sơn cùng cốc xa lánh trần tục, nhưng tuyệt nhiên như vậy chứng tỏ hắn đã dứt bỏ được thất tình lục dục của con người. Sau cái chết của con trai, hắn liền đến đây ở ẩn tránh xa sự đời, tâm trí dồn hết vào thư pháp, chỉ là với tu vi thư pháp của mình, hắn cũng không được rõ ràng là đã tiến bộ đến độ nào rồi. Trương Dương một lời đã nói rõ ràng hết cả, làm hắn có cảm giác như được gặp tri âm. Hắn vui mừng không phải vì được Trương Dương nịnh hót, mà căn bản những điều Trương Dương nói cũng là cảnh giới hắn muốn đạt tới. Trương Dương lại nói tiếp, trong lòng Trần Lão Tiên sinh dường như còn một chút ý vị thương nhớ, ẩn cư trốn thâm sơn cùng cốc này cũng chính là muốn ép buộc mình quên đi trốn trần tục phân tranh phức tạp. Nhưng dù thế nào cũng không thể hoàn toàn rũ bỏ được tập niệm, thư pháp cũng chính là biểu thị nỗi lòng con người, bởi vậy mới nói trong lòng Lão Tiên sinh còn một chút gì đó miễn cưỡng không dứt bỏ được. Tuy rằng nét bút đã đạt trình độ lô hỏa thuần thanh gần như không gì khiếm khuyết, nhưng ý vị trong bài thơ lại thiếu mất một chút vui vẻ hào sảng, thực là họa long khuyết điểm nhãn. Trần Sùng Sơn nghe Trương Dương nói xong cũng không kiềm lòng được gật đầu liên tục, cười to nói, hảo. Hảo, Tuyết Nhi à, nhanh đi làm cơm đi, ta còn muốn đàm đạo tiếp với Tiểu Trương. Vở kịch vui trước trong mắt mấy người kia lại biến hóa quá bất ngờ, khiến cả đám trợn mắt há mồm đứng ngẩn người nửa ngày trời vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Không ngờ vị Tiểu Trương chủ nhiệm này thực sự là lợi hại quá đi kỳ thực đây cũng là bản lĩnh thực sự của trương đại quan nhân hắn cũng bởi lẽ kiếp trước ở đại tùy triều hắn cũng đặc biệt thích thư pháp của trương bá anh cũng bỏ ra không ít tiền để có được những tuyệt phẩm của trương bá anh về nghiên cứu bởi vậy mà hắn có thể nhận ra được lối thư pháp của trần lão tiên sinh đây là học tập của trương bá anh nhưng mà trương dương có thể nhận ra được trần sùng sơn này cảm nhận thư pháp của trương bá anh cũng chưa được sâu cho lắm bởi lẽ những tuyệt tác của trương bá anh lưu truyền lại tới thời đại này cũng chỉ có mỗi một bức tám tháng thiếp mà thôi trương dương thấy trần sùng cường thích trí như vậy cũng không khỏi có ý định rèn sắt khi còn nóng nịnh hót tầng bốc hắn tiếp thơ lão tiên sinh cũng cực kỳ hay giảo định thanh sơn bất phóng tùng lập căn nguyên tại phá nham trung thiên ma vạn luyện nhưng kiên kính Nhâm nhĩ đông nam tây bắc phong cũng là miêu ta khí phách cứng rắn của người làm thơ lão tiên sinh tài cao thực là tài cao a Trương Đại Quan nhân chỉ lo vuốt ngông ngựa, nào có để ý thấy Tả Hiểu Tình bên cạnh đang liều mạng nháy mắt ra hiệu cho hắn, hắn làm sao có thể biết được bài thơ trên là của Trịnh Bản Kiều viết? Bởi lẽ lúc Trương Đại Quan nhân hắn còn sống thời đại tùy triều thì Trịnh Bản Kiều còn chưa có sinh ra trên đời, thì làm sao mà hắn biết bài thơ đó là của ai? Hồng Linh cùng Trần Quốc Vĩ không nhịn được nở nụ cười, Trần Tuyết cũng lộ ra một điệu cười nhẹ hiếm có. Trương Đại Quan nhân hắn đến giờ vẫn chưa biết là mình vừa lỡ mồm Chó chút khó hiểu nhìn Trần Sùng Sơn. Trần Sùng Sơn vẻ mặt cũng khó chịu tới cực điểm, trong bụng thầm mắng tiểu tử này không phải đang nói móc ta đấy chứ. Có người nào là lại không biết đến trịnh bản kiều chứ. Ta không tin, đánh chết cũng không tin người không biết tí gì về trịnh bản kiều được. Trần Sùng Sơn nghiêm mặt nói, người bình luận chữ ta cặn kẽ như vậy, có lẽ trình độ thư pháp cũng không đến nỗi nào. Không bằng người viết vài chữ để lão già ta đây được mở rộng tầm mắt. Trương Dương mất cả nửa ngày bình phẩm thư pháp của hắn, cũng làm tính hiếu thắng của hắn trỗi dậy. Hắn thực sự muốn xem xem tiểu tử này có đúng hay không có bản lãnh thực sự, mà có thể hiểu rõ được tường tận thư pháp của mình như vậy. Trương Dương khiêm tốn nói, Trần Lão tiên sinh thực biết nói đùa, ta làm sao dám múa dìu qua mắt thợ được. Trần Sùng Sơn sảng khoái cười lớn, chỉ là luận bàn, tuyệt không phải vì hơn thua. Trương Dương cũng thấy không thể khước từ được nữa, hơn nữa trước mặt mấy người đẹp kia, hắn thực sự cũng muốn khoe khoang một chút. Làm cái điệu bộ như đang suy nghĩ một lúc, rồi mới chậm rãi gật đầu đồng ý. Trần Tuyết vào trong phòng, lấy ra giấy cùng bút mực, sắp xếp cẩn thận ngay ngắn trên bàn. Trương đại quan nhân tiêu sái bước tới, nhẹ nhàng nâng bút lông lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trần Sùng Sơn cũng tỏ vẻ tán thưởng, muốn viết một tác phẩm thư pháp hay thì điều đầu tiên phải tâm tịnh khí hòa, loại bỏ hết tạp niệm trong đầu, nhà thơ phải hòa mình vào với thiên nhiên thanh niên trẻ tuổi này có thể làm được như vậy thực cũng là hiếm gặp. Chỉ có Hồng Linh cùng Trần Quốc Vĩ là xem ra thằng nhãi này đang giả bộ thanh cao mà thôi. Trần Tuyết nhìn Trương Dương lúc này lại cảm thấy như hắn càng lúc càng thâm sâu khó dò, khác hẳn với biểu hiện lúc hắn cứu mình ở quán karaoke ái thần lần đó. Chỉ có mình tả hiểu tình đứng bên cạnh lại cảm thấy lo lắng cho Trương Dương, chẳng hiểu vì sao nàng lại cứ lo lắng đến sự vinh nhục của Trương Dương. Trong đám người đang chăm chú nhìn Trương Dương lúc này, hiển nhiên nàng là người khẩn trương cùng bất an nhất trương dương rốt cục cũng chậm rãi mở hai mắt liền lúc đó tay hắn cũng thăn thoát viết một vài thơ cổ trên tờ giấy tuyên thành trên bàn quan quân lâm hãn hải trần bình dực đại phong vân hoành hồ lạc trận khí bão long thành hồng hoành hành vạn lý ngoại hồ vận bách niên cùng binh tẩm tinh mang lạc chiến giải nguyệt luân không nghiêm điêu tức dạ đấu tân giác bãi minh cung bắc phong tê sóc mã hồ sương thiết tắc hồng hưu minh đại đạo, u hoang viết dụng đồng, phương tựu trường an đề, lai yết kiến trương cung. Trần Sùng Sơn dường như cảm nhận thấy, lúc Trương Dương hạ bút xuống thì không khí xung quanh đây cũng thay đổi dần theo từng nét bút của hắn vậy. Vận dụng ngòi bút một cách nhẹ nhàng uyển chuyển mà tinh tế, đã biết trước được trình độ thư pháp tiểu tử trước mắt này không hề đơn giản, nhưng thật không ngờ lại thần kỳ đến như vậy. Lúc cẩn thận nhìn lại, thì những nét chữ trên giấy như loan phiêu phượng bạc, rồng bay phượng múa cách hành văn liền mạch lưu loát trôi chảy như dòng sông Trường Giang kéo dài mãi không dứt. Mặc dù lực bút so với mình thì còn hơi thiếu một chút điều luyện, nhưng so về ý vị thì tiểu tử này lại hơn hắn mình một bậc về sự thanh thoát nhẹ nhàng vui vẻ. Hồng Linh cùng Trần Quốc Vĩ thì kiến thức thư pháp cũng chỉ nửa vời, nhưng cũng phải chấn động trước một màn kinh diêm địa nghĩa này của Trương Dương. Trần Tuyết thì lại càng sợ hãi tới cực điểm, nàng thực không ngờ Trương Dương này, hắn lại. Tả hiểu tình thì ngược lại, mặt cười dạng ngời như hoa, cũng bởi vì nàng từng chứng kiến bao phen trương đại quan nhân chỗ phát thần uy nên lần này cũng không lấy làm kỳ quái cho lắm. Biểu hiện thần kỳ của Trương Dương như vậy lại làm tâm hồn thiếu nữ trong lòng nàng sao động hơn, dường như vinh quang của nam nhân kia cũng chính là vinh quang của mình, hắn vui vẻ, nàng cũng thấy vui theo. Lúc Trương Dương dừng bút, tả hiểu tình cùng Trần Tuyết tự phụ cũng am hiểu thư pháp, nhưng cũng không nhận ra bài thơ này là của người nào cả. Trần Sùng Sơn vui mừng hô to, chữ đẹp, anh bạn nhỏ, chữ người cũng đẹp quá đi. Trương Dương lại khiêm tốn cười nói, tài nghệ còn kém Trần Lão tiên sinh nhiều, thực là khiến người phải chê cười rồi. Những lời này cũng là thật lòng hắn, hắn vẫn xem Trần Lão như một vị trưởng bối của mình. Trần Sùng Sơn cười nói, một bức thư pháp tuyệt tác, chỉ có bút lực thì hẳn là chưa đủ. Cũng bởi lẽ đó mà Vương Hiếu quân vẩy mực suốt đời, cũng chỉ có một bức, Lan Đình Tự, là siêu quần suốt chúng. Đúng như lời anh bạn nhỏ nói khi nãy, chỉ có khi nào ý vị hòa quyện một cách hài hòa cùng thư pháp thì lúc đó mới tạo ra được cực phẩm." Trương Dương cười nói, cái tác phẩm mèo quèn này của ta, sao dám xưng là tác phẩm chân quý được, thực là làm trò cười cho những thi sĩ nổi tiếng rồi." Trần Tuyết lúc này mới mở miệng nói, tuy không được coi là cực phẩm thì cũng là tuyệt tác rồi." Tả Hiểu Tình cũng gật đầu nói, hai phong cách chữ nhìn qua thì như giống nhau nhưng lúc cẩn thận xem xét lại thì thực sự có sự khác nhau rất lớn. Nét chữ của lão tiên sinh thì cứng cáp mạnh mẽ, thuộc phong cách cổ xưa. Còn chữ của Trương Dương thì lại nhẹ nhàng uyển chuyển, mềm mại như dòng suối từ trong núi, liền mạch lưu loát chảy mãi không dừng. Trần Tuyết cười nói, chị hiểu tình nhận xét như vậy thì đúng là hai người có sự khác nhau rất lớn đó. Trần Sùng Sơn cũng gật đầu đồng ý, thấp giọng khen, thực sự là hậu sinh khả úy lão già ngốc ta đây ở trong núi lâu quá rồi cũng không có biết bên ngoài lại xảy ra biến hóa lớn đến nhường này trần tuyết ngờ vực hỏi bài thơ này xuất xứ như thế nào vậy sao cháu chưa có được thấy qua vậy trương dương mỉm cười nhìn trần sùng sơn trần sùng sơn hiển nhiên hiểu được là tiểu tử trương dương này muốn thử lại mình hắn cười lớn nói bài thơ này thực cũng ít người biết người viết thơ là một gã đại gian thần các ngươi không biết là chuyện bình thường thôi hắn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, bài thơ, xuất tắc, này do người có tên là Dương Tố ở thời Đại Tùy Triều viết, chúng ta hầu hết là biết đến thơ văn đường tống, còn Đại Tùy Triều này thì theo như sử sách ghi chép lại là một vương triều đoàn mệnh. Bởi vì không được kéo dài lâu nên văn thơ của Đại Tùy Triều cũng không ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn thơ đất nước ta như thời Đại Đường Tống. Tuy Dương Tố này là một vị gian thần hại nước hại dân, nhưng hắn cũng là một người có tài thực sự, Đồng thời hắn cũng là một đại danh tướng thời đó, công lao hiển hách cực lớn. Thân là võ tướng lại có thể viết được những bài thơ bất hủ như thế này, thực cũng là một người văn võ song toàn hiếm có. Trương Dương lúc này mới được tận mắt chứng kiến sở học thông thái của Trần Sùng Sơn. Không biết một người tài cao học rộng như hắn, sao lại chọn ẩn cư trốn thâm sơn cùng cốc này nhỉ? Thời gian còn lại, Trần Sùng Sơn nhận nhiệm vụ xuống bếp làm cơm còn Trần Tuyết thì dẫn mấy người bọn họ đi dạo chơi ở rừng trúc đằng sau căn nhà đá. Bọn họ dù sao cũng là thanh niên sức khỏe sung mãn, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là lại phục hồi hoàn toàn thể lực, ai nấy đều hứng khởi tới rừng trúc dạo chơi. Trương Dương tuy rằng tới công tác tại xã Hát Sơn Tử này một đoạn thời gian cũng khá dài, thế nhưng cũng chưa lần này thực sự là đi ngắm cảnh non nước núi thanh thai cả. Hắn cũng say sưa ngắm cảnh núi non trùng điệp, rừng cây bát ngát xa tận tầm mắt, phong cảnh thực là đẹp, khí hậu lại trong lành tươi mát, thảo nào Trần Lão lại có thể sống được cái nơi cô tịch này vài chục năm mà không thấy chán. Tả hiểu tình chỉ tới một chỗ đằng trước không xa, hào hứng nói, nơi đó hình như có nhà ở. Trần Tuyết nhìn lại đó rồi nói, chỗ đó cũng có một căn nhà bằng đá, trước kia là hang ổ của đám sơn tạc ở núi Thanh Thai này. Mấy người đều thấy có chút hứng thú, kêu Trần Tuyết dẫn tới hang ổ sơn tạc xem cho biết. Đến lúc tới nơi thì nơi đây chỉ còn một đống hoang tàn, tường thì đổ nát bong chóc hết cả, rêu xanh mọc khắp nơi, thực sự nhìn không có ra đây là chỗ có người ở. Trần Tuyết lại cười nói, nếu nói là cảnh đẹp nhất thì chỉ có cảnh mặt trời mọc trên thanh vân phong. Mấy người muốn nhìn, vậy sáng mai ta lại dẫn tới đó ngắm cảnh mặt trời mọc. Tả hiểu tình là người đầu tiên hứng khởi giơ tay lên, đối với cảnh đẹp thiên nhiên thì nàng ta lại yêu thích tới cuồng nhiệt. Chỉ có Hồng Linh cùng Trần Quốc Vĩ nhìn lại cái đỉnh núi xa tiết đằng kia, tự nhủ, không biết sáng mai còn sức mà bò lên được tận đó không nữa mà ngắm với chẳng nhìn. Sau bữa cơm tối, Trần Sùng Sơn nhóm một đống lửa to giữa sân, bọn họ ngồi vây quanh đống lửa trại ngồi uống trà với cười đùa nói chuyện phiếm với nhau. Kiến thức của Trần Sùng Sơn cực kỳ uyên bác, lịch sử lâu đời của núi Thanh Thai hắn đều đọc lầu lầu được, tả hiểu tình cũng nhiệt tình lắng nghe, chỉ có Hồng Linh là ngắp ngắn ngáp dài mãi không thôi. Trần Sùng Sơn thấy bộ dạng ngái ngủ của tiểu cô nương Hồng Linh kia, nhịn không được cười lớn nói các ngươi cũng đi ngủ sớm đi sáng sớm mai tuyết nhi còn dẫn mấy người các ngươi ngắm cảnh mặt trời mọc trên thanh vân phong nữa chứ căn nhà đá của trần sùng sơn có hai gian gian trong thì nhường cho ba cô gái ngủ còn gian ngoài thì mấy người nam nhân bọn họ ngủ tạm lúc sắp xếp ổn thỏa xong mọi người đang chuẩn bị ngủ thì bỗng nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng chó sủa ầm ĩ trần sùng sơn cũng sững người sau đó liền mặc thêm cái áo khoác lấy khẩu súng săn hai nòng trên tường xuống nhỏ giọng nói mấy người các ngươi cứ ngủ trước đi ta ra ngoài xem thử một chút trần tuyết có chút lo lắng thấp giọng gọi hắn lại ông nội trương dương cũng đứng dậy nói ta đi cùng với ông nhiều người cũng có thể ứng cứu lẫn nhau được trần sùng sơn do dự một chút nhưng cũng gật đầu đồng ý rồi nhìn trần quốc vĩ nói nhớ lấy nghìn vạn lần không được vì tiện ra khỏi nhà trên núi buổi tối nhiều dã thú lắm đó trần quốc vĩ sợ đến mặt trắng bệch cả ra Trương Dương lúc đi ra ngoài cửa, lại nghe thấy thanh âm thân thiết đầy lo lắng của tả hiểu tình gọi lại, Trương Dương, cẩn thận đó. Trong lòng Trương Đại Quan Nhân cũng dâng trào một cỗ cảm giác vui vẻ ấm áp. Trương Dương cũng ngửi nhẹ một tiếng rồi cầm đèn pin cùng Trần Sùng Sơn ra ngoài xem xét tình hình. Ánh trăng rất sáng, Trần Sùng Sơn ý bảo Trương Dương đóng cửa lại, rồi hai người bọn họ dọc theo đường núi phía sau nhà đi tới rừng trúc, tiếng chó sủa cũng là từ hướng đó truyền tới. Đi được nửa đường hai người liền thấy một bóng đen to đùng từ đằng trước đang lao nhanh về phía này. Lúc cái bóng đen to đùng đó tới gần mới nhận ra được là con chó đen của Trần Sùng Sơn, hắn ngồi xổm xuống vuốt ve con chó của mình, con chó cũng khá thông minh, xoay người lại sủa bọn họ hai tiếng rồi đi trước dẫn đường. Dưới ánh trăng sáng, Trương Dương cũng nhận thấy được vẻ mặt ngưng trọng của Trần Sùng Sơn, hắn cũng thấy thấp thoáng có điều gì đó không ổn liền thấp giọng dò hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Trần Sùng Sơn cũng hạ giọng nói nhỏ, trong rừng trúc có một ngôi mộ cổ. Gần đây có người thường lui tới chỗ đó theo dõi. Trương Dương gật đầu như đã hiểu, cùng Trần Sùng Sơn tới rừng trúc rậm giảm bát ngát trước mặt. Đường núi gập gành khó đi, sương núi lạnh buốt, bóng tối dày đặc nhưng tấm lưới lớn phủ trục xuống hai người nhỏ bé kia, làm cho người ta có cảm giác nặng nề khó tả. Gió núi trong trẻo nhưng lạnh lùng đang không ngừng gào thét thổi qua, cả vùng núi non thư phát ra một tiếng thở dài trầm thấp. Bỗng nhiên ở trong rừng trúc, một đạo ánh sáng chợt lóe lên, Trần Sùng Sơn liền dừng bước, xác định được đạo ánh sáng kia là ở sâu trong rừng trúc. Lúc này mới thấp giọng nói, quả nhiên là có người tới đây. Hai hàng lông mày hoa dâm cũng nhíu chặt lại, hắn vỗ vỗ đầu con chó đen ý bảo nó ở yên chỗ này, rồi hắn đánh mắt ra hiệu cho Trương Dương đi tiếp. Hai người lại tiếp tục lần mò trong đêm từ từ đến chỗ khu rừng trúc. Trần Sùng Sơn sinh sống tại nơi đây cũng đã nhiều năm từng cành cây ngọn cỏ ở đây hắn cũng đều quen thuộc như lòng bàn tay, đường đi lối lại như nàng hắn đều nhớ rõ. Trương Dương tuy rằng tự tin vào một thân công phu của mình, nhưng hắn cũng biết ẩn giấu thực lực cũng là điều quan trọng không kém, không phải lúc khẩn yếu tới tính mạng, tuyệt nhiên hắn cũng chẳng muốn bộc lộ thực lực chân chính của mình làm gì. Hai người ẩn mình ở giữa rừng trúc, ánh đèn hắt hiu trương đêm xuyên qua tầng tầng lớp lớp thân cây trúc, đằng trước là bốn gã thanh đàn ông đang đào bới tìm kiếm cái gì đó. Trần Sùng Sơn thấy cảnh này cũng hết sức tức giận, ánh mắt cũng tràn ngập phẫn nộ, đang định cầm súng lao ra thì bị Trương Dương bên cạnh ngăn cản. Bởi vì Trương Dương lại cảm thấy như ngoài hai người bọn họ đang quan sát đám người kia, thì chắc chắn xung quanh đây còn một người nữa đang ở trong bóng tối rình đám người kia như bọn họ. Tai của Trương Dương rất thính, tiếng hít thở nhẹ nhẹ lẫn trong đám âm thanh hỗn tạp kia, Trương đại quan nhân hắn cũng có thể nghe rõ ràng được. Tiếng hít thở nhẹ nhẹ nhưng lại đều đặn và kéo dài hiển nhiên chủ nhân của tiếng hít thở này là người có võ công. Trương Dương lần theo tiếng hít thở kia nhìn lại, liền cảm nhận được người kia đang ẩn thân tận sâu trong rừng trúc tĩnh mịch đen tối đằng trước, Trương Dương cũng ước chừng được hắn cách hai người bọn họ khoảng 10 thước. Trần Sùng Sơn thực cũng không biết tại sao tiểu tử Trương Dương này lại ngăn trở mình ra tay, hắn đang muốn hỏi lại thấy Trương Dương làm một động tác ý như bảo hắn chớ có lên tiếng. Bốn gã đàn ông phía trước đang hì hục đào bới, đúng lúc này một tiếng hét đầy thê lương chu lên, rồi một đạo bóng đen từ trong rừng tối lao ra, dùng một tốc độ kinh người lao nhanh tới chỗ bốn gã trộm mộ nọ. Bốn gã trộm mộ kia chỉ nhận ra được người thần bí nọ đầu tóc bạc phơ che khuất khuôn mặt, không tài nào nhìn rõ được diện mạo thực sự của hắn. Hắn mặc một trường bào rách dưới màu đen, từ rừng trúc lao ra, di chuyển thấp thoáng như quỷ mị, mấy tên trộm mộ sợ quá vất cả quốc sẻng sợ hãi chạy toán loạn vào trong rừng trúc. Thế nhưng động tác của người thần bị mặc trường bào màu đen kia lại nhanh hơn bọn chúng rất nhiều, một quyền đánh lên giữa lưng một gã trộm mộ đang bỏ chạy, gã trộm mộ nọ kêu thảm một tiếng rồi ngã nhào trên đất, không đợi hắn từ dưới đất bò lên, người thần bí nọ đã một cước giẫm nát bàn tay phải của hắn. Trong đêm đen lạnh lẽo, tiếng xương bàn tay gáy kêu răng rắc càng làm người khác phải giận tóc gáy. Vài tên trộm mộ khác bị một màn này dọa đến hồn phi phách tán, cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu mất hai cái chân nữa để chạy cho nhanh. Thế nhưng kinh công của người thần bí mặc trường bào màu đen kia lại quá nhanh, xuất thủ lại mau lẹ gọn gàng, ba gã trộm mộ còn lại chưa kịp chạy được bao nhiêu đã bị hắn đánh cho ngã nằm rúi rụi trên mặt đất. Lúc nãy do sợ hãi vội vàng bỏ chạy, nên bọn trộm mộ cũng vất cả đèn đi, ánh trăng lạnh lẽo rơi rớt trên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn một chút huyết sắc nào của người thần bí mặc trường bào màu đen kia, càng khiến hắn có vẻ quỷ dị khó tả, bốn gã trộm mộ bị dọa sợ đến vãi linh hồn cả đám lọ mọ bò rầy quỳ dạp xuống run run nói đại đại tiên người tha tha cho chúng ta một một mạng chúng ta không dám không dám nữa cút mấy tên trộm mộ được quỷ buông tha mình nhặt nhạnh lại chút tàn mạng còn lại cả bọn nhanh nhẹn kéo nhau chạy mất trương dương từ trước tới giờ cũng chẳng tin thần yêu ma quỷ cái gì cả nhưng mà từ thân thủ của gã mặc trường bào màu đen này có thể nhận ra được hắn đích thị là cao thủ thực sự nghĩ không ra trong chốn núi non thanh thai này lại ẩn tàng ngọa hổ tàng long, đúng là không thể xem thường được. Người thần bí mặc trường bào màu đen bỗng nhiên xoay người lại, nhìn tới chỗ ẩn náu của Trương Dương cùng Trần Sùng Sơn, lạnh lùng nói, không cần ẩn nấp làm gì nữa, ra đi. Trương Dương nghe thế liền biết mình cũng bị đối phương phát hiện từ lâu, Trần Sùng Sơn ánh mắt nghiêm nghị nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười tươi nói, Tín nghĩa huynh, ai dè ngươi còn có bản lĩnh giả thần giả quỷ như vậy nữa. Người thần bí như quỷ mị lúc này mới vén đám tóc bạc của mình lên, búi thành một búi tóc to phía sau đầu, rồi dùng châm gỗ cố định lại. Sau đó mới cười cười nói: Ta còn tưởng lão già ngươi mắt mở tai điếc, cũng không ngờ động tĩnh như vậy lại làm kinh động tới ngươi. Nguyên lai like người thần bí này là đạo sĩ của tử hà quan trên đỉnh thanh vân phong. Hắn họ lý tên tín nghĩa, pháp hiệu tử hà chân nhân. Hắn là người trông non cái đạo quan rách tung tóe trên kia, cũng là hàng xóm lâu năm với trần sùng xuân đây. Lý tín nghĩa sở dĩ giả thần giả quỷ để dọa bọn trộm mộ kia, căn bản cũng là không muốn gây phiền phức, một lần dọa là bọn chúng cũng phải sợ đến giả, làm như vậy thì sau này chắc chắn bọn chúng cũng không dám bén mảng tới đây trộm mộ nữa. Trương Dương âm thầm thở dài một hơi, chuyện cứ kết thúc như vậy cũng là hay nhất, dù sao Trần Sùng Sơn chỉ một thân một mình ở cái chốn này, nếu là hắn ra mặt đắc tội với đám trộm mộ kia, sợ rằng bọn chúng sau này lại tìm hắn tính trả thù. Trương Dương cùng Trần Sùng Sơn tuy chỉ là người ngoài cuộc đứng nhìn, vậy mà cũng bị cái bộ dạng giả thần giả quỷ của Lý Tín Nghĩa lừa gạt thành công, huống chi bốn gã trộm mộ kia có tật giật mình, lại càng khiếp sợ mãi không thôi. Nhưng mà Trương Dương nhớ lại lúc Lý Tín Nghĩa xuất thủ tàn nhẫn như vậy, đổi lại là Trương Đại Quan Nhân thì sợ rằng hắn còn muốn thê thảm hơn. Chỉ là Lý Tín Nghĩa này chẳng phải là người xuất gia sao? Sao nghe nói người xuất gia phải từ bi độ lượng mà nhỉ? Ba người đem phần mộ bị bọn trộm một đào lấp lại một lần nữa, Trương Dương nhìn phần mộ này cảm thấy cũng không có gì đặc biệt cho lắm nên tò mò hỏi, đây là ngôi mộ cổ mà ngài nói hả? Trần Sùng Sơn vỗ vỗ vai hắn nói, phần mộ này chính là mộ của Sơn tặc nổi danh nhất thanh thai Sơn An Đại Hồ Tử đó. Mấy tên tiểu tặc kia hẳn là muốn kiếm chút bảo bối gì gì đó từ phần mộ này nên mới đào đây mà. Lý Tín Nghĩa cả giận, cái lũ trộm chết tiệt kia thật sự là chó má, cái loại chúng nó cần phải phao gân toái cốt đem cho chó nó sơi. Trương Dương cười thầm, ngữ khí của vị đạo sĩ này đúng là chẳng có mang chút từ bi nào mà xem chừng sát khí còn rất nặng nề a. À. Lý Tín Nghĩa quay lại thì vừa vặn trông thấy biểu tình của Trương Dương, nhìn vẻ mặt của Trương Dương hắn cảm thấy cái gì đó không đúng, quay ra hỏi Trần Sùng Sơn, cháu ngươi hả? À? Cái bộ dạng so với ngươi cũng có chút giống a. À. Trần Sùng Sơn mắng, Lý Tín Nghĩa, ngươi không mở mồm ra thì không yên được à? đây là một anh bạn trẻ của ta a à. hắn là trương dương thư pháp của hắn so với ta còn cao hơn đó lý tín nghĩa nghe vậy đương nhiên không tin tưởng mà cho rằng là trần sùng sơn kia khiêm tốn mà thôi hắn cười cười gật đầu nói thôi khuya rồi chúng ta về nghỉ đi thôi trần sùng sơn giữ hắn lại bảo ngày mai tuyết nhi mang mấy bằng hữu của nàng ta đi ngắm mặt trời mọc người đừng có mà gây sự a à. lý tín nghĩa quay lại nhìn qua trương dương một chút rồi nửa nụ cười ta biết là tôn nữ tế của ngươi. Ha ha. Trần Sùng Sơn cả giận cút. Lão đạo sĩ vừa cười ha hả vừa lẩn mất bóng rất nhanh vào sâu trong rừng trúc. Trương Dương tán thưởng, thực là một cao thủ a. À. Trần Sùng Sơn cười, hắn có cái tật là bình thường rất hay hồ ngôn loạn ngữ. Hồi những năm 60, cái lúc bắt đầu kiến quốc có lần một mình hắn đánh lui cả hai chục tên Hồng vệ binh lên núi phá phách đó. Nói đến chuyện cũ của Lý Tín Nghĩa, Trần Sùng Sơn có vẻ rất hào hứng. Trương Dương cảm thấy thật sự là hồ đồ, thật sự là nhìn không ra cái lão đạo sĩ kia mà cũng rất cao thủ a. À. Lại nhớ tới chính bản thân mình hồi mới tới xã Hắc Sơn tử cũng một mình đánh lùi bốn chục thôn dân thôn Thanh Hà, trong lòng thầm đắc ý xem chừng vẫn là bản thân mình còn uy phong hơn lão nhiều. Sở dĩ Trần Sùng Sơn vừa phải nhắc nhở với Lý Tín nghĩa là bởi lo lắng cái lão điên điên khùng khùng kia vạn nhất lại lên cơn làm vài trò chọc phá thì phiền. Thế cho nên là nhắc trước lão vẫn hơn. Sáng sớm hôm sau ngoài trời vẫn còn tối om, Trần Tuyết với tả hiểu tình đã thức dậy, ngược lại Hồng Linh thì vô luận thế nào cũng không chịu rời giường. Bên phía Trương Dương hắn cũng đã mò dậy chuẩn bị và gọi Trần Quốc Vĩ. Trần Quốc Vĩ thống khổ nói, để yên ta ngủ đi. Mệt chết được, có cái gì đâu mà ngắm, đúng là thằng nhãi này với Hồng Linh kia thật có tướng vợ chồng. Trần Sùng Sơn thì đã dậy đốn cửi ở sân trong từ lúc nào. Nhiều năm sinh hoạt ở trên núi, lão đã quen dậy sớm rồi nhìn thấy ba người trương dương, không khỏi nở nụ cười nói, trên tử hà quan có quan hải thai là chỗ ngắm mặt trời mọc rất tuyệt đó. Mau đi đi, kẻo muộn thì lại bỏ phí cảnh sắc khó gặp. Từ chỗ lão tới tử hà quan quy có ba dặm đường, nếu như đường bình thường bằng phẳng ngon lành thì cũng chả tính là gì, nhưng đây là thâm sơn cùng cốc, lại là đoạn sơn đạo hiểm yếu nhất trên thanh vân phong, rất nhiều chỗ dốc đứng, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, may là vách đá còn có một dậy xích lớn bảo hộ nên đi lại cũng có phần dễ chịu. Trần Tuyết đối với đường đi ở đây thì thập phần quen thuộc, cứ phăng phăng mà đi tít lên phía trước. Tả Hiểu Tình cùng Trương Dương thì đi sau đó. Hắn đi phía sau để nâng đỡ cho nàng, đối với Trương Đại Quan Nhân thì đây là một cơ hội rất tốt để tiếp xúc thân mật với Tả Hiểu Tình. Lúc thì nâng eo nàng, lúc thì nắm vai, giữ tay, hồi sau lớn gan hơn chút nữa thì bắt đầu định dùng tay nâng cái mông đầy đặn kia. Đáng tiếc là Tả Hiểu Tình đã cảnh giác, quay lại đánh vào bàn tay hắn một trưởng cái chát. Tiếng vang khiến cho Trần Tuyết quay đầu lại mà nhìn, tả hiểu tình vừa thẹn vừa giận quay đầu đi chỗ khác. Trương Đại quan nhân ra vẻ vô tội, sao lại đánh ta? May liễu tả hiểu tình dựng đứng lên, nhưng lại ngấm đích xác là tiểu tử này vừa nãy còn chưa đạt được ý đồ lại cười nói ai bảo ngươi không thành thật. Trần Tuyết lạnh lùng nhìn lướt qua Trương Dương, trong mắt tràn ngập sự khinh thường, sau đó lại tiếp tục đi tiếp về phía trước. Trương Dương trong lòng đích thị áp phiền muộn, trộm gà không được lại còn mất nắm thóc hắn thở dài, ta đâu có làm gì. Tả hiểu tình mỉm cười nhẹ giọng nói, ta thế này gọi là ngăn chặn tội phạm phát sinh. Đem tội ác của người tiêu diệt ngay từ trong trứng nước. Trương Dương thấp giọng than, chó cắn lá động tân không nhìn được người tốt ra. Bất quá dự đoán tả hiểu tình là rất chính xác, Lộc Sơn chỉ trảo của tiểu tử này là bắt đầu vươn ra làm càn. Tử Hà Quan tùy rằng có danh khí lớn, nhưng trên thực tế chỉ là năm gian nhà đá nát, vây quanh là tường bao cũ kỹ, chỉ có đại môn là còn giữ được chút phong thái. Theo Trần Tuyết giới thiệu thì cái cửa đá này là từ thời Tống triều, bất quá Trương Dương nhìn ba chữ trên đại môn hẳn là tân thời. Hơn nữa dựa vào tự thể thì hẳn là thủ bút của Trần Sùng Sơn chứ chẳng phải ai khác. Lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa chẳng biết đã mò đi nơi nào. Bởi Trương Dương không có nhắc tới chuyện đã gặp Lý Tín Nghĩa hôm qua nên Trần Tuyết giới thiệu, có một vị đạo trưởng sống trong tử hà quan này, vị này với gia gia ta là hảo hữu chi giao ba người bọn họ trực tiếp đi vào trong tử hà quan đi thẳng ra hậu viện liền nhìn thấy một khối cự thạch nằm ngang ngay trên cách núi khối cự thạch này chính là quan hải thạch lúc này bầu trời phía đông đã hiện ra ngân bạch sắc ánh bình minh cũng đang bắt đầu tới ba người leo lên trên quan hải thạch đứng mà khối thạch này trơn nhẵn vô cùng trương dương là người đầu tiên bước lên sau đó đưa tay kéo hai nàng lên hai bàn tay hai người con gái đều vô cùng mềm mại nhưng cảm giác lại vô cùng bất đồng bàn tay Trần Tuyết thì lạnh lẽo y như vẻ ngoài lạnh lùng của nàng. Còn bàn tay tả hiểu tình thì ấm áp nhu mềm giống như con người nàng. Hai bàn tay như hai khối ôn nguyễn bạch ngọc, hai tay nắm tay hai mỹ nữ, trong lòng không khỏi nhớ đến tình cảnh hào hùng trái ôm phải ấp thời tùy chiều mà có phần tiếc nuối. Một cơn gió nhẹ thôi qua, một đoàn xương trắng mỏng vây lại quanh họ, xoanh quanh cảnh vật bốn phía nhìn thật mông lung huyền ảo. Hai cô gái đồng thời đều không tự chủ mà nắm lại lấy tay Trương Dương, trong cái khung cảnh có phần lạnh lẽo như vậy, bản năng nữ tính khiến các nàng tự tìm kiếm lấy một cảm giác ấm áp có thể che chở. Trương Dương kéo hai nàng cùng ngồi xuống, sau đó hắn bỏ tay Trần Tuyết ra, nhưng tay kia lại vẫn nắm chặt tay tả hiểu tình. Sương sớm khiến cho gương mặt bọn họ trở lên mờ ảo thần bí làm sinh ra cái cảm giác gần trong gang tức mà lại xa khó hiểu. Chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ có hai bàn tay ấm áp vẫn cứ nắm chặt lấy nhau bầu trời xám xám rút cuộc cũng càng ngày càng sáng hơn một chút hiện ra dần dần những ánh tử sắc những đám mây tử sắc chuyển dần sang màu đỏ từ đỏ lại chuyển sang màu vàng cam mặt trời từ sau mây dần dần nhô lên mang theo quang mang nhu hòa những đám mây nơi chân trời biến đổi hình dạng màu sắc theo ánh mặt trời ánh bình mình đầy màu sắc dâng lên nhuộm cả đất trời biến thành lưu tinh thế giới biển mây bốn phía như những con sóng mang đầy sắc màu một lát sau mặt trời rốt cuộc cũng nhô lên hẳn khỏi biển mây ngũ thải tân phân ánh lạn như gấm như vóc, vạn đạo kim quang rực rỡ xua tan đi mây mù. Dãy núi phía xa xa được nhuộm màu màu hồng tía trông như một đóa mân côi khổng lồ, đẹp đến nao lòng người. Kim quang cũng dần dần tiến về phía họ, vầng dương cũng dần trở lên sáng chói hơn như ngọn lửa đỏ tươi cường liệt, thiêu đốt biển mây mù dần dần biến mất. Chiều lên chiều xuống, nhân gian qua biết bao xuân thu, Trương Dương cũng chìm đám tại mỹ cảnh nhật xuất vân hải này, mặt trời ló dạng biển mây. Từ lúc sống lại, hắn chính là lần đầu tiên sản sinh ra loại cảm xúc bàng quan xuất thần như thế này. Nhớ tới cuộc sống quan trường cảm giác như là hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy. Đôi mắt của tả hiểu tình đã long lanh ươn ướt, từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được gần thiên nhiên đến như vậy. Trần Tuyết đã rời đi từ lúc nào, nàng đứng lặng yên dưới tán cây cổ thụ như một đáo sơn trà xinh đẹp, nhắm hai mắt lại lắng nghe tiếng gió núi thì thầm cùng với cây tùng cây bách siêu nhiên cùng hiện thực vĩnh viễn bất khả song song tồn tại, tuy rằng chỉ cách nhau một khoảng tưởng chừng rất nhỏ nhưng không thể định nghĩa được nó. Xuống đến chân núi, tà hiểu tình cùng Trần Tuyết vẫn duy trì cái cảm xúc diệu kỳ ấy còn Trương Dương đã trở về với thuộc tại vốn có của mình. Nguyên bản là hắn muốn tiến tả hiểu tình về huyện Xuân Dương, nhưng sự tình đột ngột phát sinh khiến cho kế hoạch của hắn bị phá vỡ. Công nhân công trường trùng kiến tiểu học Hồng Kỳ lại đình công, thân là tổng chỉ huy công tác, Trương Dương phải mau chóng xử lý vấn đề này, vì nó quan hệ trực tiếp đến thành tích của hắn. Trương Dương đưa tả hiểu tình lên ô tô, nói với tài xế vài câu. Hiện tại cánh lái xe đường dài mà có qua địa phận xã Hắc Sơn Tử Hẳn là có ít kẻ không biết tới trương chủ nhiệm. Cánh lái xe nói với nhau rằng thả đắc tội với chủ tịch xã còn hơn chọc vào chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình này. Chủ tịch xã thì người ta cũng chỉ giảng giải đạo lý này nọ mà thôi, còn anh chủ nhiệm trẻ này thì ra tay dã man không cần phải bàn. Thật đúng với cái câu diêm vương hảo kiến, tiểu quỷ khó chơi. Tả hiểu tình nhìn bộ dáng tươi cười của hắn ngoài xe mà trong lòng dâng nên một cảm giác không nỡ rời xa, nàng cắn cắn môi đào, rút cuộc kéo cửa kính nói một câu, trương dương. Nhớ phải chú ý sức khỏe, gặp chuyện gì không vừa ý cũng đừng nên khinh suất. Trương Dương gật đầu cười, tả hiểu tình quan tâm khiến cho thằng nhão này rất chi là thoải mái trong lòng. Ánh mắt lưu luyến không rời của tả hiểu tình cứ ngoái lại nhìn hắn cho tới tận khi khuất dạng, lộ trình từ đây tới xuân dương huyện tuy rằng xa nhưng dường như lại kéo gần khoảng cách giữa họ lại tả hiểu tình rời đi khiến trong lòng trương dương cũng có cảm giác mất mát cái gì đó bất quá sự tình trùng kiến tiểu học hồng kỳ đang gấp rút khiến hắn phải chú tâm vào công việc trương dương nhanh chóng bước lên ô tô trực tiếp hướng tới công trường mà đi công trường thi công thật hết sức vắng vẻ ngoại trừ một người phụ trách công nhân thì những người còn lại chẳng biết đã đi đâu ngô hoành tiến thấy trương dương tới vội vàng chạy tới nói trương chủ nhiệm tất cả công nhận đều không chịu làm. Vì sao? Bọn họ nói hai người lần trước bị thương tới nay còn không có tiền bồi dưỡng, hơn nữa tiền công tháng rồi cũng chưa có phát, cho nên. Trương Dương vừa nghe xong đã phát hỏa, tiền lượng bọn chúng không được nhận thì than với ta cái dám gì. Tìm ông chủ bọn họ chứ, bất xác Trương Dương nhớ ngay đến Lâm Thành Vũ, con mẹ mày chứ. Cư nhiêm dám chơi lão tử à, không cho mày biết mùi mày còn tưởng ta dễ bị bắt nạt. Lâm Thành Vũ đâu? Ngô Hoành Tiến thở dài, nhà hắn ở thị trấn, cuối tuần nên hắn về rồi. Nhìn không gian vắng vẻ trên công trường mà Ngô Hoành Tiến không khỏi thở dài, Trương chủ nhiệm, tiến độ công việc nếu thế này thì không ổn. Nếu như An lão tiên sinh mà tới nhìn thấy cái bộ dạng này, lão khốc phát hỏa mới là lạ. Trương Dương cười nhạt, bước vào phòng chỉ đạo công trường điện thoại cho Lâm Thành Vũ, tất cả đều y như hắn dự liệu, Lâm Thành Vũ không có nhà. Thằng chết tiệt này hẳn là muốn chơi mình rồi đây. Trương Dương nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi nói, Tiểu Ngô, ngày mai nói với Lâm Thành Vũ cút xéo, liên hệ với đội công trình mới cho ta. Ngô Hoành Tiến sửng sốt, Trương chủ nhiệm, hợp đồng đã ký rồi, nếu chúng ta đơn phương phó hủy hợp đồng thì sẽ phải bồi thường cho hắn. Như vậy chẳng phải là đúng ý của hắn sao? Lâm Thành Vũ tính toán cái cái quái gì? Mấy trò hề thôi, lão tử không có hứng chơi với hắn. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 30.